Quan thuật, Diệp Phàm. Tập 51. Thế cũng tốt, gia tộc Akiyama ít nhất còn chấn được mấy tên Trung Quốc, trong nước bọn họ chắc chắn có nhiều cao thủ bát đẳng hơn chúng ta nhiều. Nếu mạo muội phái bọn họ đi, ắt hẳn các lão gia của Trung Quốc cũng không chịu ngồi yên, ngược lại tổ đặc nhiệm A còn có lý do để mời mấy lão này. Cứ như vậy, chắc hẳn các nước Nga, Mỹ sẽ chỉ trích chúng ta phá hủy nguyên tắc trò chơi. Tướng quân, đợt sóng công kích thứ hai ngày mai tới. Bên ngoài một thanh niên bước vào, đưa tay báo cáo. Được, nếu gặp đám Trung Quốc, giết hết không chừa tên nào. Fujiwara lại đập lên bàn cái nữa, chén trà lay động, trợ thủ của ông ta Sơn Bản Thập Lang trong lòng lắc đầu, không lạc quan lắm. Vì đợt sóng công kích thứ hai do cao thủ Tiểu Lâm Mộc Cát Lục Đẳng dẫn đội, còn lại đều là cao thủ tứ đẳng. Chương 915, giết vài người. Hơn nữa từng người đều ôm dự đự không thành công xả thân liều chết, ôm trái tim phải chết ra đi. Trong chiến tranh thế giới lần hai, nhóm này được gọi là đội cảm tử, kỳ thực đây chính là những người kế tục của đội cảm tử. Trong một tòa nhà bình thường ở Washington, tổ trưởng đội hành động đặc nhiệm Hải Lang Mỹ, Brown vẻ mặt ngưng trọng, miệng ngậm điếu xì gà Cuba, đang cùng tổ phó Rohde Gris so xem ai nhả khói lớn hơn. Đã xác định tình hình chưa? Mặt Brown âm trầm, miệng sắp thành ống khói rồi. Có lẽ không sai, đội viên đợt sóng công kích thứ hai tổ đặc nhiệm A Trung Quốc rất hung mãnh, vừa mới hạ xuống không tới một ngày, đã hạ đưa 6 tên Nhật Bản xuống địa ngục. Nghe nói hai tên năng lực cao nhất không biết đi đâu, ắt hẳn là bị trọng thương rồi. Nhật Bản, có lẽ bị loại đầu tiên. Nhân viên quan sát trung lập trên thuyền chữa bệnh do Thụy Sĩ luôn đứng ở thế trung lập và một số quốc gia không tham gia cuộc chiến lập nên. Lúc nãy mới nhận được đề xuất thỉnh cầu của Nhật Bản, yêu cầu nhân viên quan sát trung lập phái người đưa 6 thi thể kia giao lên thuyền Hải Vân cho Nhật Bản. Tổ phó Rohde Gris cắn điếu thuốc, vẻ mặt vui vì người khác gặp họa, gật đầu mạnh. Hình như có lộ chút khoái chí. Bị loại trước tiên, có lẽ không, theo quy định mỗi quốc gia có thể phái thêm nhân viên chiến đấu tuy nhiên không quá 40 người. Đợt sóng công kích đầu tiên của Nhật Bản không quá 20 người. Thêm những người ẩn tính nữa chắc là không quá 25. Bọn họ có thể phái thêm mười mấy người đợt công kích thứ hai. Bọn họ, chắc chắn sẽ không ngừng tay. Dã tâm của những tên này lớn lắm, hồi thế chiến thứ hai, ngay cả Trân Châu Cảng của chúng ta mà cũng dám cho nổ. Nhưng, như vậy cũng hay, ít nhất đợt sóng công kích thứ hai của chúng đến đảo Rắn Ưng rồi. Mục tiêu tấn công chủ yếu của chúng chắc chắn là tổ đặc nhiệm A Trung Quốc, chó, cắn chết càng tốt, ha ha ha. Rao hiếm khi nặn ra nụ cười. Mục tiêu tấn công đúng là tổ đặc nhiệm A, nhưng, ắt hẳn Nga và chúng ta cũng thành mục tiêu tấn công phụ của chúng. Tổ viên đợt sóng thứ nhất tổ thần đạo bị thương, hầu hết là do kiệt tác của ta và Nga liên kết. Rohde Gris lắc đầu. Không sợ, nếu thực lực tổ viên đợt sóng thứ hai tổ A mạnh như vậy, thì cứ để tổ thần đạo Nhật Bản gặm chút xương đi. Hơn nữa, theo tin tình báo mới nhất thành viên đợt sóng công kích thứ hai tổ A có 10 người. Bị thương nặng 2 người, trong đó có một tên chắc hẳn không cứu được. Hơn nữa còn có 2 thành viên hộ tống rời đi, chỉ còn lại 6 người, thêm những thành viên tổ A cũ, cộng lại không quá 18 người. Đối với chúng ta mà nói, là một món lợi lớn. Brown cười âm trầm, chiếc răng đen đen giống như được đúc từ phôi thép. Về mặt nhân số mà nói, đội viên đợt sóng thứ 2 của chúng ta có 15 người, vừa tiến vào đảo Glasgow Rắn Ưng. Cho đến nay chưa có báo cáo thương vong. Thêm 10 đội viên vẫn kiên trì chiến đấu từ ban đầu, ít nhất cũng có 25 đội viên, thực lực quá xa so với tổ đặc nhiệm A. Rohde Gris nói, các cơ trên mặt đông cứng lại, không hề giãn ra. Thằng nhãi này trầm mặc, vài phút sau lại nói thêm. Nhưng, theo các chuyên gia phân tích số liệu CIA chúng ta, sau khi phân tích lực lượng đối lập cho ra kết quả, đội viên đợt sóng thứ hai tổ đặc nhiệm A có một cao thủ thất đẳng. Hơn nữa, nghe nói vương bài ẩn nấp của họ, cao thủ bát đẳng nghe nói đang trọng thương, nhưng hiện nay vẫn chưa thấy ông ta rời đi. Cũng không biết là thực hay giả, trong rừng cây, mọi người chỉ có thể dựa vào phân tích phán đoán. Nếu như vị cao thủ kia không bị thương, đối với thành viên của tổ chúng ta, là một tai họa lớn. Ừ, một bát đẳng cao thủ, trong đội chúng ta cũng có một người. Nhưng ông ta đã bị thương. Nhưng mà, theo miêu tả của ông ta, sau khi giao đấu với bát đẳng cao thủ thần bí của Trung Quốc vài chiêu, cảm giác ông ta đã bị thương từ trước rồi.
Bằng không, tại sao lúc đối kháng không dám đỡ đòn? Tuy nói vị cao thủ bát đẳng của chúng ta cũng bị thương từ trước, nhưng vẫn còn có thể xuất kích. Nhưng, kỳ lạ và cuối cùng vị cao thủ Trung Quốc kia tung ra một chiêu cuối cùng, đã làm bên ta trọng thương. Nhưng, chắc là bản thân của ông ta cũng chẳng khác gì mấy. Dù bây giờ vẫn còn kiên trì, thì có lẽ lực sát thương cũng không nhiều lắm. Nếu trong đội viên đợt sóng thứ hai quả thực có cao thủ thất đẳng, quả là người khó chơi. Các tổ viên còn lại của chúng ta còn nhiều, nhưng cao nhất cũng chỉ đạt đến cấp lục đẳng của Trung Quốc, không có thất đẳng. Gương mặt Brown đã thu lại nụ cười, không còn nhìn thấy những chiếc răng đen nữa, đã trở nên thâm trầm hơn. Vâng, thất đẳng, so với lục đẳng ngũ đẳng, không phải đơn giản chỉ thêm một hai đẳng. Một cao thủ thất đẳng, trong bụi rậm, thậm chí có thể lấy sức một người đánh chết 10 đội viên, uy hiếp quá lớn. Không phải là Trung Quốc cầu cứu môn phái võ đang thiếu lâm chứ? Bằng không, trước nay chưa từng nghe nói trong tổ đặc nhiệm A Trung Quốc ngoại trừ sát thần còn có cao thủ thất đẳng. Robert Rees có chút bất mãn hừ giọng nói. Không đâu, phàm là những môn phái nổi tiếng Trung Quốc đều có chuyên gia theo dõi. Hơn nữa, tôi tin rằng bọn họ không dám tùy tiện phá quy tắc trò chơi đâu. Lần này, Hải Lang chúng ta cũng khiêu chiến tính lịch sử. Tuy nói có người bị giết, nhưng cũng có quật khởi một thế hệ mới. Đây là cơ hội lật các bài tẩy mới trong tinh anh tổ đặc nhiệm các quốc gia. Tôi tin mỗi quốc gia đều có giữ lại một ít. Cho dù các đội viên phái đi có hy sinh, nhiều nhất cũng chỉ chịu một vết thương nặng, 10 năm, 20 năm sau sẽ lại ngóc đầu dậy. Trong lời nói của Brown đầy tin tưởng và hy vọng, đối với những người chết, ông ta chả có chút cảm giác gì, có thể nói mắt đã tê dại rồi. Ra! Diệp Phàm truyền đạt mệnh lệnh, trong rừng rậm, căn bản là không nó mục tiêu, dãy núi kia cũng không phải địa danh, chỉ có thể nhắm phương hướng đại khái mà đi. Hơn nữa, vẫn chưa liên hệ được với đoàn trưởng Thiết và Lý Tướng Quân. Trong bụi cỏ đều có tinh anh tổ đặc nhiệm các nước ẩn núp. Còn về phần thiên thạch, chẳng biết ở đâu, có bị ai đoạt được không? Chẳng khác gì ruồi bọ không đầu, đem não treo ở cổ rồi đi tản bộ. Hơn nữa, sóng vô tuyến không dám thường xuyên mở, vì, cái thứ đồ chơi này là mục tiêu dễ bị phát hiện nhất. Tới một bụi cây hình lòng chảo, có một dòng suối chảy qua trung tâm. Trên đầu, thỉnh thoảng Vienak lên tiếng kêu to đáng sợ của diều hâu. Còn rắn, anh cứ coi nó như loại dây thường biết động đậy là được. Dù sao dày cũng là loại đặc chế, có thể chống đạn, chống mìn. Toàn thân tổ viên ổ đặc nhiệm A đều được bao bọc, chỉ lộ ra khuôn mặt. Đương nhiên, cũng chỉ có thể phòng bị, thực chất nếu dẫm lên địa lôi thì át hẳn cũng lập tức trở thành người tàn phế. Sinh mạng không sao, nhưng hai chân chắc chắn không giữ được. Hơn ngàn mét phía trước đột nhiên truyền đến tiếng bóc 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 chứ không phải là tiếng súng vang dội, đó là vì đội viên chiến đấu đặc biệt của các nước không nhiều, đều là tinh anh trong tinh anh. Cho nên, vũ khí trang bị, đều là thành quả khoa học kỹ thuật, đã trải qua giảm âm. Nhưng, sau khi đạn bắn vào đá, bắn vào cành cây, còn tiếng nổ của lựu đạn không cách nào giảm âm được. Cứ quan sát rồi tính sau. Diệp Phàm thủ thế, 6 đội viên đều tản ra ẩn mình. Bụi cỏ này cao hơn người nhiều, chiêu vào trong đó, lại bôi thêm chút bụi cỏ để che giấu, có là thiên thần hạ phàm cũng chẳng nhìn thấy có gì khác biệt. Tầm bắn của đội viên tổ A đều là trong mấy trăm mét vuông. Vì đều là cao thủ đẳng cấp cao, cho nên độ chính xác của súng ống cũng cao gấp N lần. Độ chuẩn xác súng trường, đối với một quân nhân bình thường tầm bắn chuẩn xác chỉ hơn 200 mét, nhưng với cao thủ tứ đẳng, ngũ đẳng, thậm chí là lục đẳng có thính giác và nhị giác hơn người thường nên độ chuẩn xác có thể đạt đến 300-400 mét, thậm chí là 500-600 mét. Đương nhiên, còn có uy lực rất lớn nữa, loại tầm bắn khoảng vài mét, có thể bắn tỉa mục tiêu lớn. Nhưng, lần này tinh anh tiến vào rừng của các quốc gia đều là người, không trang bị những quân trang loại lớn, chẳng hạn xe tăng, xe bộ binh, trực thăng. Đều là đánh sáp lá cả đọ độ chuẩn xác súng ống. Và lấy tố chất cơ thể để giành thắng lợi, là một cuộc chiến giết người thực sự mang ý nghĩa tác chiến đặc trùng. Nhưng, thân thủ của Diệp Phàm rất cao, cũng không sợ những thứ nặng, trên người có gánh vật nặng 500-600 cân cũng có thể bước đi như bay, leo lên cây cũng như đi đường bằng, chẳng có vấn đề gì. Với tình hình này, hắn và tổ phó Trương Hùng được tổng bộ trang bị cho họ súng trường có uy lực ngắm bắn lớn, tầm bắn được vài mét. Thứ đồ chơi này đương nhiên là được cải tạo lại từ khoa học kỹ thuật mới nhất nước ngoài, giá trị rất xa xỉ,
nghe nói chất liệu món đồ chơi này rất đặc biệt, một khẩu cũng phải 200 ngàn, chẳng khác nào súng làm bằng vàng. Nhưng, trong loại hình tác chiến ở rừng cây thế này, mọi người thường ẩn nấp khá cẩn thận. Anh chưa cách người ta phạm vi mấy chục mét, người ta cũng sẽ không tấn công anh. Đợi khi anh đến đúng vị trí đó, thường thì chỉ một phát súng không trúng người đó lập tức biến thành một đống thịt ngay, phi tiêu, âm chảo, chủy gì đó đều bay đến. Thường thì nắm tay nắm chân thường quan trọng hơn súng, vì có lúc cây súng đồ chơi của anh không tìm được mục tiêu bắn. Khi đám Diệp Phàm đã đi rồi, ngơ ngẩn chẳng phát hiện được một mục tiêu nào có thể bắn. Dĩ nhiên, dùng tốc độ của rùa để hình dung vẫn về tốc độ của bọn họ cũng chưa đủ. Đi cả nửa ngày rồi mà vẫn chưa đi được 2.000 mét. Diệp Phàm thường xuyên thi triển mắt ưng và tai rơi, xác định tình hình mấy trăm mét xung quanh mình rồi mới ẩn núp đi tới trước. Đương nhiên, làm như vậy cũng có thể giảm bớt thương vong cho tổ A. Năm thành viên khác trong tốt hoàn toàn ký thác sinh mệnh trên người tổ trưởng Diệp. Thậm chí, cảm thấy đi sau mông hắn giống như được mặc thêm một tầng áo giáp sắt chống đạn. Các đội viên này, tín nhiệm tổ trưởng Diệp Phàm, đến mức thần thánh hóa hắn. Đầu dạp xuống đất. Chính là câu nói năm thành viên khác của tổ A muốn nói với tổ trưởng Diệp Phàm. Tôi qua thăm dò một chút, mọi người chú ý phòng bị. Diệp Phàm dặn dò, thân hình biến mất trong bụi cỏ không còn bóng dáng. Sau khi tới gần Diệp Phàm thực sự bị dọa, tình hình trận chiến tương đối kịch liệt, cây cối quanh bồn địa đều phun lửa. Trong chốc lát ở đây lại hiện lên một ngọn lửa, chốc lát lại có tiếng súng nổ, tiếng bụp bụp vang lên khắp nơi, giống như cả thung lũng này đều là người ẩn nấp vậy. Chương 916, thủ đoạn tấn công kỳ lạ. Trong quá trình tiến vào, chân bị vật gì mềm mềm vướng vào. Hắn sợ tới mức chạy vào bụi cỏ nhanh như sấm đánh. Một lúc lâu không thấy động tĩnh gì, bèn dùng đôi mắt chim ưng cộng thêm kính viễn vọng hồng ngoại liếc qua, mới phát hiện ra người chết. Bước tới gần lật thân người ra, phát hiện ra là một tên người Mỹ, bởi vì biểu tượng lá cờ có hình ngôi sao tuy chỉ rộng hai đốt ngón tay nhưng dưới đôi mắt chim ưng thì vẫn khá chói mắt. Mẹ nó, một tên người Mỹ, chết đáng lắm, không biết đối thủ là ai, có vẻ như không phải một tên, chắc là một cuộc hỗn chiến. Đây không phải là vùng trung tâm viên đá chết tiệt bên ngoài kia rơi xuống đấy chứ, Diệp Phàm trong lòng nghi hoặc nghĩ ngợi, đảo mắt qua một vòng. Quả nhiên tìm ra đầu mối, vì mảnh đất thung lũng trung tâm này dường như có dấu vết của cháy nổ. Nhưng vì cách quá xa nên cũng không nhìn rõ, có lẽ vết cháy nổ kia chính là do cuộc chiến kịch liệt vừa rồi gây nên. Đang nghĩ ngợi thì, ầm ầm, chấm, mấy tiếng vang lên, mấy quả lựu đạn đã vẽ lên nhiều đường cong chết người trên không trung. Sau khi tạo thành lưới rơi xuống đất thì tự nhiên bùng nổ đầy trời. Cái nơi chết tiệt này, nhỡ mà rơi xuống người ông đây còn gì nữa, thân thể thất đẳng này suy cho cùng vẫn là thân xác máu thịt, sao có thể chống lại được sự giáng xuống của một quả lựu đạn đặc thù uy lực tương đối lớn chứ? Diệp Phàm vội nghĩ trong lòng, lại mở to đôi mắt chim ưng và dang rộng đôi tai rơi, sợ để lỡ mất một tia bất thường, biết đâu cái tia bất thường kia sẽ kết thúc cái mạng sẽ lấy mất cái mạng duy nhất của mình chứ? Hu, những gì lo sợ đã đến rồi. Một quả lựu đạn thật sự đã bay đến, màu cho kèm màu xanh lục phả ra làn khói nhẹ. Cái thứ đáng sợ đó còn nhào lộn cân đầu vân trên không trung, từ tay cao thủ đặc chiến tung ra, cự ly có thể đạt được là 200-300 thậm chí là 500-600 mét. Chắc là mục tiêu ở cách mình không xa, Diệp Phàm nghĩ bụng, vừa trượt vừa tiện tay lượm một hòn đá lớn xem qua, một tiếng thình thịch lớn vang lên, quả lựu đạn kia nổ cách thân mình chừng mấy chục mét. Nguy hiểm thật, mẹ nó, nơi này quả thực là địa ngục ma quỷ. Cái đầu này cũng không biết có phải của mình hay không nữa, gã này thầm chửi một câu đã lĩnh hội thâm hậu câu nói đầu đừng đặt ở lưng quần rồi. Tuy nhiên, mạo hiểm luôn có báo đáp, cuối cùng thì ở cách xa khoảng 300 mét có hai người đang chuyển động. Hình như là trúng đạn rồi, trên người có vết máu. Thằng nhãi này giật mình, muốn chạy qua tìm hiểu tình hình, thừa cơ bổ nhào ra từ bụi cỏ. Hai tên mặc áo xanh nghe thấy chút tiếng động, đang muốn đánh trả nhưng Diệp Phàm đã đến bên cạnh chúng rồi, đang hạ một chân xuống, phần bụng tức khắc lộ ra hốc máu, dưới cú đá 7-8 ngàn cân của Diệp Phàm thì thân xác nào có thể gánh đỡ được. Một tên đang muốn tìm lựu đạn thì nắm đấm thép kia của Diệp Phàm đã đập lên cái đầu nó rồi. Ầm một tiếng giống như là tiếng kim loại va chạm vào nhau truyền đến, cái đầu đó máu chảy không ngừng, tên còn lại cũng mềm nhũn xuống. Diệp Phàm một tay kéo cái bảo hộ mềm trên đầu y, lật trước ngực, chửi một câu, là người Nhật Bản,
cờ biểu tượng mặt trời, chắc là đợt sóng thứ hai rồi. Diệp Phàm tiện thế mở một góc miệng ra, tìm thấy trong miệng một cái răng giả gắn vào đó. Đây là cái răng giả mà chúng dùng để uống thuốc độc tự sát. Vừa cắn là có thể tự kết liễu rồi. Động tác vừa xong của Diệp Phàm quá nhanh, tên này còn chưa kịp cắn cái thứ đồ đó, cho nên để Diệp Phàm lục được. Sau đó ghé sát tai tên này, dùng cái thứ tiếng Nhật gượng gạo để hỏi sự tình. Tuy nhiên, miệng tên này rất cứng, mắt, mũi, miệng đều chảy máu, không hừ ra được, xem ra là muốn moi cái gì cũng khó. Diệp Phàm tức giận kéo một tay, kéo cánh tay vốn cứng nhăng nhắc này bị kéo thành một cây thịt mềm nhũn, bởi vì xương cốt đã bị Diệp Phàm rút ra rồi. Con người đâu chịu đựng nổi sự đau đớn dữ dội ấy. Cơ mặt tên đội viên tổ thần đạo đó lập tức phập phồng như sóng biển cuồn cuộn, run rẩy, răng va vào nhau cầm cập không hé ra tiếng. Anh bạn, vẫn còn rất ngoan cố đấy. Không phải là thành viên đội cảm tử Nhật Bản đào tạo trong chiến tranh thế giới thứ hai đó chứ? Diệp Phàm bứt rứt nghĩ ngợi trong lòng, túm chặt tay, lại chặt đứt cánh tay còn lại. Mặt khác, một chân cứng rắn đè lên đùi của tên kia, âm thanh răng rắc rất nhỏ phát ra, tên này đau đến mức phải há miệng ra. Mấy chỗ bị đau, thật không chịu đựng nổi, há miệng nói. Người Trung Quốc, tranh giành đá với người Mỹ, người Nga, người Anh ở bên trái. Tên này vừa phun xong lời này, chân Diệp Phàm lại dùng sức đạp chết hắn, cho hắn được sảng khoái, cũng coi như là đối tốt với hắn rồi. Nghĩ bụng, họ Diệp ta đây là người còn khá nhân từ đấy, thứ lỗi cho chúng ta nhé. Diệp Phàm nhanh chóng lui trở về. Tướng quân Lý và đoàn trưởng Thiết đang tranh giành đá với người Mỹ và người Nga ở phía đông, chúng ta cũng không thể đợi thêm nữa, xông lên. Diệp Phàm ra lệnh một tiếng, bóng sáu thân hình tăng tốc độ rõ rệt. Diệp Phàm lặng lẽ thủ thế, Tề Thiên lúc này rất hiểu chuyện, cố ý giả bộ như rất hăng hái, hiển nhiên là đứng ở sau lưng Diệp Phàm, thầm nghĩ có đại ca đây che chở cái mạng rồi. Ai cũng có tâm trạng riêng, cho dù là vào lúc này, nhưng tâm trạng này không phải mải việc tư quên việc công, chỉ là một loại tư tình mà thôi. Lúc sau đến rừng cây trong thung lũng, tình hình chiến sự phía đông vẫn đang tiếp diễn, chỉ có điều hiện tại tiếng súng đạn lại rất ít, thưa thớt, chắc là đổi thành cuộc vật lộn. Bởi vì trong rừng cây bụi cỏ thỉnh thoảng lại truyền ra tiếng rung giật một hồi như chấn động, có lúc còn lộ ra bóng người, chắc chắn là cao thủ đang đánh giáp lá cả, vận dụng quyền cước. Diệp Phàm thử liên lạc với đoàn trưởng Thiết và tướng quân Lý, nhưng vẫn không có động tĩnh gì. Lúc này quả hơi phiền phức, trong rừng cây này, tuy quân đội đặc chiến các nước đều có biểu tượng trên người, nhưng cái cờ tổ quốc đó chỉ rộng hai đốt ngón tay, chỉ có đứng gần người mới có thể nhìn thấy. Nếu đánh bị thương nhầm người của mình thì sẽ là nỗi đau suốt đời. Đó là lý do mà khiến cho những kẻ tinh anh của các nước đều cố hết sức, dù có súng cũng không dám bắn bừa bãi, nếu bắn vào quân đội mình thì sẽ hối hận mãi. Tuy nhiên, thông thường thì mọi người đều dùng cách đặc biệt để liên lạc, hơn nữa một đội người ngựa của mình đều cắm trong một phạm vi có thể khống chế được. Cho nên việc đánh bị thương nhầm đó tuyệt đối rất ít, nếu không thì ai dám xưng là tinh anh, hơn nữa còn là tinh anh hàng đầu. Phía trước có chuyện, đội phó Trương Hùng đột nhiên dùng tay ra hiệu. Cả đoàn yên lặng tiếp đất quan sát. Đúng là đến rồi. Âm thanh sột soạt liên tục động đậy trong bụi cỏ truyền đến. Không xong rồi, con mẹ nó, là rắn độc. Diệp Phàm nói trong micro, bây giờ cũng không kịp vạch trần mục tiêu rồi. Trong tình huống đặc biệt này, quân đội các nước cũng hơi hỗn loạn, dù đã lộ ra một chút, trong nháy mắt người ta cũng đã rời vị trí. Cho nên cũng không cần thiết phải quá lo lắng. Nhiều quá, chắc phải có đến mấy trăm con, từ đâu đến vậy, lẽ nào là nổ vào hang rắn? Tề Thiên thì thầm sau lưng Diệp Phàm. Có thể, có lẽ nơi đây vốn là hang rắn, chúng bị lưu đạn kia làm nổ nên chui ra. Diệp Phàm mắng chửi một câu, tìm đối sách. Những con vật dài này thật khó xử lý, vì chúng quá nhiều. Hơn nữa con nào cũng rất độc, cắn cho một nhát là phiền phức lắm. Lên cây, Trương Hùng đề xuất, chỉ có thể như thế, nếu rắn bò lên cây thì chúng ta mới dễ xử lý được một chút, nhưng lên cây thì độ nguy hiểm tăng lên không ít, mục tiêu nhiều quá. Hơn nữa cũng không có chỗ nấp. Diệp Phàm nhíu mày, xua tay quả quyết nói. Mấy người tìm cây trèo lên hết đi, tôi và số 2 cùng nhau thủ ở dưới, chú ý lựu đạn trên không đấy. Soạt soạt vài tiếng, Tề Thiên, Mai Diệp Thu, Đinh Hương Hoa. Kiều Viên Viên trèo lên cây như mèo rừng, nấp trong những chỗ tán lá dày, nhưng cũng khó phát hiện thấy.
Chỉ có điều nếu lựu đạn bay qua thì cực kỳ đen đủi, tạm thời chỉ có thể đánh cuộc một phen với định mệnh. Hai người Diệp Phàm và Trương Hùng nhặt một đống đá trong tay, lúc sau tiếng sột soạt kia tới gần. Diệp Phàm khua tay thủ thế, hòn đá bắn ra giống như lý đao, còn bị chúng giãy giụa mấy cái, lúc sau thì vểnh lên. Động tác của Trương Hùng cũng nhanh, nhưng không chuẩn bằng Diệp Phàm, và lại độ mạnh không chuyên nghiệp, điều luyện như Diệp Phàm. Thường phải mất 2-3 hòn đá mới giết chết được một con rắn độc. Kỳ lạ là càng bắn thì rắn lại càng nhiều như chó đẻ, mãi không hết. Diệp Phàm thầm chửi một câu, đôi mắt chim ưng đảo xung quanh, nhìn thấy chu vi 2 dặm đều là những tên đáng ghét này. Nếu xông qua phía đông tụ tập cùng đoàn trưởng Thiết thì chắc chắn là không kịp rồi. Mà rút lui thì dễ để lộ mục tiêu, những con rắn này, hình như ai cũng biết, dùng đá ném cũng không ai ra phá rối. Chắc tình hình mọi người cũng tương tự, đều bị ông anh rắn quấy rầy, dù là dùng súng bắn cũng không hết, đạn súng, lựu đạn trong tay những kẻ tinh anh của các nước cũng không còn nhiều nữa. Vì căn bản không có tiếp viện, quy tắc ngầm là anh có thể tiếp viện, nhưng không thể phái hậu cần tiếp tế cho bộ đội, chỉ có thể do đội viên của anh tham gia vào cuộc chiến đoạt thạch trở về gánh đi thì được. Bộ đội hậu cần của nước mình chỉ có thể tiếp tế đến cách ruộng rắn thôi. Nguyên tắc ngầm này thể hiện rõ ở chỗ nào, căn bản là không có cách nào tiếp tế cả. Đặc điểm của mỗi quốc gia là đội viên vốn không nhiều, nhiều nhất còn lại 20 người. Sao có cách nào để tập trung ra tinh anh để gánh đạn dược đi được? Cho nên khi hết đạn thì chuyển sang vật lộn vậy. Lương thực cạn thì lại không sợ, nơi này bất cứ lúc nào cũng có thể bắt được để ăn. Đương nhiên là món ăn hoang dã, và cơ bản là đều phải ăn sống, muốn nấu ư, đó chỉ là một tham vọng xa vời, trừ phi anh không muốn sống nữa. Một chút khói thôi, còn chưa thành đống lửa thì tên ngốc nào cũng có thể phát hiện ra anh rồi. Con này to thật, hèn gì, chắc là rắn chúa rồi. Diệp Phàm ra hiệu nói với Trương Hùng bên cạnh. Trương Hùng tập trung ánh mắt nhìn, lập tức toàn thân suýt đổ mồ hôi lạnh. Một con rắn lớn dài 7-8 mét, miệng to bằng cái bát hình như áp sát phía sau, cứ muốn đi hướng này, mà Diệp Phàm và Trương Hùng thì lại thành chướng ngại vật. Nghe nói rắn độc không biết tên như loại này tính rất hanh bạo, hơn nữa lại ngang ngược, cứ luôn bò ngang trên đảo này, ai cản đều bị nuốt hoặc hạ độc chết. Diệp Phàm và Trương Hùng chính là người cản đường, hơn nữa loại rắn này rất độc ác, vừa ngửi thấy sinh vật sống là sẽ liều mạng triển khai tấn công. Nếu chỉ có 10 con rắn thường thì Diệp Phàm không sợ, nhưng bây giờ giống như là không có điểm cuối, cũng không biết còn bao nhiêu nữa. Huống hồ, rắn chúa của bọn chúng lại ở đây, cũng sẽ điên cuồng để bảo vệ binh lính của nó. Chương 917, mượn đao giết người. Muốn bắt giặc phải bắt vua trước. Diệp Phàm thì thầm một câu với Trương Hùng, đứng phát dậy, như một chiến sĩ vô cùng dũng mãnh, ném hết 3-4 hòn đá trong túi ra, lập tức trận rắn phía trước con rắn chúa rơi vào đại loạn, chết không ít. Diệp Phàm thừa cơ hỗn loạn bước lại gần con rắn chúa, giờ đã nằm trong phạm vi của phi đao. 3 chiếc phi đao hình tam giác bay ra. Vù vù vù, có lẽ con rắn chúa kia hoành hành quen rồi, sao có thể để ý đến cái thứ đồ chơi phi đao kia, hơn nữa đao đó cũng quá nhanh, tựa như một ảo ảnh lờ mờ. Thị lực của rắn tất nhiên là không tốt lắm, nhưng cảm giác của chúng rất nhạy cảm. Chỉ có điều hôm nay gặp phải cao thủ Diệp Phàm, liên tiếp cắm 3 đao xuống, con rắn chúa tức giận phát ra âm thanh, phì 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 khô khốc đáng sợ, cũng cảm giác được sự có mặt của Diệp Phàm, đầu lắc lư chạy tới. Đến đúng lúc lắm, đồ chó đẻ, chính tao đây muốn chọc tức mày đấy. Diệp Phàm mừng thầm, lần trước đập chết con chăn già mấy chục năm nên đã có kinh nghiệm đánh rắn rồi. Đợi con rắn chúa tới gần, nhún người, đạp lên bộ phận trọng yếu của nó. Nhanh chóng mấy quyền mấy cước, con rắn lập tức gặp phải đòn hiểm, đau đến nỗi toàn thân run rẩy. Diệp Phàm càng ác hơn, tiện tay móc ra một con dao găm sắc, tìm phần không phải chỗ hiểm để ra tay. Chỉ cắm xuống là con rắn lập tức máu tươi đầy mình. Kỳ thực con rắn chúa này hống hách quen rồi, chưa từng gặp phải đối thủ, nên khả năng đối chiến kỳ thực không giỏi lắm. Sao Diệp Phàm lại không tìm chỗ hiểm để ra tay? Tất nhiên là có mục đích. Đây chính là ứng dụng của sức uy hiếp. Con rắn chúa bị đánh cho sợ hãi, bị Diệp Phàm tung lên một cước đuổi về hướng đông, toàn thân mau chóng bỏ chạy về phía trước. Còn lũ binh sĩ của nó vừa thấy con chúa chạy về phía đông thì cũng tự khắc không lưu lại nữa, cũng chạy theo. Mượn đao giết người. Trương Hùng hai mắt nhìn thẳng, hô lên một tiếng, toàn bộ đội viên xuống hết,
theo con rắn giả hướng về phía đông, tất nhiên là muốn thừa cơ hành sự. Phía trước có đại quân rắn độc mở đường, lập tức một hồi súng vang lên, đạn bay vèo vèo, lựu đạn rầm rầm nổ vang. Để chúng nó ra trận trước, chúng ta giải quyết phần còn lại. Diệp Phàm cười thầm. Cặp mắt Tề Thiên bất chợt đổi màu, chắc chút nữa có thể giết vài tên. Thời đại hòa bình, lại chẳng có chiến tranh, muốn giết người cũng khó, muốn tìm sự kích động thì đây lại chính là cơ hội tốt. Chỉ có điều kích động lớn quá, Diệp Phàm không thích thú chút nào. Cậu tử, tôi băng bó cho anh nhé. Lúc này, Kiều Viên Viên thấy toàn thân Diệp Phàm đều là máu, hơn nữa, ngay cả bắp thịt trên cánh tay cũng đều lộ ra hết. Con rắn kia cũng lợi hại thật. Bộ quần áo dã chiến đặc biệt kiên trì chịu đựng trên người Diệp Phàm này không ngờ đều bị xé toạc. Thực ra, hầu hết trên người Diệp Phàm toàn là máu rắn, chứ máu của thân mình thì lại không nhiều. Ừ, trong tiếng súng đạn căng thẳng mà nhận sự nhẹ nhàng của người đẹp thì cũng có vẻ như là lựa chọn hay. Bốn người khác tự nhiên tản ra hơn 100 mét để Diệp Phàm và Kiều Viên Viên ở trung tâm bảo vệ. Tay Kiều Viên Viên khá là mềm mại, mặc dù bây giờ không có nước rửa tay thì cũng hơi bẩn. Nhưng cái cảm giác mềm mại ấy vẫn khiến cho Diệp Phàm thấy khá thoải mái. Đáng tiếc là gương mặt của cô nàng bị cái thứ thuốc thang chết tiệt kia làm cho hơi biến dạng, không nhìn ra hình dáng ban đầu. Tuy nhiên gương mặt sau khi biến dạng cũng vẫn hài hòa, không xấu lắm. Bù! Âm thanh sắc nhọn vang lên. Nấp mau, có lựu đạn. Tiếng Trương Hùng đột nhiên truyền tới. Không kịp rồi, Diệp Phàm vừa liếc thấy, nhanh chóng ôm lấy Kiều Viên Viên. Vốn muốn ném hòn đá để đánh lệch hướng lựu đạn, nhưng lại nghĩ xung quanh toàn là cấp dưới của mình, không thể làm nổ người mình được. Vẫn may, đây là sườn núi, đành phải ôm lấy người đẹp phi lên, hai người lập tức trở thành hồ lô, mà Kiều Viên Viên cũng khá hợp tác, cuộn chặt thành một khối, bộ dạng giống như một con tê tê bị kinh hãi, co lại trong lòng Diệp Phàm. Hai người như hai quả bóng da chồng lên nhau trong bụi cỏ, Diệp Phàm ôm bên ngoài, Kiều Viên Viên co lại vào bên trong. Nhanh chóng lăn về sườn dốc. Một tiếng ầm vang, lựu đạn nổ tung. May mắn, đất cỏ bay lên cảm giác thân mình sợ run, trên lưng nóng rực, sinh mệnh vẫn nằm trong tầm kiểm soát của mình, bởi vì còn có cảm giác. Cậu tử, biệt hiệu của Diệp Phàm, anh không sao chứ? Kiều Viên Viên lo lắng, ánh mắt hơi dịu dàng, tổ trưởng Diệp đã hai lần cứu mình rồi, vội vàng đưa tay sờ soạng thân thể Diệp Phàm, tất nhiên là để kiểm tra vết thương. Chỗ này hình như hơi có vấn đề. Diệp Phàm chỉ vào chỗ đũng quần. Trời đất chứng giám, Diệp Phàm có thể thề với trời rằng, chính xác là hơi đau, còn có phải bị thương hay không thì chính mình cũng không hiểu được. Két nữa. Kiều Viên Viên bây giờ những gì ngượng ngùng căn bản đều ném ra ngoài 9 tầng mây rồi. Sau khi hơi ngạc nhiên, thì đưa tay mở quần Diệp Phàm thấy quần lót đều đỏ máu. Không sao chứ. Tiếng tổ phó Trương Hùng từ xa truyền đến. Chú ý cảnh giới, mặc kệ tôi. Diệp Phàm hạ lệnh, Tề Thiên dù muốn chạy lại, nhưng nơi đây quân lệnh to như núi, không phục tùng chỉ huy là tuyệt đối không được. Cả đoàn hợp tác tác chiến trong lùm cây là rất quan trọng, ở đây đó chính là sinh mệnh. Bốn phía đều được bốn người Trương Hùng, Mai Diệp Thu, Tề Thiên và Đinh Hương Thủy chia bốn góc khống chế rồi, phạm vi 300 mét đều nằm trong phạm vi khống chế hỏa lực. Tuy nhiên, cỏ tranh ở đây rất cao. Cách xa hang rằm cũng không thể nhìn thấy người trong cỏ, chỉ có thể liên lạc thông qua hướng sóng điện tử. Cách hơn 1.000 mét phía trước bày ra cuộc giao chiến kịch liệt, tiếng lựu đạn nổ, tiếng vèo vèo của đạn va vào đá, cùng với tiếng thình thịch phát ra khi vật lộn thì trong này đều nghe thấy, thỉnh thoảng còn có viên đạn bay qua bên cạnh. Hình như đám rắn kia chạy sang phía đông phá rối rồi, đấy tất nhiên là việc tốt do Diệp Phàm làm. Mà giờ phút này... Chắc tất cả các tinh anh khứu giác nhạy bén của các nước đều đang ở phía đông tranh giành thiên thạch ngoại lai hôm đó. Bây giờ tất cả đều tham gia tấn công đại quân rắn độc, một mảnh hỗn chiến, tinh anh các nước không kịp chống đỡ, trước tiên phải tiêu diệt lũ rắn độc đáng ghét đó mới được, nếu không thì bị chúng cắn cho một nhát, tuy không mất mạng tức thì. Nhưng nếu không có huyết thanh kháng độc rắn thì phỏng chừng mấy giờ sau xong đời luôn. Hơn nữa vừa bị rắn cắn là cơ bản anh lập tức sẽ mất đi khả năng chiến đấu. Đối với cả đội mà nói thì đó là một gánh nặng. Hơn nữa, anh phải tức khắc phái đội viên đưa anh ta trở về bãi biển để cứu trị, nếu không thì đành phải mất đi một tướng mạnh. Kiều Viên Viên quyết định thật nhanh, dứt khoát kéo quần Diệp Phàm xuống, quần trong cũng bị kéo theo, lộ ra bụi cỏ máu me nhầy nhụa, tất nhiên không phải là cỏ cây, mà là cái thứ cỏ của Diệp Phàm.
Lập tức, tâm thần Kiều Viên Viên chấn động mãnh liệt, mặt đỏ bừng. Có hai nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất chính là cái gậy dưới hông kia của Diệp Phàm hiện lên, đứng thẳng trong lùm cỏ, rất to khỏe, thật giống như cái bắp ngô, rất chói mắt. Diệp Phàm hiểu, lại là máu con rắn già đến góp vui rồi. Nguyên nhân thứ hai chính là Kiều Viên Viên vừa kiểm tra, hiện ra vết tích con rắn độc cắn, hơn nữa trên da bị rách một miếng nên máu tươi mới chảy ra. Tổ trưởng, anh bị rắn cắn rồi, phải lập tức trở về bờ biển cứu trị, nếu không thì không kịp mất. Tôi sẽ tiêm cho anh trước, sau đó lập tức rút khỏi đây. Kiều Viên Viên hơi bối rối, tức thì lấy kim tiêm một nhát, mới thở phào nhẹ nhõm. Loại huyết thanh kháng độc rắn đa năng này, tuy không thể trị tận gốc nhưng ít nhất cũng có thể trì hoãn thời gian phát tác của độc rắn, đến bờ biển chữa trị chắc không thành vấn đề. Tổ trưởng, nhận được tín hiệu đầu sư tử rồi, trung tướng Lý Khiếu Thiên, nói là đã lấy được thiên thạch trong tay. Giao chiến bên đó đã tiến vào giai đoạn gay cấn. Đạn sung, lựu đạn của quân đội các nước chắc sắp cạn rồi, các đồng chí tấn công đợt một tổ A của chúng ta đã hết đạn rồi. 10 đội viên còn lại thì hy sinh mất 2 người, bị thương 3 người, những người khác đều bị thương. Tổ trưởng mệnh lệnh đội công kích đợt 2 lập tức đi thu thiên thạch, nếu không thì họ không đỡ được nữa. Bây giờ tình huống rất nguy cấp, tổ tấn công đợt một tổ A đã bị hải lang nước Mỹ, quân đội Hồng quân Liên Xô, quân tổ thần đạo bao vây trên phạm vi lớn rồi. Tổ trưởng yêu cầu bằng mọi giá phải vận chuyển được viên đá đi. Lúc này, Phó Tổ trưởng Trương Hùng truyền tin tức đến. Báo cáo Tổ trưởng Tổ 2, Tổ trưởng Tổ 1 bị rắn cắn, chúng tôi tạm thời đã tiêm rồi, phải lập tức đưa về bờ biển nếu không thì không kịp mất. Kiều Viên Viên vẻ mặt lo lắng báo cáo. Đợi chút, tôi sẽ xin chỉ thị của Tổng bộ ngay. Trương Hùng lạnh nhạt, vội vàng nói. Nửa phút sau truyền chỉ thị đến. Tướng quân trấn của Tổng bộ chỉ thị, cô lập tức hộ tống Tổ trưởng Tổ 1 trở về bờ biển. Các đội viên khác lập tức qua tiếp ứng, thề sống chết cũng phải đoạt tảng đá. Âm thanh bi tráng kia của Trương Hùng vang lên, một tiếng khiến cho ba người Mai Diệp Thu, Tề Thiên và Đinh Hương Thủy đảm nhận trọng trách bảo hộ phía trước theo Trương Hùng xông qua giống như báo săn xuống núi. Người anh em Tề Thiên, phải sống trở về đấy. Diệp Phàm ngây người nhìn theo bóng dáng Tề Thiên đã đi xa. Cơ hội còn sống trở về chắc là số 0, cứ nghĩ đến sẽ không còn được gặp gương mặt thô tục kia của người anh em tốt, Diệp Phàm đã rưng rưng nước mắt. Ai nói đàn ông không dễ dàng nhỏ lệ, chẳng qua chỉ là chưa đến lúc đau lòng mà thôi. Rửa sạch, tra thuốc, băng bó. Một loạt các động tác được tiến hành, Kiều Viên Viên cõng Diệp Phàm lên rồi bước đi. Tôi tự đi được. Diệp Phàm nói, cảm giác thân hơi tê tê, chắc là độc rắn kia bắt đầu phát tác. Không được, anh không được cử động. Vận động là máu sẽ tuần hoàn nhanh hơn, càng nguy hiểm. Đây là mệnh lệnh của Tổng bộ. Kiều Viên Viên thái độ kiên quyết, dùng thân hình mảnh mai của mình để cõng anh chư Diệp Phàm nặng không dưới 150 cân này. Cô nàng này cũng không kịp quan tâm đến tình hình nữa, cứ nhằm mặt sau mà liều mình chạy. Chắc bây giờ tinh anh của các nước đều đang bận đoạt đá, cũng chẳng ai đến gây chuyện với mình. May mà Kiều Viên Viên cũng có 4 phần kỹ năng cơ bản. Vẫn cõng được Diệp Phàm. Vừa lui ra được 2 dặm thì tình hình chiến sự phía trước lại kịch liệt. Tin tức truyền đến, Tề Thiên sau khi đâm chết 2 tên đội viên tổ hải lang nước Mỹ, trong lúc hỗn loạn bị dao găm đâm trúng mông. Thiếu tướng Thiết Chiêm Hùng vì cứu hắn mà bụng bị trúng một đao, nguy hiểm đến tính mạng. Thượng tướng Lý Khiếu Thiên chân bị trúng 2 đạn, máu ướt toàn thân, chắc không được. Trước mắt, tổ tấn công thứ nhất và tuyến tấn công thứ hai đã tụ hợp. Tổng cộng 16 nhân, Diệp Phàm và Kiều Viên Viên rút lui trước. 14 người còn lại thì hy sinh 2 người, bị thương nặng 4 người, những người khác bị thương nhẹ. Người có khả năng chiến đấu thì chỉ còn lại 8 người. Chương 918, cơn thịnh nộ của Trấn Đông Hải. Đã không còn sức lực mà cứ tranh giành hòn đá, chiến đấu thêm nữa thì chắc toàn quân sẽ bị tiêu diệt. Tuy mấy nước Mỹ, Nga, Anh, Nhật Bản cũng không khác biệt là mấy. Nhưng đội viên tổ A của chúng ta vì trong tay có thiên thạch, nên vừa rồi trở thành đối tượng tấn công của các nước, tổn thất rất thê thảm, tướng quân trấn của Tổng bộ quyết định nhanh chóng, ra lệnh đội viên tổ A vứt bỏ thiên thạch, nhanh chóng rút về. Tuy nhiên vì các nước khác nghi ngờ trong tay tổ A còn giấu hòn thiên thạch nhỏ, nên bây giờ có an toàn rút lui được hay không là cả một vấn đề, tình hình rất nguy cấp. Tề Thiên, đoàn trưởng Thiết, bị thương rồi. Diệp Phàm nghe được tin,
từ trên lưng Kiều Viên Viên nhảy xuống đất kêu lên. Bà mẹ nó, giết bằng được. Thủ trưởng, anh không muốn sống nữa à? Kiều Viên Viên kêu lên. Không cần nữa, 20 năm sau ông đây lại là một lão anh hùng mẹ kiếp của người Mỹ, người Anh, người Nhật còn có cả người Nga nữa, ông nội chúng mày đến đây. Tiếng Diệp Phàm tràn ngập hào hùng bi tráng thể sống chết đọ sức, do thông tin không bị gián đoạn, không ngờ lại truyền thẳng đến tổng bộ. Tổ một đợt hai, lập tức quay về, tổ đặc nhiệm quốc gia không thể không có anh. Tiếng trấn Đông Hải truyền đến. Anh em của tôi gặp nạn, tôi không thể bỏ lại bọn họ, xin lỗi thủ trưởng trấn, bỏ đi. Diệp Phàm vừa chạy vừa hô. Đồ ngu bình tĩnh chút đi nào. Trấn Đông Hải quát, trong micro truyền đến một tiếng đập bàn thình thịch. Ai nói cũng vô dụng, tao đây phải giết người, giết người. Diệp Phàm không hề đáp lại trấn Đông Hải, cái tốc độ kia vừa xuất phát, mấy phút sau đã giống như bão táp đến phía đông rồi. Một tên người Mỹ lảo đảo trước mắt, Diệp Phàm một chân hung hăng đạp tới, chẳng quản đếch gì độc rắn nữa. Một tiếng thình thịch, tên người Mỹ lập tức đâm vào cây to, Kiều Viên Viên theo vào, lấy dao găm cắm vào ngực tên đó, máu tươi đổ đầy người. Hai người phối hợp, bởi vì giờ phút này, đạn dược của tinh anh các nước đều đã cạn hết, nên cơ bản đều là vật lộn trong lùm cây. Diệp Phàm ở phía trước, Kiều Viên Viên theo ở phía sau. Hai người phối hợp ăn ý, Diệp Phàm tấn công trước, luôn là một đấm một đá đã khiến cho mục tiêu trọng thương, Kiều Viên Viên lập tức theo sau xuống tay giết người. Một đường xuống dưới, lại giúp Diệp Phàm giải quyết xong vài tên. Mẹ kiếp, chúng ta đều sắp thành tổ hợp vợ chồng giết người rồi. Diệp Phàm giống lên một tiếng nhỏ trong micro, Kiều Viên Viên liếc Diệp Phàm một cái, không lên tiếng. Cuối cùng tụ hợp lại rồi. Lang Phá Thiên cõng Lý Khiếu Thiên, một đội viên khác không quen biết của tổ A cõng Thiết Chiêm Hùng. Về cơ bản đều là một cõng một, còn có thi thể của hai đồng chí đã hy sinh cũng được đội viên cõng về. Còn lại Trương Hùng và Mai Diệp Thu ôm súng người trước kẻ sau mở đường và lót sau, tất cả đều nhanh chóng rút về sau. Tảng đá đâu? Diệp Phàm hung hăng hỏi. Bị tên người Mỹ cướp rồi, 600 mét phía trước, dựa bên trái, chắc không chịu nổi, bây giờ tên người Nga và người Anh, Nhật Bản, còn có đội viên đặc chiến người Pháp đang bao vây tấn công chúng. Mẹ kiếp, để chúng chết sạch đi mới được. Lang Phá Thiên chửi ầm lên. Bên kia có bao nhiêu người? Diệp Phàm vừa nhanh chóng che chở bọn họ rút lui vừa hỏi. Không còn nhiều nữa, có thể chiến đấu được nếu tụ lại chắc cũng không vượt qua 30 người, bọn Mỹ thì hơn vài tên, chắc có 7-8 tên có thể chiến đấu được. Những tên khác đều gục rồi. Lang Phá Thiên nghiến răng nói. Anh Lang, anh chịu trách nhiệm đưa mọi người lui về, tôi đi thử vận may. Diệp Phàm nói. Không được, người cậu chúng độc rắn, không thể kéo dài thêm được nữa đâu người anh em ạ. Lang Phá Thiên quát, kiên quyết phản đối. Dù sao thì cũng vô dụng rồi, chắc quay về thì độc rắn này cũng phát tác rồi, dứt khoát tôi phải đi phá rối, nếu không lấy được thì người khác cũng không lấy được. Dù sao cũng là một cái thân rách nát, có anh hộ tống chắc không vấn đề gì đâu. Tôi đây sắp chết cũng sẽ kéo theo vài cái đệm lưng chứ. Diệp Phàm kiên quyết lắc đầu nói. Chấp hành mệnh lệnh đi, tôi đây là tổ trưởng mà. Diệp Phàm nói xong toàn thân dũng mãnh xông lên. Tôi cũng đi. Kiều Viên Viên muốn đi theo. Khốn kiếp, tôi đây đi kéo cái đệm lưng về, cô đi theo làm gì, cút về cho tôi đi. Địa phủ âm phủ tôi đây không cần tiểu thiếp. Diệp Phàm hô to một tiếng, hoàn toàn điên cùng rồi, không để ý tới cô nàng nữa, xông lên. Người anh em. Mắt Lang Phá Thiên ướt lệ nhìn theo bóng dáng Diệp Phàm, giống như sói nhìn trời gầm rú. Giờ phút này, một từ đối thoại của Tiền Phương cũng truyền vào đại sảnh rộng lớn bí mật của Bộ Chỉ huy Tổng bộ Tổ đặc nhiệm A, lập tức, mắt mọi người đều rưng rưng nước mắt. Một tiếng đập bàn thình thịch giòn nhẹ vang lên, tiếng bi tráng kia của Thượng tướng Trấn Đông Hải lần quất trong phòng chỉ huy Tổng bộ còn sống trở về, tôi cho anh thăng làm tướng quân. Giết giết giết! Trong phòng chỉ huy Tổng bộ lần quất tiếng hô của Diệp Phàm, cùng với 7-8 tiếng thình thịch, vỗ vỗ, tay đấm chân đá. Gã này biết mình không sống được lâu nữa. Dù sao cũng buông xuôi rồi, như mãnh hổ xuống núi, gặp người là giết, bắt người là đấm đá, trên đường giải quyết được 4 con hổ cản đường, xông tới trước mặt tên người Mỹ. Chuyện kỳ lạ đã xảy ra, Diệp Phàm dường như tạm thời trở thành tổng đầu đội đặc chủng của các nước, quân đội đặc chủng của Anh, Pháp,
Nga, toàn bộ đều đi quanh hắn hướng về tên người Mỹ mà giết. Hơn nữa quân đội các nước này lại không tấn công Diệp Phàm. Tất nhiên những tên này cũng muốn đục nước béo cò, diệt được một tên địch là bớt được một tên. Bởi vì đồng chí nào cười được sau cùng mới có thể lấy được thiên thạch. Phía trước đội viên tổ hải lang của nước Mỹ đều bị các nước dồn tới vách núi, không ai rõ phía dưới cao bao nhiêu nữa. Dưới sức mạnh của Diệp Phàm cộng thêm vào, càng đẩy nhanh tốc độ, đưa qua đưa lại mấy cái, bọn người Mỹ lại có hai đồng chí đi báo cáo công tác nơi đầu trâu mặt ngựa của địa phủ rồi. Đôi mắt chim ưng của Diệp Phàm phát hiện ra, một gã thân hình cao lớn đang nằm ở vách núi bên cạnh đang cõng trên lưng một túi vải buồm đặc chế lớn, hình như còn là sản phẩm đội đặc nhiệm A người Trung Quốc chúng ta dùng để đựng các chế phẩm đặc biệt. Chắc bên trong là đặt hòn đá rách mà đã lấy hơn 100 cái mạng nhỏ của đội viên đặc chiến. Diệp Phàm quay người ẩn mình trong bụi cỏ, lát sau đã chuồn đến trước mặt đồng chí kia, bởi vì mấy tên người Mỹ bảo vệ hắn phía trước đã bị tinh anh của các nước Nga, Pháp cuốn lấy, mở ra cuộc đại chiến vật lộn rồi. Diệp Phàm cắn răng một cái, móc ra ba quả lựu đạn còn sót lại trong túi, phần phật ném ra ngoài. Mấy tiếng ầm ầm nổ vang, bọn đội viên đặc chiến đều nằm phục xuống, Diệp Phàm thừa cơ ra tay, tuy nhiên, tên kia hình như cũng là một cao thủ. Một chân Diệp Phàm đưa ra, hai tên chống chọi vài cái, cảm giác chân tê liệt một trận. Cháu trai, công lực chân còn khá vững chắc, chắc không phải là James Bond 007 gì gì đó chứ. Diệp Phàm giật mình, không còn kịp để ý cái khác nữa, bên này thì một chân đá, đâm một hồi ba nhát phi đao nhỏ trên tay xuống. Tên bị đâm không ngờ lại không phản ứng gì, chắc hắn có áo chống đạn công nghệ cao, tuy nhiên, một đao trên mặt kia lại chuẩn xác trúng cái mũi, lập tức. Mặt hắn toàn là máu, hơn nữa lại cộng thêm hòn đá nặng gần 100 cân trên lưng, nên hành động không tiện. Lạc bảo tiền của Diệp Phàm đã từ phía sau xoay chuyển bay lên gần mắt tên kia, xoay tròn một cái, vù một tiếng, tên kia lập tức trở thành người mù. Diệp Phàm nhún người nhảy lên, đấm đá mấy cái, gỡ được cái ba lô đặc chế liền bỏ chạy. A! À, một tiếng hét thảm, không ngờ tên kia liều mình, điên cuồng chặn ôm ngang Diệp Phàm, hai người lôi kéo. Cộng thêm tác dụng của quán tính, chen chúc lao thẳng xuống vách núi bên dưới. Ầm ầm, một tiếng nổ vang lên bên cạnh Diệp Phàm và tên người Mỹ kia, dưới tác động của sóng, Diệp Phàm và tên người Mỹ cùng ôm nhau rơi xuống vách núi. Ha ha ha, tao đây không lấy được thì cũng đừng ai mong lấy được rồi đều phải chết, ha ha ha. Trong tiếng nổ, trên không trung vách núi truyền ra một tiếng cười điên cuồng của tên đội viên cảm tử tổ thần đạo Nhật Bản. Không ngờ tên này xả thân quên mình, mò đến bên Diệp Phàm làm chuyện tốt, mấy viên lựu đạn cùng tung lên, cùng nhau nổ trên người hắn. Bởi vì âm thanh tên đội viên cảm tử làm nổ tung xác thịt đó của thần đạo tổ rất vang dội, tất nhiên cũng truyền tới phòng chỉ huy tổng bộ tổ đặc nhiệm A ở Bắc Kinh qua micro của Diệp Phàm, lập tức, trong phòng chỉ huy trống trải bỗng yên lặng. Các trung tướng, thượng tướng, đại tá, trung tá, thiếu tá, toàn bộ đều đứng nghiêm trang, nhẹ nhàng hạ mũ xuống. Một lúc lâu sau, hai mắt Trấn Đông Hải bắn ra ánh nhìn sát nhân, hướng về đồng chí Triệu Bảo Cương, phó chủ tịch quân ủy mặt khó coi, hừ nói. Chủ tịch Triệu, nếu lúc trước đồng chí Tào Chính Đức của phân khu quân Thủy Châu kia, và ủy viên thường vụ tỉnh ủy tỉnh Nam Phúc, bí thư thành ủy Thủy Châu là Hứa Vạn Sơn, hai vị này không ngang ngược ngăn cản, thì sẽ không lãng phí hơn một giờ đồng hồ. Điều đó đối với tổ đặc nhiệm A là một giờ đồng hồ cứu mạng, là mạng người. Thời cơ chiến đấu lướt qua, có lẽ tổ A chúng ta, có lẽ tấm vương bài cầu tử cuối cùng của đội đặc nhiệm chúng ta sẽ không, ừ, anh ta là anh hùng, là dũng sĩ, anh ta sẽ không. Môi Trấn Đông Hải hơi run, khàn khàn, câu nói kế tiếp nói không được nữa. Môi Triệu Bảo Cương động đậy vài cái, không phát ra bất cứ âm thanh nào, vẻ mặt buồn bã. Đột nhiên, Triệu tướng quân quay đầu, trong ánh mắt kia bắn ra sự giận dữ chết người. Hướng về một vị thiếu tướng trung niên phía sau, quát. Lập tức nối điện thoại cho tôi với đồng chí Kiều Viễn Sơn của ban tổ chức trung ương. Xong rồi, không ngờ cách chết kiểu này mất mặt quá. Diệp Phàm thở dài một tiếng trong lòng, nghĩ đến lạc bảo tiền của mình, cố cắt thử một lần, thò chân đạp một cái, tên kia ôm rất chặt, vốn đạp không rơi. Vội vàng xoay tròn lạc bảo tiền xuống đất cua lại, phần phật, còn được, hai tấm đệm quay về, lót dưới chân. Mượn phản lực của lạc bảo tiền giảm bớt một phần kinh lực. Một tiếng thình thình đâm vào, may mà Diệp Phàm có mắt,
Tên kia chắc nhất thời thấy không rõ lắm nên Diệp Phàm đã lấy cái tên người Mỹ kia dùng làm đệm lưng kia. Cảm giác toàn thân đau nhức, Diệp Phàm cũng không kịp chú ý gì nữa, phát hiện phía dưới không ngờ là một đầm nước, hơn nữa, nước chảy rất xiết, được sức nước xông vào, nhằm thẳng mà bơi qua. Trong khi bơi phát hiện ra hai con ngươi của tên đội viên cảm tử thần đạo tổ bị nổ đến mất tay gãy chân kia, đều treo vào bên cạnh hốc mắt, thật đáng sợ. Anh bạn, đừng chừng chừng nhìn tôi, qua mấy giờ nữa, chúng ta kết bạn dưới suối vàng. Diệp Phàm vừa mới nghĩ mấy câu như vậy, đầu óc quay cuồng một trận, mơ hồ trôi qua. Buổi sáng đầu tháng 9 năm đó, Trung Quốc treo cờ chúc mừng. Tỉnh thành Thủy Châu khắp nơi răng đèn kết hoa, rất náo nhiệt. Tuy nhiên, trong phòng hội nghị tỉnh ủy không trang nghiêm như bình thường. Dòng hơi thở trang nghiêm đó sánh với tiếng pháo chúc mừng bên ngoài. Chương 919, lột hai mũ quan cao cấp. Sắc mặt bí thư Quách Phác Dương rất khó coi, nhìn u ám giống như những ngày mưa dầm. Điệu bộ này không giống với ông ấy ngày thường, hơi kỳ lạ. Sắc mặt chủ tịch tỉnh Chu Thế Lâm đầy sầu lo và không cam lòng. Phó bí thư tỉnh đảng Cố Phong Sơn rất nghiêm túc, chỉ rít mạnh một hơi thuốc, mấy điếu Trung Hoa kia điếu nào cũng chỉ hút nửa điếu thì dập, rồi lại mồi tiếp. Cứ lặp lại như thế, như kiểu không phải mua ấy. Có lẽ loại Trung Hoa này ông ta không cần bỏ tiền mua thật, nếu không chẳng ai nỡ lòng hút loại thuốc ngon mấy chục đồng một gói kiểu đó được. Phó chủ tịch Tề Chấn Đào không biểu lộ gì, và cũng chẳng biết chuyện gì xảy ra, ở đây ngoài ba vị bí thư ra những người khác dường như chẳng ai hiểu chuyện gì. Tất cả đều hoang mang, chẳng biết mới ăn Tết xong mà đã triệu tập mọi người đến làm gì. Thưa các đồng chí, một đồng chí cương vị cao của chúng ta, phạm vi kỷ luật của đảng đến một mức độ này, nhìn thấy mà đau lòng. Vừa qua năm mới, tôi cũng không muốn nói nhiều, bây giờ Bộ trưởng Ban Tổ chức Trung ương Ninh sẽ tuyên bố quyết định của Ban Tổ chức Trung ương. Sau khi Quách Phác Dương nói xong, mọi người đều cảm thấy mơ hồ, không biết người ông ấy nói là ai. Nhưng sau khi đồng chí Ninh Chí Hòa nói ra ba chữ đã làm các vị ủy viên không khỏi kinh ngạc. Cùng nhau bàn tán xem vị nào lại đen đủi như thế. Theo như Quách Phác Dương nói, chắc chắn người đó dính phải xui xẻo rồi. Nếu như là đề bạt thì trong lời nói của Quách Phác Dương thì chắc chắn là sẽ dựa vào hình thức khen ngợi, sẽ không mở miệng ra là chụp ngay cái mũ lớn lên đầu, dọa người à. Sau khi ban tổ chức đã nghiên cứu và quyết định, đồng chí Hứa Vạn Sơn không đủ tư cách làm một ủy tỉnh Nam Phúc, bí thư của một tỉnh thành, do đó quyết định điều đến làm trưởng ban cán bộ lão thành thuộc ban tổ chức cán bộ tỉnh Nam Phúc. Phó trưởng ban Ninh Chí Hòa tuyên bố, toàn bộ hội trường đều ngỡ ngàng. Đây rõ ràng là bị giáng chức, hơn nữa còn bấn cờ tới thê thảm, không thể hình dung ra nổi. Bởi vì Hứa Vạn Sơn vốn là ủy viên tỉnh ủy, kiêm chức vị bí thư của một thành phố trực thuộc tỉnh, một vị trí có chức có quyền, đường đường là quan cao cấp phó bộ. Chỉ trong nháy mắt lần này bị điều xuống nhận chức trưởng ban cán bộ lão thành thuộc ban tổ chức cán bộ. Đơn vị này trước đây là do một vị phó ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy kiêm nhiệm. Nhưng khi nãy Ninh Chí Hòa không nói Hứa Vạn Sơn kiêm cả chức phó trưởng ban tổ chức tỉnh ủy tỉnh Nam Phúc. Nói như thế tức là ông ấy giờ là một tư lệnh tay trắng, chỉ đơn thuần là quản lý cán bộ lão thành của ban tổ chức mà thôi, ngay đến thân phận phó trưởng ban cũng không có. Cấp bậc đãi ngộ của cấp giám đốc sở được hưởng thụ nhiều nhất chính là thắp nhang. Còn nói đến quyền thì một chút cũng không có. Các cán bộ lão thành trong tỉnh thì sao có thể dễ dàng quản được, không lột da của anh coi như là đã không tệ rồi đấy. Nếu như được kiêm nhiệm chức phó trưởng ban tổ chức cán bộ thì may ra còn có chút uy thế, không có cái danh hiệu này thì chỉ nhận được tiềm vui ai đem sợ anh thôi. Các ủy viên liếc mắt nhìn Quách Phác Dương, 8 phần ủy viên cho rằng, Quách Phác Dương là số 1 ở cái tỉnh này, Hứa Vạn Sơn bị giáng chức, việc này chắc chắn có ông ta hậu thuẫn. Ắt hẳn là kết quả đụng độ giữa phái bản địa và phái ngoại lao đây mà. Thực ra không phải thế. Kỳ thực Quách Phác Dương cũng chẳng hiểu gì cả, hôm đó nhận được điện thoại của Phó Chủ tịch Quân ủy Triệu Bảo Cương yêu cầu ông lập tức khai trừ Hứa Vạn Sơn. Sau đó, Hứa Vạn Sơn muốn ngăn cản Diệp Phàm mà không tuân theo lời Quách Phác Dương, làm ông ấy mất mặt, cảm thấy nhân viên cấp dưới không hề nghe lệnh cấp trên nên mới quyết định khai trừ Hứa Vạn Sơn. Ai ngờ mình còn chưa kịp làm gì, Tết nhất rồi. Chí ít cũng chờ ăn Tết xong rồi hắn tính, sáng nay đồng chí Ninh Chí Hòa đã đến Thủy Châu, gọi Quách Phác Dương cùng Chu Thế Lâm bàn bạc về quyết định này. Lúc đó Chu Thế Lâm thấy bàng hoàng, ông biết con trai Hứa Vạn Sơn mấy hôm trước bị tai nạn,
may mà đã thoát khỏi cơn nguy kịch giữ lại được tính mạng nhưng hiện vẫn đang điều trị tại bệnh viện đệ nhất Thủy Châu. Sao lại có người đến lột ngũ quan của ông ta chứ? Hơn nữa, gần đây Hứa Vĩ Sơn không phạm phải sai lầm lớn nào. Vì thế, Chu Thế Lâm kiên trì hỏi. Thưa Bộ trưởng Ninh, việc này bất ngờ quá, không biết đồng chí Hứa Vạn Sơn đã phạm phải sai lầm gì? Đồng chí Chu Thế Lâm không cần hỏi tại sao, cũng không cần BD tìm hỏi rõ căn cơ là thế nào. Lần này tôi đến đây, Bộ trưởng Kiều cũng đã căn dặn, đây là quyết định của Ban Tổ chức Trung ương, không cho phép bất kỳ đồng chí nào dám nghi ngờ, nếu không. Đồng chí Ninh Chí Hòa đột nhiên dừng lại rồi nói tiếp. Xử theo quốc pháp. Nói xong, sắc mặt đồng chí Ninh có vẻ hiền hòa trở lại, rồi nhắc lại. Đồng chí Chu Thế Lâm, đây là kỷ luật, đồng chí hiểu chứ? Tôi hiểu. Chu Thế Lâm gật đầu, không dám hỏi. Trong lòng thầm nguyền rủa, hiểu cái cóc khô gì, rối cuộc là thế nào chứ? Một ủy viện tỉnh ủy, nói giáng chức là giáng sao, rốt cuộc là thế nào? Lão Quách, thủ đoạn của ông thâm độc lắm. Sau khi chủ tịch tỉnh Chu trở về văn phòng, suy nghĩ một hồi, hình như có gì đó không giống phong cách của Quách Phác Dương. Nếu là thủ đoạn Quách Phác Dương thì chí ít ông ta cũng phải biết trước chứ. Muốn điều một ủy viên, lại không hề sai phạm gì lớn, các bên đều sẽ nhìn ngó chằm chằm, đâu có dễ hành động. Chuyện lần này quả thật rất khác lạ, không bình thường chút nào, hoàn toàn trái với quy tắc. Nên biết Chu Thế Lâm đường đường là một chủ tịch tỉnh, nếu nói ở Bắc Kinh không có một ai giúp đỡ, chắc chắn là không thể nào rồi. Có thể ngồi lên vị trí này, sao mà không có người ở Bắc Kinh chứ? Chu Thế Lâm chưa chịu từ bỏ ý định bèn gọi điện cho một ông bạn trong Ban Tổ chức Trung ương. Vừa mới hỏi, đầu dây bên kia đã nhẹ nhàng khuyên. Thế Lâm à, đây là việc anh không được hỏi, nếu anh còn hỏi nữa, thì tôi cũng không nói đâu. Lập tức cúp máy. Chu Thế Lâm lạnh thấu xương, có lẽ người đưa Hứa Vạn Sơn xuống chức quá lớn. Đến cán bộ Ban Tổ chức cũng phải sợ hãi như thế, hẳn Hứa Vạn Sơn đã mắc tội lớn rồi. Xong rồi Sơn ơi, ông đây cũng bất lực rồi. Sau này, Nam Phúc chẳng phải sẽ trở thành thiên hạ của một mình Quách Phác Dương sao? Chu Thế Lâm ngồi trên ghế suy nghĩ, không biết Vạn Sơn có thể trải qua được cơn hoạn nạn này không, thật tàn khốc. Cùng thời gian đó, quân khu tỉnh, lệnh điều chỉnh của quân ủy trung ương. Đồng chí Tào Chính Đức sẽ không đảm nhiệm chức phó tư lệnh quân khu tỉnh, mà bị điều động xuống làm phó trưởng ban hậu cần quân khu tỉnh. Quân hàm từ đại tá hạ xuống thượng tá. Cái này, đương nhiên lại là việc cách chức trong quan quân đây. Tào Chính Đức vốn là phó tư lệnh quản lý hậu cần quân khu, mang quân hàm đại tá. Nay bị hạ xuống hẳn hai cấp, xuống làm phó trưởng ban hậu cần, ngay đến quân hàm cũng bị hạ xuống thành thượng tá. Trấn Thang Thành rất buồn bực khi biết tin. Bên trên cũng không hề nói rõ nguyên do, chỉ là lệnh đã quyết, nói rằng khi đồng chí Diệp Phàm tiến vào quốc lộ Q4, đã gặp một nhân viên đặc công có liên quan đến bí mật quốc gia bị thương. Để cứu đặc công đó nên đã lái xe đụng vào người. Việc này đến thế thôi, không cho phép bất cứ người nào nói về việc này thêm, người vi phạm sẽ bị xử lý theo quốc pháp. Trấn Thang Thành nghe đến từ căn dặn là hiểu ngay, có thể Tào Chính Đức gặp phải rủi ro này hoặc cũng có thể vị đặc công kia là người có quyền lớn, ngay cả tên nhãi Diệp Phàm còn chẳng chịu trách nhiệm cái rắm, hình như lập được công gì rồi. Không lâu sau, Quách Phác Dương cũng nhận được lời căn dặn thế. Bỗng tỉnh ngộ nói. Khó trách, tên tiểu tử này lại gặp may rồi. Tuy lời căn dặn của cấp trên, G cũng không nói đến việc đồng chí Diệp Phàm được khen thưởng thế nào, nhưng vị đặc công cơ mật đó chức lớn, lại giữ cơ mật quốc gia, sau này chắc chắn sẽ cảm kích tấm lòng của đồng chí Diệp Phàm. Tên tiểu tử này, vô hình chung lại có thêm nhiều tài nguyên về chính trị. Về phần con trai Hứa Vạn Sơn và Tào Chính Đức lại quá kiêu ngạo. Cuối cùng cũng bị mắc tội danh chống đối người thi hành công vụ, có thể sẽ bị ăn cơm tù những tháng ngày sau này. Cái này, đương nhiên cũng phải suy xét đến trường hợp nếu đồng chí Diệp Phàm còn sống, người ta không muốn lăn lộn trong giới quân đội, vẫn muốn về địa phương lăn lộn, thì cũng sẽ là một lý do hay, còn nói về vị đặc công gì đó, đơn giản là Thượng tướng Trấn Đông Hải tự bịa đặt ra. Quách Phác Dương, hay Chu Thế Lâm thậm chí Trấn Đông Hải cũng sẽ không bới móc chuyện đặc công cơ mật quốc gia. Như thế là tự tìm phiền phức cho mình, đối với việc liên quan đến sự an toàn của đất nước liệu có vị quan chức nào dám đi tiếp xúc đến cùng. Trốn tránh còn không kịp, sao phải chạy đi hỏi cho rõ ràng gốc rễ. Chu Thế Lâm thấy buồn phiền, nhưng cái tên Diệp Phàm đã in sâu trong đầu ông ta,
nhớ rất rõ, thậm chí có ả thủ Diệp Phàm hay không trong lòng chủ tịch tỉnh cha cũng đã quyết định cả rồi. Vừa mới xử lý xong việc của Hứa Vạn Sơn và Tào Chính Đức, chiều ngày mùng 9 có một tin chuyển đến, phó soái Diệp vẫn sống đang trên chiến hạm quay về Tổ quốc, chỉ có điều mình đầy thương tích, và điều khiến cho quốc gia vui mừng là anh đã đem cả tảng đá kia quay về. Về phần tin tức liên quan đến tảng đá, đó là cơ mật không thể tiết lộ. Chỉ có thủ trưởng tổ đặc nhiệm A Trấn Đông Hải, và phó chủ tịch quân ủy Triệu Bảo Cương biết được điều đó. Mùng 10. Một chuyên cơ dừng tại căn cứ quân sự Yên Bắc Mỗ. Lúc này ở sân bay có những chuyên gia y khoa cấp quốc gia nổi tiếng trong nước, các y tá, xe quân sự, xe cứu hộ cũng có vài chiếc. Sau khi máy bay hạ cánh, dưới sự bảo hộ nghiêm ngặt Diệp Phàm tiến vào xe cứu hộ, được đưa tới bệnh viện ngay. Bệnh viện Tổng quân xây dựng những năm giải phóng, là bệnh viện tổng hợp trị liệu, bảo vệ sức khỏe, dạy học, nghiên cứu khoa học, quy mô lớn. Đây là bệnh viện phụ trách việc chăm sóc sức khỏe cho những lãnh đạo quân ủy cấp quốc gia, của Đảng, phụ trách toàn bộ công tác trị liệu cho toàn bộ quân ủy trung ương, điều trị và khám chữa bệnh cho các quân binh trong các quân khu. Trong một phòng bệnh được bảo hộ nghiêm ngặt, sau khi các chuyên gia, bác sĩ kiểm tra tỉ mỉ, phát hiện chất độc do rắn cắn trên người Diệp Phàm không ngờ lại tự động mất đi. Ngay cả các bác sĩ chuyên gia vẫn không thể hiểu rõ rốt cuộc là có chuyện gì, chỉ có thể khẳng định đó là kỳ tích. Kỳ thực, việc này có liên quan đến việc Diệp Phàm uống huyết chăn, Diệp Phàm không nói nên họ cũng chẳng thể nào rõ được. Những chỗ khác chỉ là xước da, bị nứt da, bầm tím, và xương cũng không bị gãy, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là có thể xuất viện. Vì giữ bí mật, phòng bệnh của Diệp Phàm ở riêng một lầu, nếu như xét theo tiêu chuẩn thì cũng bằng tiêu chuẩn phục vụ của một thượng tướng. Ngay cả một vài quan chức đặc biệt, chuyên gia hộ lý và các y tá cũng cảm thấy đều rất kinh ngạc. Chương 920, phong cho anh chức tướng quân. Bởi vì nước Cộng hòa từ khi lập quốc đến nay, cấp bậc thượng tướng chưa vượt qua con số 100 người. Đương nhiên nếu cần tìm một quan chức nhà nước phối hợp với tướng quân cũng tương đối nhiều. Bởi vì, lần này thượng tướng Lý Khiếu Phong của đội đặc nhiệm A đang bị thương hai chân, nội thương rất nghiêm trọng, qua xét nghiệm chuyên gia y khoa, ông ấy khó có thể phục hồi lại như thời kỳ trước. Năm nay tuổi tác đã cao rồi, Lý Khiếu Phong đề nghị về hưu. Cấp trên thông qua nghiên cứu thảo luận cùng với các chuyên gia y khoa và quân ủy trung ương đã phê chuẩn, đồng chí Trấn Đông Hải chính thức ký tên đồng ý. Người ta cũng 70 tuổi rồi, vẫn giữ lại thì chẳng chút nhân đạo gì cả. Lý tướng quân là cao thủ cao cấp, đã đạt đến bát đẳng trong đội đặc nhiệm, ba miếng ngọc đặc nhiệm, một tấm thẻ nằm trong tay ông ấy. Đối với việc nghỉ hưu của ông, tổng bộ sớm đã cảm nhận được nguy cơ rồi, tổ A sẽ không còn cao thủ bát đẳng làm chỗ dựa nữa, việc này tạo nên ảnh hưởng về uy thế của lực lượng. Đương nhiên, tình anh các quốc gia hiện nay đều tổn thất nặng nề, các vị cao thủ bát đẳng nước Anh, Mỹ, Nga tình hình cũng chẳng khác gì Lý tướng quân. Cũng giúp cho Trấn Đông Hải nhẹ nhàng thở ra, nếu tổ đặc chiến các nước khác đều có bát đẳng, nước ta lại không có thì mới là vấn đề lớn. Nhưng, cho dù thế nào, thần kinh của Trấn tướng quân cũng khá căng thẳng, áp lực phía trước cũng tăng lên không ít. Hơn nữa Diệp Phàm là quân bài đặc biệt trong tổ đặc nhiệm A, những biểu hiện của Diệp Phàm lần này rất sáng ngời. Giết địch không nói làm gì, trong khi hỗn loạn, lại có thể đoạt được thiên thạch từ những đối thủ cao tay của các nước khác. Hơn nữa lại còn an toàn trở về, điều này không thể tin nổi. Đã gây chấn động cho các tổ đặc nhiệm các nước, nhưng họ chỉ biết chúng ta có một người như thế, còn rốt cuộc người đó là ai, cao thủ cấp mấy, tên họ là gì, chẳng thể nào biết được. Đó cũng là một trong những lý do cơ mật của quốc gia. Qua phỏng đoán của các chuyên gia thì Diệp Phàm chí ít cũng phải thuộc hạng cao thủ thất đẳng cấp 3. Anh là niềm hy vọng của tổ đặc nhiệm A, có khả năng sẽ là ngôi sao sáng cao thủ bát đẳng. Hơn nữa, Diệp Phàm còn trẻ thế, không chừng sẽ trở thành cao thủ cửu đẳng. Đối với tướng quân Trấn, đây như là bảo bối của tổng bộ. Nhưng vấn đề là tên tiểu tử này lại không thích lăn lộn trốn quân trường, điều này khiến Trấn Đông Hải vừa mừng, vừa lo, cả đêm không ngủ được. Ông nghĩ bao nhiêu cách để thuyết phục Diệp Phàm, thiên kim mỹ nữ, nhà lầu xe hơi, thăng quan tiến chức, nhưng tất cả đều bị loại bỏ, nếu Diệp Phàm thích thì đến hoàng cung. Ông cũng sẽ tự mình thiết kế cho giống hoàng cung để tặng Diệp Phàm. Đương nhiên, hoàng cung chính là cố cung. Tuy nhiên ông chỉ lo nếu ép quá mà người ta chạy ra nước ngoài thì quả là tổn thất nặng nề. Những cao thủ thế này đều có tính cách đặc biệt.
không phải Trung Quốc này không có cao thủ bát đẳng, có nhiều vô số, nhưng mà toàn là những ông già, hơn nữa tính tình bướng bỉnh, không hiếm lạ gì, thì hỏi anh có cách nào chứ? Nhưng, Trấn Đông Hải có chút yên tâm, so với cao thủ các nước khác, mấy lão gia cao thủ này còn có tấm lòng yêu nước. Sáng sớm ngày mùng 10, hai vị tướng quân của bộ đội Trung Quốc tiến vào phòng bệnh của Diệp Phàm. Một vị là thượng tướng thủ tĩnh của tổ đặc nhiệm A Trấn Đông Hải, còn vị kia là phó chủ tịch quân ủy, thượng tướng Triệu Bảo Cương. Diệp Phàm nhìn hai vị tướng quân không quen biết này, tuy nhiên cũng có thể đoán được là ai. Trong đó một vị chắc chắn là Trấn Đông Hải, còn một vị không đoán được là đại thần phương nào. Hắn thấy hai vị nhìn hắn cười, người mang quân hàm thượng tướng liếc mắt một cái, ra ý bảo y tá nâng hắn ta lên ngồi dựa vào giường. Tôi là Trấn Đông Hải, vị này là chủ tịch quân ủy Triệu Bảo Cương. Trấn Đông Hải giới thiệu. Hai vị lãnh đạo, tôi. Diệp Phàm nói đến đây đã bị Trấn Đông Hải ngắt lời. Đừng cử động, cậu cứ nghỉ ngơi đi. Đồng chí Diệp Phàm này thật lợi hại. Triệu Bảo Cương cười nói, khuôn mặt hài hòa. Nếu như xem tay chắc chắn sẽ không tin nổi vào mắt mình, một vẻ mặt nghiêm khắc nhưng lại dịu dàng, mỉm cười như Phật Di Lặc. Không dám, tôi nên. Diệp Phàm khiêm tốn nói, cũng không có vẻ gì sợ hãi. Thực ra, trong lòng hắn rộn ràng, tim đập thình thịch, dù gì thì hai vị này cũng quyền cao chức trọng, rất hoành tráng. Yên tâm, việc của huyện Ma Xuyên, Tổng Tư lệnh đã xin phép cho anh rồi, sẽ không để lộ ra đâu. Trấn Đông Hải an ủi Diệp Phàm rồi nói. Anh cứ yên tâm mà dưỡng thương đi. Đồng chí Diệp, có hứng thú muốn đến sư đoàn dã chiến số 1 thành phố Mạc Hương nhận chức không? Triệu Bảo Cương đột nhiên đưa ra ý kiến đó, Trấn Đông Hải lập tức xanh mặt, liền nói. Sư đoàn dã chiến số 1 có gì tốt đâu, cả ngày chạy, luyện tập, 3 tiếng một lần, phiền. Sư đoàn dã chiến số 1. Diệp Phàm như cố ý nhắc lại, nhìn Triệu Bảo Cương. Đúng, sư đoàn dã chiến số 1, nơi Triệu Côn tướng quân từ tập đoàn quân sự thứ 2 Thủy Châu nhận chức phó chủ tịch quân sự. Nếu anh đồng ý, thì sẽ phong cho anh chức thiếu tướng, thế nào? Đó là một vị trí tốt, có nhiều người muốn vị trí đó lắm. Triệu Bảo Cương cười tủm tỉm nói. Nói xong, ông liếc mắt nhìn bộ dạng Trấn Đông Hải. Thực ra, Triệu Bảo Cương chỉ là đang lấy lòng. Ông ta biết Diệp Phàm gia nhập đội đặc nhiệm A thì sẽ không thể nào quay lại thành bộ đội bình thường được. Bởi vì Chủ tịch nước Trấn Sơn Hà trực tiếp chỉ huy đội đặc nhiệm đó. Triệu Bảo Cương sao lại muốn làm khó dễ Trấn Đông Hải vậy? Bởi vì thực ra quân ủy và đội đặc nhiệm A không phải là cùng một cơ quan, một tổ chức, đội đặc nhiệm A trên danh nghĩa là do quân ủy quản lý, nhưng trên thực tế chỉ có Chủ tịch Trấn Sơn Hà chỉ đạo. Lãnh đạo trực tiếp là Ủy ban Bộ Chính trị. Có nghĩa là Triệu Bảo Cương cũng không thể sai khiến gì. Đương nhiên nói là Chủ tịch nước chỉ đạo, nhưng thực ra bên trong đội đặc nhiệm A còn có Ủy ban Giám sát, cũng gần như là phái của Bộ Chính trị, vì thế, quyền lực quốc gia cũng không có quyền gì lớn, mặc dù là tổ đặc nhiệm A cũng không đúng, thì cũng có liên lụy. Triệu Bảo Cương nói như thế bởi vì không lâu sau thì ông ta cũng phải rút lui. Khi rút rồi, thì thân thích của Triệu gia chỉ có Triệu Quát. Còn lại phó tư lệnh quân khu Yên Kinh cũng không thể vào quân ủy nữa, những người khác cũng không có cách nào vào cả. Bản thân sau khu về hưu, thế lực quân giới của Triệu gia sẽ suy giảm đi. Thể hiện của Diệp Phàm khiến Triệu Bảo Cương nhận định tiểu tử này rất có tiền đồ. Nếu tham gia thì không tới 35 tuổi hắn có thể có được quân hàm trung tướng. Với người có tiềm năng thế này, Triệu Bảo Cương đã nghĩ kỹ rồi. Nếu Diệp Phàm không tham gia vào sư đoàn dã chiến số 1 thì Triệu Bảo Cương cũng đã có một thể hiện tốt. Mua một nhân tình, cái này, chính là mua đơn tương lai Triệu Bảo Cương mua cho Triệu gia. Ông bạn này rõ ràng là đang lừa người đây mà. Đề nghị Diệp Phàm tham gia vào sư đoàn 1, cái mánh lới này thì ai cũng biết. Diệp Phàm mới bao nhiêu tuổi, nói về tuổi tác cũng còn phải suy nghĩ, phó chủ tịch Triệu mà đề xuất lên, có lẽ những vị kia phải đập hỏng vài cái bàn ấy chứ. Quân ủy không phải chỉ do một mình người nhà Triệu gia quản. Trong lòng Trấn Đông Hải thầm mắng Triệu Bảo Cương vô sỉ. Sư trưởng thiếu tướng. Diệp Phàm lẩm bẩm trong miệng, lòng cũng bàng hoàng, cũng có chút động lòng. Thầm nghĩ đến thiếu tướng thì cũng là tướng quân rồi, và cũng phải bằng vai với cả bí thư thành phố ấy chứ, ít nhất cũng bằng các quan chức cấp sở. Nếu tham gia quân đội, sau này có thể về nhận chức trong chính quyền, không phải ngay lập tức sẽ được lên cấp sở sao? Hay ít ra cũng là phó sở.
Tiểu Diệp, đội đặc nhiệm chúng tôi thiếu tướng cũng không ít. Còn nhiều hơn cả quân đội thông thường, ví như Lang Phá Thiên, Thiết Chiêm Hùng cũng gần 30 thiếu tướng. Lúc này, một bên là Trấn Đông Hải cười nói, liếc mắt nhìn Triệu Bảo Cương, anh cũng có thể hiểu, sau 7, 8 năm nữa, Diệp Phàm cũng có thể thăng tướng thôi. Ha ha, lần này trọng thương trở về hình như không có thiếu tướng nào. Không có thiếu tướng nào rút lui thì đội đặc nhiệm của anh cũng không có chỉ tiêu đúng không, hay là chủ tịch Trấn lại muốn tăng thêm quân số? Hay là đem danh ngạch của Lý Thượng Tướng ra cho Diệp Phàm? Triệu Bảo Cương nói câu làm Trấn Đông Hải ức nghẹn. Không. Trấn Đông Hải giữ lại vẻ mặt bình thường, gật đầu. Thầm nghĩ, lập cái quái gì, nhà ngươi đều thuộc bộ chính trị, có tăng hay không lẽ nào lại không biết. Đây là số lượng tướng quân, không phải là rau cải mà thích tăng thì tăng. Hơn nữa, Lý Khiếu Phong là thượng tướng, đem trước đó cho một tiểu tử lên nhận, trừ phi là người tài giỏi, ngoài hành tinh. Cảm ơn hai vị đã coi trọng tôi, nhưng, tôi nói thật, tôi lười nhác, lại quen rồi, không phù hợp với cuộc sống quân đội. Nếu thực sự cấp cho cái chức sư trưởng, đoàn trưởng, sau này lại chỉ huy một đội binh lính lười nhác thì e rằng không tốt lắm. Hơn nữa, tôi cũng không thích thú cuộc sống đánh đánh giết giết. Cứ sống bình thường là tốt rồi. Trấn tướng quân, hy vọng trong 3 năm tới ông không tìm tôi nữa, tiểu tử tôi không muốn chịu sức ép nào cả. Diệp Phàm lãnh đạm nói, có chút phiền chán. Ai, tổng bộ không có anh. Hy vọng sau này không có chuyện gì lớn. Lần này các thành viên tổ chức đặc nhiệm các nước đều bị trọng thương, có thể vài năm tới hoặc 10 năm tới mới khôi phục lại được. Trấn Đông Hải than thở, nói. Đồng chí Diệp Phàm, anh có đề xuất gì với tổng bộ không? Lần này anh đã lập công lớn, tổng bộ sẽ khen thưởng anh. Được rồi, tôi thấy lần này đồng chí Tề Thiên thể hiện rất tốt, đã giết hai tên đặc nhiệm nước ngoài, tổng bộ có nên xem xét anh ta vào diện thành viên chính thức của tổ chức không? Còn nữa, có thể thăng cho anh ta một cấp bậc không? Diệp Phàm nói, khuôn mặt trầm lắng, bởi vì nghĩ đến những đồng chí hy sinh, anh lại thấy đau xót. Chương 921, hai thượng tướng ngầm đấu. Triệu Bảo Cương và Trấn Đông Hải đối mặt, nhìn nhau. Trong mắt Trấn Đông Hải tràn đầy thất vọng, còn không ngờ Triệu Bảo Cương lại lộ ánh vui mừng khi nhìn người khác gặp họa. Mỗi người một tâm trạng, đây là vấn đề quyết định bởi lợi ích khác nhau. Tổng bộ sẽ suy nghĩ về vấn đề anh đưa ra. Đối với những biểu hiện ưu tú của cậu ấy, thăng chức trung tá không thành vấn đề. Về việc tiến cử làm thành viên chính thức của tổ đặc nhiệm A, còn phải trải qua vài trình tự thủ tục tất yếu. Trấn Đông Hải nghiêm túc nói, đối với vấn đề liên quan đến việc đề bạt ai đó, ông ta khá nghiêm túc. Tổ đặc nhiệm A là nơi không phải có thể dễ dàng vào được bằng cửa sau. Bằng không Thiết Chiêm Hùng cũng cho cháu ông ta vào từ lâu. Dĩ nhiên việc đề cử của Diệp Phàm cũng khá quan trọng. Tề Thiên đã bước một chân trở thành đội viên chính thức. Hơn nữa còn có Phó Chủ tịch Triệu ở đó, phải ra vẻ một chút. Nếu không ông già này sẽ nói mình không làm việc theo đúng trình tự, hay bàn bạc cửa sau gì gì đó. Đồng chí Diệp Phàm, biểu hiện lần này của cậu đã được quân ủy để ý, cậu cũng có thể đưa ra một yêu cầu. Chỉ cần không trái với nguyên tắc và hợp lý thì chúng tôi đều ủng hộ cậu. Triệu Bảo Cương vòng vo rồi lại đưa ra miếng mồi ngon, tự nhiên lại ngầm có thiện ý. Chuyện tốt thế này. Dùng chuyện công để che giấu chuyện riêng, tội gì không làm chứ. Ai cũng có lòng tư lợi cả. Đến Triệu Bảo Cường, một người có địa vị cao như vậy cũng không ngoại lệ. Đương nhiên, về mặt cá nhân mà nói, cũng có lý do là chuyện đại nghĩa vì quốc gia, vì dân tộc. Nhân chi sơ, tính bản thiện mà. Vậy cảm ơn Chủ tịch Triệu. Tuy nhiên tạm thời tôi cũng chưa nghĩ ra. Để tôi nghĩ kỹ lại rồi nói với anh được không? Được. Triệu Bảo Cường liếc nhìn Diệp Phàm, khẽ gật đầu, đột nhiên nói. Diệp Phàm à, nghe nói cậu quen con bé thứ tư nhà tôi. Lão già này, da mặt thật dày, nhét vừa cả đáy nồi. Vì muốn Triệu ra có chỗ đứng, đem cả cháu gái ra để trao đổi, kế dùng người thân đây, hừ. Trấn Đông Hải trong lòng không thoải mái. Đương nhiên, ngoài mặt vẫn giả bộ nghiêm túc, không chút sợ hãi. Đây là khả năng kiềm chế của mấy vị quan chức cao. Thật ra chỉ là mặt nạ. Thứ tư, là chị Giai Trinh sao? Diệp Phàm giả bộ không chắc, tự nhiên giả ngu, sửng sốt hỏi. Ha ha, vậy đúng là cậu có quen. Triệu Bảo Cương sang sảng cười. Vâng, chúng tôi là bạn. Trước kia khi tôi còn làm việc ở Ngư Dương, Giai Trinh còn đến chơi.
Rồi khi tôi học ở trường đảng của tỉnh ủy, chúng tôi thường cùng đi bộ với nhau. Chẳng phải cô ấy còn được gọi là một trong tứ đại mỹ nhân của Thủy Châu sao? Diệp Phàm nịnh một cách không giấu giếm khiến Triệu Bảo Cương biết thừa là hắn đang nịnh nhưng vẫn thấy khoái. Lạ lùng. Không ngờ Triệu Bảo Cương giơ đôi bàn tay đầy nếp nhăn ra vỗ vỗ nhẹ vai Diệp Phàm, có vẻ rất thân thiết, cười nói. Nếu đã là bạn tốt của Triệu Tứ nhà tôi thì sau này thường xuyên đến nhà chơi nhé, coi nhà là nhà mình ý. Ha ha, vậy tôi có việc đi trước đây. Triệu Bảo Cương cười rồi đi, bước đi khá thoải mái, trông như trẻ ra vài tuổi. Cậu đúng là tên cáo già, sau này chỉ cần xin lão Triệu một chức tướng quân là được rồi. Ha ha, Trấn Đông Hải vẻ mặt nghiêm túc, chân mày khẽ giãn ra, mỉm cười chợt nói. Lão Triệu ơi là lão Triệu, ông đúng là tự đem tảng đá nện vào chân mình. Ha ha, tuy nhiên Trấn tướng quân, chủ tịch Triệu có thể phong chức tướng quân, lẽ nào một tướng quân như ông lại không thể đem cái chức tướng quân đó ra để mê hoặc tôi sao? Diệp Phàm thuận đà nói. Đương nhiên chẳng mong cái gì. Tuổi mình còn quá trẻ, có thể thăng chức tướng quân cho mình thì đúng là chả khác nào chuyện đùa. Muốn làm tướng quân cũng được, vậy cởi bỏ vỏ bọc chính phủ, để Trấn Đông Hải tôi tự đi tìm chủ tịch, nói vậy chứ bộ mặt dày này còn có chút tác dụng nhỉ. Ha ha, Trấn Đông Hải không ngờ lợi hại hơn đáp trả lại. Cái đó, thôi bỏ đi, tôi cứ nên thật thà mà ở lại chính phủ thôi. Chức tướng quân dù cũng thích đấy nhưng tôi vẫn yêu mạng sống hơn. Diệp Phàm lắc đầu. Vậy cậu bảo tôi nên nói gì lúc này đây? Có mỗi bộ xương, cho dù nói là cởi bỏ vỏ bọc của chính phủ đến giới quân sự, thì cậu cứ nghĩ xem, chức vụ của cậu cũng khá cao, có mấy lúc đến lượt cậu phải tự rét ai chứ? Đồng chí Thiết cậu ta thì ngày nào đều đánh chén no say. Tuy nói báo săn có lúc nhiều việc thật nhưng hầu hết thì thời gian đều rất nhàn nhã. Còn nhẹ nhàng hơn bộ đội thông thường. Trấn Đông Hải vẻ mắt điềm đạm, cười nói. Tuy nhiên vẫn là vẻ mặt của người lãnh đạo, ngồi bên giường của Diệp Phàm, giống như bề trên đang dặn dò gì. Không ngờ rằng Thiết Chiêm Hùng đường đường là một đại soại mà qua lời Trấn tướng quân lại thành một đồng chí. Diệp Phàm trong lòng thẹn toát cả mồ hôi, lắc lắc đầu chợt nói. Thủ trưởng Trấn, không biết bây giờ anh Thiết thế nào rồi? Cả Tề Thiên, vết thương của tướng quân Lý sao rồi? Ôi, tướng quân Lý! Cuộc chiến Lạp Xà Ưng Đảo là trận chiến cuối cùng trong cuộc đời của ông ấy. Tổng bộ và quân ủy đã phê chuẩn ông ấy nghỉ hưu. Ông ấy cũng già rồi, 70 tuổi đầu rồi chứ có ít ỏi gì đâu, cả một đời vất vả vì đất nước. Còn về Chiêm Hùng, tình hình cũng không lạc quan lắm. Xếp Thiết sao cơ? Diệp Phàm giật mình, nhổm cả người dậy. Nội thương rất nghiêm trọng, xương cốt hiếu chỗ còn bị nứt thành đoạn. Qua sự hội chẩn của các chuyên gia tổng bộ và tổ chuyên gia của bệnh viện thì khả năng hồi phục là rất lớn. Chỉ có điều e rằng lần này nếu muốn khôi phục tới đẳng cấp quốc thuật lúc đỉnh cao thì chỉ có 10% cơ hội. Trấn Đông Hải đau lòng muốn cắn chặt răng. Thiết Chiêm Hùng là nhân vật nòng cốt mà ông ta nể trọng nhất, là trụ cột tổ thứ 8 của tổ chiến long thuộc tổ đặc nhiệm A. Vậy xếp Thiết chẳng phải. Diệp Phàm trong lòng run lên, thấy rất đau lòng. Lùi về tuyến 2. Tổng bộ và quân ủy đã tham khảo ý kiến cậu ấy, đến cảnh vệ trung ương đoàn làm người phụ trách cũng được, cũng có thể là đến công tác tại cơ quan bộ đội địa phương. Tuy nói không thể được bằng đẳng cấp như trước nhưng vẫn còn kinh nghiệm và ý chí. Còn nữa cũng có thể nghĩ đến việc đến địa phương nhậm chức. Trấn Đông Hải vẻ mặt mất mát. Lý Khiếu Phong nghỉ hưu cũng là điều tất nhiên. Dù lần này ông ấy không bị thương thì cũng phải nghỉ, tuổi cao rồi. Còn Thiết Chiêm Hùng thì chắc anh ấy cũng chưa chuẩn bị tinh thần bị loại như thế. Vậy xếp Thiết lựa chọn thế nào? Diệp Phàm rất quan tâm. Một là vì mũ quan của Thiết Chiêm Hùng cũng chính là đang treo tương lai của bản thân. Thứ hai là vì tình cảm anh em, đây mới là điều quan trọng nhất. Tạm thời chưa quyết định, có lẽ sẽ chọn đi đến cơ quan bộ đội hay đến làm tư lệnh viên của quân khu cấp 1 của tỉnh. Trấn Đông Hải nói xong, quay người, lắc đầu. Trường giang sóng sau đè sóng trước, che già măng mọc. Doanh trại quân đội là sắt, quân đội là nước doanh trại thì cố định còn người lính thì thay đổi liên tục cậu cũng không cần quá tính toán so đo mấy chuyện này. Chỉ là thay đổi công tác thôi, nói đi nói lại cũng là vì đất nước cả thôi. Lần này tổ đặc nhiệm A tổn thất khá thê thảm và nghiêm trọng. 5 đồng chí hy sinh, trong đó còn có một cao thủ lục đẳng bị trọng thương đã không thích hợp làm việc tại tổ A. Phải chuyển công tác hoặc đến làm việc ở chính phủ.
Bởi vậy số đội viên chính thức của tổ A chúng ta giảm còn dưới 40 người. Sắp tới bổ sung lực lượng, trước mắt chỉ có 5 người có điều kiện thích hợp. Toàn bộ tiến vào cũng không quá 45 người. Đất nước lớn như vậy, thế giới rộng như vậy, mấy người này đi đến khắp nơi, đến bóng dáng còn chẳng thấy. Ngày đó chẳng phải có 3 người vào sao, nhân viên của tổ đặc nhiệm A chúng ta hẳn phải có khoảng 20 người chứ nhỉ? Diệp Phàm có chút khó hiểu. Đội viên dự bị có gần 20 người, nhưng mới có 4 người đạt đến được tứ đẳng, còn thêm đồng chí Tề Thiên mà cậu đề cử, chẳng qua cũng có mỗi 5 người. Hơn nữa, trong 5 đồng chí này, Kiều Viên Viên không tính số lượng. Trấn tướng quân vừa nói đến đây, Diệp Phàm không nhịn được, hỏi. Lý do là gì vậy? Dĩ nhiên nếu bất tiện thì không nói cũng được. Kiều Viên Viên thật ra không phải là thành viên chính thức của tổ đặc nhiệm A. Lần này là do nghĩ đến nguy nan của quốc gia mà ra mặt đại nghĩa. Hơn nữa, cô ấy có học vị thạc sĩ về y học của trường đại học Phục Đán. Cho nên, nghĩ đến lần này không có bác sĩ của đội đặc nhiệm nên mới mời cô ấy. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ lần này, cô ấy không gia nhập tổ đặc nhiệm A, chỉ coi như nhiệm vụ tạm thời thôi. Trấn Đông Hải nói, rồi đột nhiên bật cười nói. Có điều, cô ấy rất quan tâm đến vết thương của cậu. Nói cậu là ân nhân cứu mạng của cô ấy, tự cô ấy đã đưa ra thỉnh cầu với tổng bộ, nói là muốn tới làm y tá cho cậu, đến khi cậu xuất viện. Tổng bộ cân nhắc đến tính đặc biệt của thân phận của cậu và tính bảo mật. Dù gì cô ấy cũng biết cậu, tin là cô ấy có thể giữ bí mật được. Cho nên đã đồng ý rồi. Còn nữa, cậu cũng không cần lo lắng gì cả. Tổ đặc nhiệm A chúng ta thương vong thê thảm, đoán rằng mấy nước Mỹ, Nga, Anh, Nhật còn thê thảm hơn. Chỉ một mình cậu mà hạ gần 10 đội viên của họ. Xem chừng cậu đã thành sát thần trong lòng họ hiện nay. Theo bên tình báo đưa tin, bọn họ gọi nhân vật thần bí cậu là thần chết. Ha ha, thống khoái. Thần chết, cái này đúng là điên mà. Diệp Phàm gượng cười, nói đùa khiến Trấn Đông Hải cũng phải bật cười. Yên tâm, bọn họ chắc chắn sẽ không dò ra cậu được. Không cần nhắc đến bọn họ nữa, dù sao cũng là người của tổ đặc nhiệm A chúng ta. Biết được cậu chỉ có vài lãnh đạo cao cấp. Lần này ra ngoài mọi người đều châm cứu, rồi lại bôi thuốc. Mặt cậu đều bị biến đổi cả rồi, ở chốn heo hút ai mà nhận ra cậu. Đến cả những đội viên cùng chiến đấu với cậu khi trước cũng không nhận ra. Còn Kiều Viên Viên thì là ngoại lệ. Trấn Đông Hải khẽ cười nói. Chúng tôi sẽ che giấu cậu. Cái đó, thật là ngại, chỉ Viên Viên đến chăm sóc tôi. Diệp Phàm ngượng ngùng. Thật ra trong lòng thì bồi hồi. Ha ha, chàng trai, nắm lấy cơ hội, Viên Viên cũng không phải đơn giản đâu. Trấn Đông Hải đột nhiên vỗ vỗ vai Diệp Phàm, có chút mờ ám. Không đơn giản, ý gì vậy? Diệp Phàm đột nhiên có vẻ nghi hoặc, đương nhiên chính là muốn tìm hiểu thêm về Kiều Viên Viên. Ngày đó trong bảng kê khai lý lịch, cột ra thế của cô ấy để chống. Điều này cũng không bình thường. Giống Mai Diệp Thu Thiên Kim tiểu thư của thủ đô, hồ sơ gia thế đều để trống. Tuy nhiên, gia thế của Mai Diệp Thu thì Diệp Phàm hiểu như lòng bàn tay, đương nhiên là do Thiết Chiêm Hùng để lộ. Chương 922, vẻ đẹp khuynh thành của Kiều Viên Viên. Hơn nữa đúng là gia thế Tề Thiên là đứng đầu, điều này giải thích, giống như Tề Trấn Đào ở tỉnh Nam Phúc có thể hô mưa gọi gió còn không thể can thiệp vào bí mật của tổ đặc nhiệm A. Cho thấy hễ là bí mật được giấu kín kiểu này. Hẳn là gia thế kia cũng khá đáng sợ và giật gân. Ít nhất cũng phải thuộc cấp bộ trưởng ở thủ đô. Ha ha, cô bé Viên Viên ở thủ đô cũng chỉ mới 22 tuổi, chỉ hơn cậu một tuổi. Hai người cũng khá xứng đôi đấy chứ. Thật hiếm thấy, nhân vật phong vân trong giới quân sự suốt ngày chỉ biết quát tháo như Trấn Đông Hải tự nhiên lại muốn làm bà mối. Diệp Phàm ngạc nhiên đến mức suýt rơi tròng mắt xuống đất. Ha ha, về chuyện này, tôi còn, sau này hãy bàn đi. Diệp Phàm vội từ chối. Cái cô Kiều Viên Viên này trông thế nào, chính mình cũng không rõ. Đến hôm đó, cô ấy lại vác một khuôn mặt xấu xí đến gặp mình, coi là không phải dung mạo vốn có. Thật ra, ý đồ trong chuyện này rất sâu xa, liên quan đến sự tranh giành quyền lực chính trị của những nhân vật hàng đầu trung ương. Gia thế của Kiều Kiều Viên thì rõ ràng là rất hoành tráng. Xem chừng là một trong những nhân vật của tập đoàn mà Trấn Đông Hải đang dựa dẫm. Mà đương nhiên là Trấn Đông Hải đang dựa vào tập đoàn của Chủ tịch nước Trấn Sơn Hà đó rồi.
Những người nằm trong vòng tròn chính trị của nhà nước được gọi là hải phái. Mà hệ thống của Triệu Bảo Cương thì lại dựa vào tập đoàn của Triệu Bảo Cương, được gọi là kinh phái. Thật ra đứng ở góc độ kinh phái mà nói, cũng không phải chỉ có mỗi hệ thống của Triệu Bảo Cương, hệ thống này chỉ được gọi là kinh phái Bắc Viên hệ. Còn kinh phái do chủ nhiệm Bộ Tổng Chính trị, Thượng tướng Tào Mộng Đức và Tư lệnh quân khu Thẩm Dương, Cố Long Thiên đứng đầu thì được gọi là kinh phái Nam Viên hệ. Ngoài ra những phái này ra, có tân phái của cựu phó chủ tịch nước Thiên Diêu, hay còn có Lỗ Dự Khởi. Ngoài ra, còn có vài phái ở địa phương do người bản địa kết hợp lại. Đặc thù của phái bản địa là chỉ hoạt động trong phạm vi của tỉnh đó, lớn nhất cũng chỉ mở rộng sang 2-3 tỉnh. Tập đoàn bản địa là do những người cùng trong tỉnh tổ chức thành, giống như liên minh do Chủ tịch Chu và Tề Chấn Đào hợp thành ở tỉnh Nam Phúc, liền được gọi là Phúc phái bản địa. Có lúc, một tỉnh nào đó có nhiều quan chức trong hệ thống của Trung ương, tỉnh đó nổi tiếng liền. Có những phái đặt theo tên của tỉnh, ví dụ như Lỗ phái chính là tỉnh nào đó. Thật ra, tình hình nội bộ giữa các hệ thống trong những đảng phái này cũng rất phức tạp và thiên biến vạn hóa. Ví dụ lần này, Chủ tịch tỉnh Chu Thế Lâm muốn nâng đỡ Hứa Vạn Sơn lên chức phó bí thư tỉnh ủy, nên liền để Tề Chấn Đào sang một bên. Vậy mới khiến Tề Chấn Đào hết sức phẫn nộ, liên minh giữa bọn họ khó tránh xảy ra rạn nứt. Khiến cho Tề Chấn Đào đành phải tìm kiếm sự ủng hộ từ những quan lớn của các phái khác ở thủ đô. Ví như Diệp Phàm đã để lộ mối quan hệ thân thiết giữa bí thư địa ủy Đức Bình và Phượng Thiên Diêu. Mà Phượng Thiên Diêu lại là một trong những nhân vật tai to mặt lớn thuộc tân phái. Nếu Tề Chấn Đào thật sự có thể dựa vào, nếu chức phó bí thư tỉnh Nam Phúc rơi vào tay ông ta, trên trán đương nhiên sẽ đóng dấu của tân phái. Đương nhiên, tư tưởng chính trị của mỗi phái đều không giống nhau, nhưng thực ra lại giống như một đám người tụ tập lại với nhau, ngưu tầm ngưu mã tầm mã. Nói trắng ra là, dùng dân gian tố ngữ cũng chính là đám bạn bè hư hỏng thường nói. Có điều khác ở đây là bọn họ là những người có chức vụ cao thôi, chứ điểm gốc tạo thành cơ bản của họ cũng không có gì đặc biệt. Nhưng có cùng một mục đích, vẫn là vì xử lý tốt công việc của đất nước, có phương hướng lớn lao, mục tiêu to tát, những điều này thì không thay đổi rồi. Đứng trước lợi ích quốc gia, mọi người đều gắng hết sức mình cả. Con người vốn rất khó để tìm được tiếng nói chung. Mỗi người một tư tưởng, chủ kiến, rất khó để làm được việc thống nhất tư tưởng nhận thức của người dân cả nước. Tuy nhiên làm như vậy cũng có nhiều cái lợi, ít nhất cũng khiến cho các phe phái chính trị trong nội bộ cơ sở của một đảng chuyên chính dò xét lẫn nhau. Ví như khi kinh phái xuất hiện một vết nứt, hải phái có thể nhân cơ hội xuống tay. Nếu tân phái có vấn đề gì, kinh phái cũng sẽ không nương tay. Dò xét lẫn nhau, đảm bảo dân chủ. Vì thế cũng có tác dụng cho việc thúc đẩy sự phát triển của cả nước. Tuy nhiên vẫn phải giữ vững đoàn kết. Nếu Triệu Bảo Cương đã ngấm ngầm đưa ra một miếng mồi cho Diệp Phàm là cháu gái Triệu Tứ của mình, thì Trấn Đông Hải cũng sẽ không ngồi xem. Chỉ chớp mắt đã nghĩ ra cách, đưa ra cả một Kiều Viên Viên. Đương nhiên, sức ảnh hưởng của Diệp Phàm lúc này cũng là tương đối lớn. Chỉ là do giữa hai vị lãnh đạo này có cuộc cạnh tranh ngấm ngầm. Cũng chưa đến mức là cuộc cạnh tranh giữa hải phái và kinh phái. Thậm chí, còn mang tính chất một cuộc cạnh tranh dũng đấu. Triệu Bảo Cương đã 70 tuổi rồi, Trấn Đông Hải cũng hơn 60, đều là những người sắp phải lùi về tuyến sau. Tuy nhiên hai lão già này hình như ngầm ngầm đấu đã vài năm nay, thắng bại mỗi người mỗi vẻ. Đừng tưởng họ đã già, hay nghĩ chức vụ họ cao, thực ra cũng chẳng qua là trò chơi giữa con trẻ. Dù sao bọn họ cũng là người mà thôi. Cũng có một phần thích thú kiểu trẻ con, chỉ là trò chơi vô hại mà thôi. Trò chơi cấp cao đối với bọn họ mà nói cũng như việc trong nhà thôi. Tuy nhiên đối với chính đàn phía dưới thì ảnh hưởng cũng không kém sống thần cuồng phong. Trấn tướng quân. Sau khi được cho phép vào, cánh cửa nhẹ nhàng bị đẩy ra, một cô y tá toàn thân trắng tinh bước vào. Sai rồi, không phải là y tá. Là một cô gái mặc toàn đồ trắng. Vẻ đẹp có thể khiến tiên nữ cũng phải thẹn thùng. Đúng là vẻ đẹp đoan trang của phụ nữ, đương nhiên không phải là kiểu quyền lực mà là vẻ đẹp về khí khái dung mạo. Cô gái này da dẻ mịn màng, trắng nõn, mềm mại như da em bé, có vẻ đẹp của một loại ngọc tự nhiên, chất sáng bóng. Khuôn mặt trái xoan hoàn mỹ, nói một cách khoa trương, bộ ngực núng nính kia luôn làm cánh đàn ông phải mềm lòng. Bởi vì trong phòng có điều hòa nên cô không mặc đồ dày. Cặp chân thon dài trắng nõn, nhỏ nhắn như ngó sen,
một chân giơ thẳng xuống kết hợp với cặp đùi đẫy đà tạo thành một hình tam giác với góc độ rất nhỏ. Phía dưới váy nổi lên sắc nhàn nhạt của quần lót và cặp mông khiến người ta mê mẩn, hơi cong cong giống hình parabol. Dưới con mắt cú vọ của Diệp Phàm, có thể thấy rõ sự kết hợp của một màu trắng nõn xen với màu xám nhạt nổi bật. Cái cảm giác mê đắm tim đập mạnh. Viên Viên tới rồi hả, vậy hai người nói chuyện đi. Ha ha. Trấn Đông Hải biết ý, cười mờ ám, thân mật vỗ vai Diệp Phàm, cuối cùng để lại một không gian riêng cho hai người, rồi đi. Diệp. Kiều Viên Viên há miệng thở dốc, không biết nên xưng hô thế nào. Trên khuôn mặt hiện lên vẻ ngượng ngùng, bởi vì bây giờ không phải là trên chiến trường. Gọi anh Diệp là được. Diệp Phàm thản nhiên cười, vừa mở miệng đã tùy tiện bảo người ta như vậy. Nghe nói, anh, nhưng so với tôi còn. Kiều Viên Viên nhìn Diệp Phàm có chút bất mãn, tự anh Diệp có vẻ như khó để nói thành lời. Không muốn ư. Diệp Phàm cố ý kéo dài giọng, đương nhiên là trêu cô gái. Cảm giác như trước mặt mình là một đóa sen trắng đang hé nở, định trêu chọc một phen nhưng lại không nỡ, đắn đo cân nhắc. Anh Diệp. Kiều Viên Viên lập tức ngọt ngào cười, nhẹ nhàng đến, cúi mình xuống, rất tự nhiên giơ bàn tay ra giúp Diệp Phàm đắp cái chăn trắng, giống như một người vợ dịu dàng, hiểu biết. Làn cổ trắng nõn giờ lại mang chút màu hồng phấn nhạt. Ở giữa đeo dây lưng màu đen, phía dưới mang cái gì mà đôi mắt cú vọ của Diệp Phàm cũng không nhìn rõ. Chỉ thấy dưới cổ là một vùng trắng như tuyết, xuống thêm chút nữa, thằng nhãi này nới rộng đôi mặt ưng, chỉ nhìn thấy một đường tròn trịa ngượng ngùng khiến Diệp Phàm động lòng. Hông vừa khẽ động, cảm giác đó lại đến. Cái kiểu nửa kín nửa hở này của phụ nữ thật mới là quyến rũ khiến người ta mê mẩn nhất. Đến cả những người vĩ đại cũng phải nghĩ ngợi này kia. Ừ, em Kiều, em thế này anh thấy ngại quá. Diệp Phàm uể oải nhìn Kiều Viên Viên, cười nói. Không có gì đâu, là em tự nguyện mà. Hơn nữa, anh còn là ân nhân cứu mạng, chăm sóc anh mấy ngày cũng là chuyện bình thường, nhưng anh cũng đừng hiểu lầm. Kiều Viên Viên cười nhạt, như một đóa hoa sen đang hé nở, thật khiến người ta phải chiêm ngưỡng. Anh vốn đâu có suy nghĩ gì. Không hiểu lầm gì đâu. Diệp Phàm trong lòng thầm hừ một câu. Viên Viên, em làm công tác gì vậy? Diệp Phàm không kìm nổi hỏi. Em, chính thức thì là làm về âm nhạc, chuyên nghiệp ca hát. Dạo vừa rồi định đến công ty đĩa nhạc thử giọng. Nếu được không chừng còn có thể sáng tác vài bài, anh Diệp, đến lúc đó anh cũng có thể giúp đẩy mạnh tiêu thụ vài bộ phim. Nếu không, chẳng bán được bộ nào, thì em mất mặt lắm. Kiểu Viên Viên vui vẻ cười mỉm. Là kiểu cười không hở răng của thục nữ có giáo dục. Được, nữ hoàng ca nhạc Kiều Viên Viên của chúng ta đã nói, anh đây, dùng tiền lương nửa năm để đầu tư. Tiền lương nửa năm thì nhiều quá. Kiều Viên Viên thật thà lắc đầu. Em thật là hiểu chuyện, biết được một chủ tịch huyện nghèo như anh làm gì có tiền. Diệp Phàm trong lòng nghĩ thầm, vậy em bảo anh phải bỏ ra mấy tháng lương. Một tháng cũng không phải bỏ. Chỉ cần bỏ ra toàn bộ số tiền thưởng anh được nhận lần này, mua đĩa nhạc em sắp phát hành là được. Kiều Viên Viên đột nhiên mỉm cười, nụ cười lần này so với nụ cười mỉm lần trước trông có vẻ gian xảo hơn. Chủ tịch Diệp tự nhiên nhăn nhó, thầm nghĩ, thật cao tay. Mình đem cả mạng sống ra vì nhiệm vụ này, tiền thưởng hẳn không dưới 200.000. Em Kiều này xem chừng không phải loại gian xảo bình thường. Ngoài mặt thì thơ ngây như bạch tuyết, thật ra lợi hại như vậy. Đúng là nhìn người phải nhìn bản chất, tuy nhiên, mình cũng không phải tay vừa. Kiều Viên Viên chăm chú nhìn Diệp Phàm chằm chằm, như đang đợi chủ tịch Diệp chê cười. Đương nhiên cô không hiểu được gia thế của Diệp Phàm cũng không phải là giàu có bình thường, hẳn là sẽ thất vọng, chỉ nhìn thấy Diệp Phàm cười nhạt, gật đầu nói. Nên như vậy mà, anh còn nghĩ không đủ đâu, thêm nửa năm tiền lương nữa, Viên Viên của chúng anh ra đĩa nhạc, làm sao lại không đầu tư được. Con nghé này tự nhiên muốn ra vẻ, dám nói cả Viên Viên của anh, miệng ba hoa đương nhiên cũng không phải tâm tư tốt đẹp gì. Chương 923, đi dạo phố có được không người đẹp? Thật ư, Kiều Viên Viên ánh mắt đột nhiên mở tròn, tuy nhiên lại có chút giận dỗi, hừ nói. Em đâu có phải là gì của anh chứ? Có giống là anh đang lừa em gái của anh không? Diệp Phàm cười nói, vẻ mặt bình tĩnh. Không để lộ một thoáng đau lòng nào cho Kiều Viên Viên biết. Ngược lại, mồm miệng càng ngày càng ba hoa hơn, thậm chí còn sửa thành em gái của anh. Hừ, ai là em gái của anh? Kiều Viên Viên thấy mất mát, như bị rơi xuống đáy,
có vẻ bất mãn nói, lần này nặng lời hơn nhiều. Câu nói lỗi mồm vừa rồi của Diệp Phàm thực sự lớn chuyện rồi. Ha ha, nói sai, Viên Viên đừng chấp, không phải là em gái, mà là bạn gái. Ha ha, Diệp Phàm trở nên càng hăng hái, không nhận là em được liền chuyển thành quan hệ nam nữ. Thực ra, còn có thể thành vợ nữ, thân thiết còn hơn em gái. Nghĩ hay quá nhỉ, trước đây em là cấp dưới của anh, bây giờ, em đây đã cởi bỏ quân phục, chẳng còn quan hệ gì với anh cả. Kiều Viên Viên lại lộ ra bộ mặt giả dối, chỉ một chốc đã rũ bỏ sạch sẽ quan hệ với Diệp Phàm. Dù sao anh cũng còn là ân nhân của em đấy. Thằng nhãi này có chút ý đồ. Nợ một trả một, vậy xin hỏi, tiền công cứu mạng em là bao nhiêu? Kiều Viên Viên chấp chấp đôi hàng mi dài, phản công lại Diệp Phàm. Bỏ đi, chúng ta quan hệ thế nào chứ, nói đến chuyện tiền nong cân đo đong đếm cũng thật là tầm thường. Diệp Phàm ra vẻ đại nghĩa, chợt nói thêm. Cái đó, nếu không, như vậy đi, lấy bản thân báo đáp thì thế nào? Kiều Viên Viên liền đỏ mặt, xem ra cô ấy rất nghiêm túc, không đùa được, trừng mắt nhìn Diệp Phàm, hừ nói. Hiện nay không thịnh hành kiểu này, đã lỗi thời rồi. Là người hiện đại phải biết theo kịp thời đại mới được. Được rồi, để em đi lấy nước anh rửa mặt. Nói xong vội đi. Cô gái này trong lòng có ý, Diệp Phàm lẩm bẩm, không phải là nữ thần Cupid trong mộng của mình chứ. 4 ngày sau, Diệp Phàm có thể xuống giường tự do đi lại. Thật ra cũng sắp khỏe rồi. Chỉ có điều Trấn Đông Hải còn chưa yên tâm nên đặc biệt dặn dò người phụ trách ở bệnh viện không cho Diệp Phàm xuất viện. Hơn nữa, những lính gác đứng ở cửa phòng Diệp Phàm đều là thành viên dự bị được chọn từ trung đoàn cảnh vệ của tổ đặc nhiệm A, ít nhất cũng thuộc tam đẳng. Bình thường thì một bộ phận trong số các cao thủ này được bổ sung vào tổ vệ sĩ Nam Hải do Lang Phá Thiên lãnh đạo. Họ bảo vệ những quan chức cấp cao của nhà nước hoặc một vài quan chức cấp phó có ảnh hưởng khá lớn, chính là những lão thần có sức ảnh hưởng lớn nhất trong chính phủ Trung Hoa. Phòng bệnh của Diệp Phàm là tòa nhà độc lập, toàn bộ khép kín. Không có Thượng tướng Trấn Đông Hải đích thân ký giấy đỏ thông hành thì ngay cả Viện trưởng Tổng viện quân đội cũng không được phép vào. Giấy phép cấp cho các hộ lý y tá, chuyên gia chăm sóc cho Diệp Phàm đều là cố định. Hiện nay, phần lớn công tác hộ lý đều giao cho Viên Viên. Một ngày khoảng 10 tiếng đồng hồ cô ở trong phòng bệnh của Diệp Phàm. Để tiện việc chăm sóc, bên cạnh có một phòng nhỏ để nghỉ ngơi dành cho Viên Viên để tiện bất cứ lúc nào cũng lo cho Diệp Phàm được. Chỉ qua mấy ngày, quan hệ của hai người đã có những tiến triển. 7 ngày sau, Diệp Phàm cảm thấy nên ra ngoài đi lại, đòi đi dạo phố phường. Khó lắm mới được đến thủ đô một chuyến, đừng để đến mức chưa được đi dạo phố đã phải về Ma Xuyên. So với thủ đô, Ma Xuyên đúng là một thế giới hoàn toàn khác. Tính ra phải lạc hậu hơn không dưới 20 năm. Sau khi được tướng quân Trấn phê chuẩn, còn đặc biệt phái thêm 2 cao thủ tam đẳng đi theo bảo vệ Diệp Phàm. Trấn lão nhân, cẩn thận quá rồi. Tôi đường đường thế này còn cần gì họ bảo vệ. Hơn nữa, không phải có nữ tướng tứ đẳng Kiều Viên Viên đây sao? Trong thâm tâm Diệp Phàm chẳng cảm kích chút nào, oán thầm Trấn Đông Hải. Hai tay buông thõng, lê đôi giày vải, tản bộ trên đường. Kiều Viên Viên theo sát hắn. Hai người giống một cặp tình nhân đi dạo phố, chỉ thiếu là không nắm tay nhau. Hai người đi theo, một tên là Lưu Binh, một tên Thường Thanh, theo sau cách một đoạn xa, tránh làm phiền hai người họ. Cái việc làm kỳ đà cản mũi này thật không dễ. Đương nhiên, hai người vệ sĩ cũng không biết được thân phận thật sự của Diệp Phàm. Trong lòng hai người có phần ấm ức, không biết cậu thanh niên này rút cục là thần thánh phương nào, lại cần đến tận hai người chúng ta bảo vệ. Anh Lưu, anh thử nói một chút về lai lịch cậu thanh niên này đi. Thường Thanh không chịu được, liền hỏi. Không rõ lắm, tuy nhiên, thủ trưởng đã ra lệnh, nếu cậu ta xảy ra chuyện gì, chúng ta sẽ phải đền mạng. Khẳng định là lai lịch không nhỏ. Lưu Binh quan sát Diệp Phàm từ xa, nhỏ giọng nói. Hẳn là không phải con trai của vị quan chức lãnh đạo nhà nước nào đấy chứ. Thường Thanh nhỏ giọng nói thầm, hơi có vẻ bất mãn. Chắc đến 8-9 phần. Hơn nữa, gia thế của nhà đó chắc chắn rất cao. Cứ lấy cấp phó thủ tướng ra mà so, nếu là chính bản thân họ thì chúng ta phải bảo vệ là đương nhiên, nhưng nếu là con cái họ thì còn chưa có cái phước đó. Xếp lang không dễ mà cử người đi. Lần trước, con trai phó thủ tướng Yến của Quốc vụ viện đi du lịch Philippines chẳng phải đã xảy ra chuyện sao?
Lúc đó nghe nói Phó Thủ tướng Yến Khổ Sở đi nhờ cậy, đến cả xếp lang, hy vọng họ cử hai cao thủ đi xem một chuyến, kết quả là họ không đồng ý. Lưu Bình có vẻ đắc chí, cười, đôi mắt vẫn theo sát bóng dáng Diệp Phàm. Vụ này thật là kỳ lạ, rút cục lai lịch thế nào đây? Xem ra trong mấy vị lãnh đạo cấp cao của quốc gia cũng không có ai vẻ ngoài trông giống cậu ấy cả. Thường Thanh gãi đầu, khắc chết mấy chục nghìn tế bào não cũng không nghĩ ra manh mối nào. Hay cậu ấy là người nhà của thủ trưởng trấn? Lưu Bình nhỏ giọng nói, thằng nhãi này lập tức giật mình, đến bên Thường Thanh nói thầm. Nghe nói rất nhiều quan chức cao cấp thời buổi này hay có con riêng trên núi dưới thôn lắm, sau khi về thành phố. Con riêng? Thường Thanh vẻ mặt kinh ngạc, suýt nữa nói to thành tiếng, gật gật đầu, cười trộm nói. Cũng có thể, thủ trưởng trấn đã phái chúng ta đi, đó không phải là một món thường đâu. Hơn nữa, việc này cũng là bình thường thôi. Thời gian ở nông thôn khổ cực như vậy, tìm chút thú vui cũng không có gì lạ. Thường Thanh gật gật đầu, hai người cho rằng đã tìm được một đáp án, nên không soi mói chuyện này nữa. Nếu để trấn Đông Hải nghe thấy, thật không biết nên cười hay nên khóc. Quán rượu Ảo Vân, tên hay, như ảo như mộng. Diệp Phàm liếc mắt một cái, cười nói. Hay chúng ta vào ngồi một chút, cũng nên ăn cơm chiều rồi. Kiều Viên Viên cười nói. Được thôi, tuy nhiên, em nên mời khách chứ, em dù sao cũng là ngôi sao ca nhạc lớn mà. Diệp Phàm cười to, kéo Kiều Viên Viên vào. Kiều Viên Viên đỏ mặt, không hé răng, cũng không buông tay ra, để Diệp Phàm nắm tay kéo vào quán. Chọn ghế dựa vào cửa sổ rồi ngồi xuống. Viên Viên từng đến đây sao? Diệp Phàm lười nhác dựa vào ghế, cười nói. Không. Kiều Viên Viên lắc đầu. Vừa nhìn Kiều Viên Viên gọi món, vẻ mặt Diệp Phàm đầy đau khổ, nói. Viên Viên, gọi toàn món rau với khoai vậy, không gọi chút thịt hải sản, anh lâu rồi không được ăn, thèm quá. Các chuyên gia nói anh tạm thời chưa nên ăn các đồ mạnh, đặc biệt là nhiều mỡ. Bị thương ở dạ dày nên đợi đến lúc anh lành bệnh thì ăn thoải mái, bây giờ không được. Kiều Viên Viên cười nhạt. Gọi món thịt bò kho tàu là được rồi, đổi đĩa lớn, với thêm bình rượu Mao Đài. Diệp Phàm khăng khăng gọi một đĩa, Kiều Viên Viên chu miệng lè lưỡi, không nói thêm. Cả ngày bị phụ nữ quản cũng thật khó chịu, hơn nữa còn không được ăn đồ ăn ngon, chẳng bằng quay về Ma Xuyên Quách cho rồi, hưởng thụ một phen mới đúng. Diệp Phàm trong lòng thầm nghĩ, nếu Kiều Viên Viên biết thuật đọc ý nghĩ người khác, biết được những lời nói kia chắc cũng phát bệnh mất. Cô gái phục vụ việc gọi món đã đi rồi, có vẻ không hài lòng lắm. Đương nhiên là không vui rồi, đồ ăn mà Viên Viên gọi toàn là đồ nhẹ đồ chay, chẳng đáng bao nhiêu tiền. Chỉ có đĩa thịt bò Diệp Phàm gọi là đắt một chút, còn lại toàn bộ xem ra chẳng đến 300 tệ. Thêm rượu Mao Đài nhiều một chút, khiến cô gái phục vụ khá mất hứng. Đồ ăn cũng khá ngon, có hương vị thanh nhẹ, còn rượu thì càng uống càng bực mình. Vốn không phải độ nồng khiết của rượu Mao Đài làm cho Diệp Phàm bực mà là cảm giác nhạt nhẽo. Chỉ hơi có vị rượu Mao Đài, còn thì nhạt tuẹt. Diệp Phàm uống được một ly liền nhăn nhó mặt mày. Sao vậy, có phải dạ dày lại khó chịu? Đấy anh xem, rõ là không thể uống rượu lại còn đòi uống. Bây giờ uống đến mức xảy ra chuyện rồi kìa. Kiều Viên Viên có chút đau lòng. Vội rằng lấy chai rượu Mao Đài, kiên quyết mạnh mẽ. Phục vụ đâu? Diệp Phàm đập bàn nói. Gọi phục vụ làm gì vậy? Xem cái điệu bộ như muốn ăn tươi nuốt sống người ta của anh kìa. Kiều Viên Viên tức giận, trách cứ nói. Rượu này có vấn đề, hình như là giả, rất nhạt. Diệp Phàm lắc đầu, giải thích với Kiều Viên Viên. Kiều Viên Viên vừa nghe, đưa chai rượu lên mũi ngửi thử. Mùi vị khiến cô nhíu mày. Đương nhiên cô không thể phân biệt thật giả. Hay bởi lâu rồi anh không uống rượu nên không thích ứng được không? Kiều Viên Viên có cách nghĩ của mình. Anh không dám tự nhận là tử quốc anh hùng, nhưng năng lực phân biệt rượu thì nắm trong tay. Diệp Phàm thản nhiên lắc đầu, vẻ càn rỡ khiến cho Kiều Viên Viên trợn mắt nói. Anh này, lại còn tử quốc anh hùng cơ đấy. Loại rượu Mao Đài này được ủ theo số năm, cũng không rẻ. Vừa nhìn chai rượu này là biết thời gian ủ cũng không phải ngắn. Một chai không dưới 300 tệ đó. Kiều Viên Viên tuy nói không thích uống rượu, nhưng không uống không có nghĩa là cô chưa từng nhìn qua. Trong nhà thường xuyên có người đưa rượu đến, nhìn thấy nhiều nên đương nhiên hiểu biết cũng không ít. Hả, rượu trắng mà cũng cần phải coi trọng vậy sao?
Diệp Phàm uống qua loại rượu Mao Đài này không ít, nhưng lại không hiểu những kỹ xảo phân biệt này. Vâng, rượu tính theo năm chính là chỉ thời gian được cất vào hầm. Ví dụ như rượu Mao Đài, thường có loại 15 năm, có loại 30 năm hay 50 năm. Thường thì số năm càng dài hương vị càng ngon, giá cả cũng càng cao. Kiều Viên Viên liếc mặt một cái, cũng không ra vẻ gì, thản nhiên nói. Bình rượu này em thấy đánh dấu 10 năm. Hả, e rằng không phải là 5-600 tệ rồi. 5-600 tệ, đắt vậy sao? Diệp Phàm cố ý hừ nói. Giá xuất xưởng hẳn là không đắt, nhiều nhất cũng chỉ 2-300 tệ. Tuy nhiên khi đã đưa về khách sạn, phải thêm phí phục vụ, dĩ nhiên đắt thêm nhiều lần. Trong lúc Kiều Viên Viên nói, cô phục vụ kia đã đi tới. Chương 924, có biết quán rượu này là nhà ai không? Phục vụ đâu, gọi ông chủ của cô đến đây, rượu có vấn đề. Diệp Phàm vừa đập bàn, hừ nói, trong lòng than thầm, khó lắm sau 10 ngày mới được ra ngoài, lại uống phải bình rượu giả, không tức mới lạ. Cho nên, giọng điệu không chút khách sáo. Xin chờ một chút. Nhân viên phục vụ mặt biến sắc, liếc nhìn Diệp Phàm rồi quay người đi vào, xem chừng nghĩ hắn là kẻ ăn quỵt. Thực ra, đây là vì Diệp Phàm cố ý muốn chỉnh đốn. Đã nghe nói Kiều Viên Viên này có gia thế khá lớn, nhưng chính hắn lại không biết đích xác là thế nào, cho nên muốn thử xem sức ảnh hưởng của cô ấy ở thủ đô đến đâu. Quán rượu này bề thế như vậy, cũng khá là có chất lượng, xem chừng danh tiếng cũng không vừa. Thường thì có thể mở cửa hàng ở thủ đô, nói không chừng phía sau phải có sự nâng đỡ của vụ trưởng của vụ nào đó. Ở thủ đô, cấp phòng nhiều như lá mùa thu, cấp cục không bằng con chó, cấp sở thì đầy đường. Quan chức cấp bộ mới được coi là quan lớn, cấp phó của quốc gia cũng không ít. Hơn nữa, rượu này cũng đúng là có vấn đề thật. Cho dù Kiều Viên Viên không thu hồi được thì dựa vào thân phận là người bệnh như mình, lại vừa mới lập công lớn, ít nhất Trấn Đông Hải cũng không mặc kệ. Tuy nói thủ đô là nơi ngọa hổ tàng long nhưng cũng không khiến cho Diệp Phàm sợ. Ai đang gây rối vậy? Lúc này một người thanh niên khá đẹp trai, trẻ tuổi và có vẻ tỉa tót đi đến, bước chân mạnh bạo. Thậm chí biểu hiện có chút vênh váo tự đắc. Gây rối, tôi không gây rối gì cả, chỉ là rượu ở đây có vấn đề thôi, chắc là rượu giả. Diệp Phàm gõ nhẹ xuống bàn, giáp tâm gây chuyện, đương nhiên là vì muốn kích động tên chủ quán. Vớ vẩn, rượu giả, có biết đây là đâu không? Quán rượu ảo vân, biết quán này là do ai mở không? Anh bạn ơi, muốn ăn quỵt thì cũng phải biết trái phải chút chứ. Tên chủ quán khinh thường liếc nhìn Diệp Phàm. Lúc nhìn thấy Kiều Viên Viên nho nhã thủy mị, lập tức đôi mắt tên chủ quán sáng lên một tia háo sắc. Không biết. Diệp Phàm lắc đầu như một thằng nhà quê, vẻ mặt giả bộ thật thà chất phác. Kiều Viên Viên ngồi bên cũng muốn bật cười. Nếu tên chủ quán ngạo mạn kia mà biết kẻ nhà quê này chính là người giết người không chớp mắt mà đến cả đội viên đặc chiến ngoại quốc cũng phải sợ, xem chừng cũng sớm bị dọa cho chạy mất dép từ lâu, còn dám ở đây khoe khoang. Ha ha. Đến việc quán rượu này là do thiếu gia cố của cố gia mở mà cũng không biết, đúng là có mắt mà không thấy Thái Sơn. Tên chủ quán suýt nữa trợn trừng mắt lên, hăng ninh hăng liếc nhìn Diệp Phàm. Thiếu gia cố, chưa từng nghe nói đến. Ở thôn tôi có ông đồ tể giết lợn họ cố, người trong thôn đều gọi ông ta là thiếu gia cố. Diệp Phàm mặt giả bộ thoải mái, lời nói thật thà chất phác. Kiều Viên Viên thiếu chút nữa cười phá lên, vội giơ tay lên che miệng. Cử chỉ này thật quyến rũ. Tên chủ quán vừa nhìn thấy, lập tức ngơ người, đưa mắt nhìn về phía bộ ngực Kiều Viên Viên, đột nhiên nháy mắt với một tên to lớn như tháp sắt phía sau. Tên này vừa nhìn thấy ông chủ ra hiệu, lập tức hiểu ý. Bước thẳng đến chỗ Diệp Phàm, giơ bàn tay to như quạt định bắt người. Thình thịch, một tiếng động to vang lên, tên người to lớn này đã bị Thường Thanh, vệ sĩ của Diệp Phàm đánh ngã xuống đất. Tiện chân đá thêm một cái khiến người kia phải nhe răng gọi mẹ. Đây là Thường Thanh còn nể tình, nếu không chỉ cần một đòn của cao thủ tam đẳng xem chừng tên người vạm vỡ này cũng bị đưa đi bệnh viện rồi. Đã đòi ăn quỵt rồi còn đánh người hung hăng, để tôi bắt các người lại rồi nói tiếp. Tên chủ quán gầm lên giận dữ, phía sau có một tên to lớn không kém tên trước tiến đến, chính là để tiếp đón Diệp Phàm. Tiếng chân đá nhau vang lên một tràng. Chưa động đến được một sợi lông của Diệp Phàm, năm thanh niên trai tráng đã bị hai vệ sĩ của Diệp Phàm là Thường Thanh và Lưu Binh vật ngã xuống đất. Tên chủ quán hơi trợn tròn mắt, xem ra đối thủ cũng không vừa,
chẳng lẽ là bọn người lưu manh ở nông thôn lên? Tên chủ quán không phải kẻ ngốc, một nữ nhân viên đã gọi điện thoại rồi. Không lâu sau có một đám người đến, trong tay cầm lủng lẳng những côn những kiếm bao vây Diệp Phàm, Kiều Viên Viên và hai người vệ sĩ. Diệp Phàm chậm rãi chọn đồ ăn chậm rãi nhai, giống vẻ như người đang nếm món ăn, hoàn toàn không để ý đến đám người đằng đằng sát khí bên cạnh. Về phần Kiều Viên Viên lại có chút nóng nảy, thấy tư thế của tên chủ quán, xem chừng là gọi thêm tiếp viện, vội vã lấy điện thoại ra, vài tiếng rồi buông xuống, nói với Diệp Phàm. Bỏ đi, chúng ta thanh toán rồi đi thôi, không ăn nữa. Muốn chạy hả, đàn ông có thể đi, phụ nữ thì ở lại. Ha ha, cứ tiếp ta một chầu trước rồi nói sau. Tên chủ quán hắng giọng cười nói, trong giọng nói đầy vẻ háo sắc, tiếc là không thể chạy đến ôm chầm lấy Kiều Viên Viên rồi có gì tính sau. Thực ra, Kiều Viên Viên cũng được gọi là đến mức hại nước hại dân, có thể so sánh với những mỹ nữ như Tây Thi, Ngọc Hoàn, là kiểu phụ nữ khiến đàn ông không thể cầm lòng. Chợt, tên chủ quán lập tức nắm lấy cổ tay kêu to. Không ngờ máu từ cổ tay chảy tràn ra. Còn bộ Yango, tự nhiên cũng rách toạc, dù sao cũng chỉ là vải dệt thôi chứ cũng không phải áo chống đạn. Có mắt như mù vậy hả? Người phụ nữ của tao mà mày cũng dám nghĩ đến hả? Diệp Phàm đột nhiên nổi giận đùng đùng, thản nhiên liếc mắt nhìn tên chủ quán, hừ nói. Lúc này hắn đã tự nhận Kiều Viên Viên là người của mình, làm sao có thể để cho người đàn ông khác có ý đồ gì? Có chuyện gì vậy? Phía sau vang lên một giọng nói trầm tĩnh. Diệp Phàm vừa nhìn, thấy một người đàn ông mặc toàn màu đen, trông có vẻ oai vệ, khá phong cách bước đến. Thiếu gia Cố, có người phá quán. Tên chủ quán tên Vân Lâm giơ cổ tay đầm đìa máu lên kêu to. Để tôi xem. Thiếu gia Cố nhíu mày, vén tay áo của em họ Chu Vân Lâm lên xem thử, chảy khá nhiều máu, quay đầu vội vàng chạy tới, dẫn theo người một người có mang hộp thuốc đến nói to. Bôi thuốc đi. Nếu có chuyện gì trước tiên hãy đưa đi bệnh viện đã. Người này làm việc chu đáo, giống một nhân vật, ở thủ đô mà được gọi là thiếu hẳn là gia thế cũng không phải tầm thường. Người nhà ít nhất phải có một người làm chức vụ trưởng trở lên. Nếu không cứ con trai của trưởng phòng là được gọi là thiếu thì thủ đô này e rằng đại thiếu gia nhiều như lá mùa thu. Diệp Phàm trong lòng âm thầm nghĩ, vẫn không để tâm đến việc chọn đồ ăn. Thiếu gia Cố lo xong việc kia mới liếc nhìn Diệp Phàm và Kiều Viên Viên, cũng hơi ngây người ra, rồi lấy lại bình tĩnh. Xem ra tố chất tâm lý tốt hơn Chu Vân Lâm kia rất nhiều. Xuống tay độc quá, bạn hữu, đến từ đâu vậy? Cố đại thiếu gia liếc nhìn Diệp Phàm, giọng điệu khá bình tĩnh, cũng không tức giận lắm, giống như đang tiếp khách ở nhà. Tuy nhiên nhìn từ trên cao xuống tư thế cũng không khiến người khác có thiện cảm. Nông dân. Diệp Phàm thản nhiên nói, có vẻ ngông nghênh. Hừ, Cố đại thiếu hừ lạnh một tiếng, hẳn là ở thủ đô này chưa từng có ai nói chuyện với mình kiểu đó, mặt lập tức trầm xuống. Tuy nhiên, Cố đại thiếu gia không ngu ngốc gì, có thể khoe khoang ra vẻ như vậy hẳn là người có gia thể không bình thường. Ít nhất một điểm, là mấy người này rất giỏi võ. Nghe anh ta hừ một tiếng như vậy, 7-8 tên lực lưỡng lại ra bao vây. Lưu Binh và Thường Thanh lạnh lùng nhìn đối phương, bắt tay lại đứng phía sau Diệp Phàm, nghiễm nhiên như hai vệ sĩ. Xem ra, người ta không chút sợ hãi. Các người còn chưa động thủ đi, đánh chết thằng rùa con khốn khiếp này đi. Chu Văn Lâm băng bó xong, hung hăng hướng về phía bốn người đang bao vây Diệp Phàm quát. Hừ, mày không muốn giữ lấy chân giò nữa hả? Diệp Phàm khẽ cười nhếch, Chu Văn Lâm như phải xả có điều kiện vội tránh ở phía sau thiếu gia Cố. Hơn nữa còn tiện tay cầm cái ghế lên chắn ở phía cổ tay. Thiếu gia Cố, chúng tôi tới trễ. Mấy cảnh sát dưới lầu rầm rầm đi lên, người đi đầu vóc dáng cao ráo mồ hôi đầy đầu. Vừa lau mồ hôi vừa nhìn thiếu gia Cố, lúc vừa nhìn thiếu gia Cố, lập tức cúi mình thấp vài cm, vẻ mặt cười nịnh, xem ra rất dụng công. Người này ba gạch, ba sao thượng tá có vẻ là cảnh sát cấp 1, chức vụ mà. Không phải trưởng phòng thì hẳn là phó phòng. Tương đương với chức của Lô Vĩ hiện nay. Thiếu gia Cố có thể gọi tới người có chức vụ như này, trong nhà hẳn ít nhất phải có một người làm đến chức phó giám đốc sở chống đỡ cho, xem ra cũng có chút oai phong. Diệp Phàm trong lòng khinh bỉ, thản nhiên không để ý. Thế thì chưa phải là quan lớn, bởi vì hôm qua vừa gặp được hai vị thượng tướng. Hơn nữa, Triệu Bảo Cương vẫn là ủy viên thường vụ Bộ Chính trị,
cho nên thằng nhãi này gan cũng to lên hẳn. Ừ, không sao. Thiếu gia Cố hừ một tiếng, cũng không có vẻ mặt thoải mái lắm trước mặt anh cảnh sát. Tưởng Phòng Bạch, anh xem, có người gây rối ở quán rượu chúng tôi. Chưa bàn đến chuyện ăn quỵt, còn đánh bị thương người khác, thật coi trời bằng vung. Lúc này, thiếu gia Cố giơ cổ tay của Chu Vân Lâm lên, tố cáo tội trạng. Thật to gan, dám ăn quỵt ở quán của thiếu gia Cố, ăn cơm quỵt lại còn đánh bị thương người ta. Để tôi đưa về từ từ thẩm vấn. Trưởng phòng Bạch hừ một tiếng lạnh lùng, chỉ trong nháy mắt, sáu cảnh sát đến quơ quơ còng tay tiến lên bắt người. Thiếu gia Cố không hé răng, như đang xem chuyện náo nhiệt. Lưu Minh và Thường Thanh vừa thấy liền tiến đến. Lui ra, tin là Viên Viên đã tìm ra cách giải quyết. Ha ha! Diệp Phàm tủm tỉm cười, căn bản không nhìn thấy sáu cái còng tay trước mặt. Viên Viên, em là người thủ đô, nơi này là địa bàn của em. Anh chỉ là nông dân, dù sao cũng không thể khiến cho thằng nhà quê này bị ức hiếp chứ. Lời Diệp Phàm vừa nói ra, suýt chút nữa làm Viên Viên nghẹn. Tuy nhiên, đừng nhìn vẻ mặt yếu đuối của cô ấy, thực ra, cũng khá thông minh, thậm chí có thể nói là giả dối. Thầm nghĩ anh đường đường là đại soái của tổ đặc nhiệm số 8. Tuy nói chỉ là một phó soái, tuy nhiên, lời đó mà dám nói ra cũng thật làm cho khối kẻ phải sợ hãi. Chỉ thấy miệng cô vừa cười nhạt, giả bộ nhu mìm nói. Anh là con trai mà. Ừ. Diệp Phàm vốn định nhân cơ hội thăm dò về thân phận của Viên Viên. Nào ngờ người ta phản công, ý là anh là đàn ông mà so đo gì với phụ nữ. Anh không bảo vệ cô gái của anh thì ai bảo vệ được, thật hổ danh nam nhỉ. Cho nên tự nhiên buồn bực trong lòng. Thằng nhãi này có chút huệ oải ngẩng đầu lên, liếc nhìn trưởng phòng Bạch, thản nhiên hỏi. Anh tên gì, người của phòng nào? Chương 925, cái để so sánh chính là thế lực. Thật ra, đương nhiên là hắn chẳng có gì phải sợ hãi cả. Có hai vệ sĩ cục cảnh vệ trung ương ở đây, khác gì có giấy chứng nhận đảm bảo. Xem ra những người cảnh sát này đều có thể đoán ra được người mà có hai vệ sĩ oai vệ như này là người có vị trí như nào. Không lẽ còn dám tự tìm phiền phức sao? Thấy vẻ mặt thản nhiên của Diệp Phàm, vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Trưởng phòng Bạch trong lòng căng thẳng, thầm nghĩ hẳn là không phải đã đá trúng tấm sắt chứ. Phải biết rằng làm cảnh sát ở thủ đô là điều khó nhất. Có lúc một người khách ăn vận như người bình thường, không chừng lại chính là trưởng phòng trưởng ban nào. Nếu làm không tốt tự mình còn phải chịu mặt cho mày xám. Bởi vì, phó ban hay trưởng ban đều là người cả thôi, cởi bỏ lớp vỏ quan đi thì cũng như nhau cả. Tuy nhiên, trưởng phòng Bạch vừa nghĩ tới gia thế Cố gia, lập tức lấy lại bình tĩnh. Thiếu gia Cố này vốn tên là Cố Hạo, cha là Cố Hoài Hưng, phó cục trưởng cục công an thành phố Bắc Kinh, cũng là cán bộ cấp phó giám đốc sở. Người này còn không khiến cho Bạch Trường Thủy phải ra sức nịnh bợ như vậy, chủ yếu là do nghe nói Cố Hạo và đại gia tộc Cố gia ở Bắc Kinh có quan hệ họ hàng. Người đại diện cho hệ nam viên của kinh phái chính là Cố Long Thiên, tư lệnh quân khu Liêu Thẩm, một trong 7 quân khu lớn của quốc gia, quân ủy viên, quân hàm thượng tướng. Nếu thật sự Cố Hạo có họ hàng với Cố gia, vậy chính là một cây nhỏ núp dưới bóng cây lớn. Tôi là Bạch Trường Thủy ở phòng công an phân khu Triều Dương. Các anh vô cớ gây chuyện, làm loạn việc kinh doanh của quán rượu, ăn cơm quỵt. Khả năng đổ tội của Bạch Trường Thủy phải nói là rất được, suýt nữa gán cho bọn Diệp Phàm tội ác tày trời. Còn lại, xem Bạch Trường Thủy diễn trò xong, thiếu gia Cố nhếch miệng mỉm cười hài lòng. Ha ha, anh Bạch à, cái tội trạng anh kể ra nghe mà làm người ta giật mình đấy. Chúng tôi chẳng phải chỉ là ăn cơm thôi sao, trong mắt anh là phạm vào tội giết người rồi. Diệp Phàm không động mí mắt, khả năng giữ bình tĩnh của hắn dạo này tiến bộ không ít, căn bản không nhìn thấy mấy chiếc còng số 8 trước mặt, trong lòng không chút lay động. Hai vệ sĩ như hổ rình mồi chằm chằm nhìn vào mấy đôi tay tra khảo, hừ nói. Ra tay đi! Ha ha ha! Thiếu gia Cố đột nhiên mỉm cười, hướng về phía Bạch Trường Thủy nói. Nhìn thấy chưa, người ta còn vênh váo hơn anh. Cái đạo lý gì đây? Dám bảo cảnh sát buông tay tra khảo, điều động. Trưởng phòng Bạch, có phải cảnh sát các anh? Chu Lâm Viên tự nhiên e sợ thiên hạ loạn, bỏ thêm dầu vào lửa. Đôi mắt lại liếc nhìn Kiều Viên Viên, lại đang nghĩ bậy gì trong đầu. Đến cả đôi mắt của thiếu gia Cố cũng lén lút liếc nhìn Kiều Viên Viên, những cái này không thể qua nổi đôi mắt cú vọ của Diệp Phàm. Thầm nghĩ,
hồng nhan là nguồn gốc của tai họa, mang phụ nữ quá đẹp bên mình thành quá khoe mẽ, muốn yên bình cũng khó. Đặc biệt là người có vẻ đẹp thuần khiết như Kiều Viên Viên, thân là tứ đẳng cao thủ, nhưng bề ngoài thì nhu mì yếu đuối. Đối với đàn ông mà nói, đây là vũ khí dễ đả thương nhất. Không nghe thấy gì sao, hừ. Bạch Trường Thủy không nhịn được, hừ một tiếng lạnh như băng hướng về phía anh cảnh sát. Mấy anh cảnh sát không chút do dự, chuẩn bị ra đòn. Tự nhiên hai vệ sĩ cũng trong tư thế sẵn sàng. À, sao lại là anh? Phía sau đột nhiên vọng đến giọng nói dễ nghe của một người phụ nữ. Thiếu gia Cố vừa quay đầu nhìn thấy, sắc mặt lập tức thay đổi. Diệp Phàm nhìn về phía giọng nói phát ra, sau khi hơi ngạc nhiên, liền nói. Sao lại không thể là tôi? Thầm nghĩ không ngờ lại gặp đại tiểu thư Tào Phi Nhi của Tào gia ở thủ đô. Lần trước Triệu Tứ dẫn theo Tào Phi Nhi, cũng họ Cố, còn một cô gái họ gì nữa cũng quên mất rồi, muốn chỉnh đốn mình. Kết quả bị mình làm ngã, cuối cùng say rượu ngủ lại tại quán. Tỉnh dậy không ngờ phát hiện ra mình cùng với Triệu Tứ và Tào Phi Nhi ba người nằm chung một giường. Hơn nữa, tối hôm đó, bác hai của Triệu Tứ là Triệu Quát lo cháu gái ở Thủy Châu không an toàn, còn nhờ hai nữ binh của báo săn đến bảo vệ. Cảnh tưởng chợt hiện lại trong mắt, may là hôm đó say quá, không có làm ra việc gì với ai cả. Bằng không còn phải đau đầu. Sau đó, anh Thiết còn muốn làm mối bị mình từ chối. Thảo nào, hóa ra cùng đi với Kiều đại công chúa của Kiều gia. Tào Phi Nhi nói giọng có chút chua ngoa, Diệp Phàm nghe không hiểu ra sao. Tuy nhiên nghe cô ấy nói vậy, Diệp Phàm rút cục tìm được chút manh mối, ít nhất Tào Phi Nhi cũng quen biết Kiều Viên Viên. Hơn nữa, gia thế Kiều Viên Viên hẳn là cũng khá có tiếng, nếu không, người cao ngạo như Tào Phi Nhi làm sao có thể thốt ra từ công chúa. Nếu phải gọi là công chúa thì phải là Tào Đại công chúa còn được. Hi hi, tôi nào dám xưng là công chúa, đặc biệt là trước mặt Phi Nhi cách cách. Kiều Viên Viên khẽ cười dịu dàng, tuy nhiên giọng điệu có chút không thiện ý, giữa hai cô gái hình như có chút vấn đề. Công chúa, cách cách đều gọi ra cả. Diệp Phàm thầm kêu khổ, phụ nữ vừa khai chiến, xui xẻo chắc chắn chút xuống đầu người đàn ông. Về phần thiếu gia Cố kia, sợ hãi đến xám ngắt cả mặt lại từ lâu. Cũng khó trách hắn, phải biết rằng Tào gia và Cố gia hai nhà là đứng đầu hệ Nam Viên của kinh phái. Cố gia chính là tư lệnh quân khu Liêu Thẩm, Cố Thiên, Tào gia chính là Tào Mộng Đức ông nội của Tào Phi Nhi, đương nhiệm chức chủ nhiệm bộ tổng chính trị quân khu. Hai vị đứng đầu có sức ảnh hưởng lớn tương đương nhau, đều là ủy viên quân ủy, quân hàm thượng tướng, chỉ có chức vị là khác nhau. Đương nhiên, theo sức ảnh hưởng mà nói, Tào Mộng Đức có oai hơn một chút. Mà phu nhân của Tống Sơ Kiệt, trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy tỉnh Nam Phúc, bà Tào Mai Phương chính là con gái của Tào Mộng Đức. Tống Trinh Giao gọi Tào Phi Nhi là chị họ. Tuy Cố Hạo cũng mang họ Cố, tuy nhiên cũng không phải có quan hệ thân thích trực tiếp với Cố gia ở thủ đô. Chỉ là có chút quan hệ với Cố Thiên Long, không phải là quá thân. Cố Hạo cũng từng đi theo cha là Cố Hoài Hưng tham gia hoạt động tiệc rượu gì đó của Cố gia. Bởi vì quan hệ của Cố gia và Tào gia khá tốt, cho nên lúc thấy Tào Phi Nhi cũng tới Cố gia, mà thiếu gia lớn nhà của Cố gia, Cố Tuấn Phi cũng có chút tình ý với Tào Phi Nhi. Lúc ấy Tào Phi Nhi vừa đến, Cố gia đối đãi với hắn đúng như hoàng tử. Cố Hạo lúc đó đứng lẫn trong đám đông, tuy nói cũng có phần cảm mến Tào Phi Nhi. Nhưng Cố Hạo biết thân biết phận, biết người ta Tào tiểu thư làm sao có thể nhìn đến mình, chỉ có thể giữ chút cảm xúc trong lòng. Vừa rồi thấy Tào Phi Nhi cùng Kiều Viên đấu khẩu, biết hôm nay chắc chắn đá trúng bảng sắt. Có lẽ gia thế của Kiều Viên Viên cũng không kém gì Tào gia. Hơn nữa, cậu thanh niên mặt dày bên cạnh hình như cũng có quen biết Tào Phi Nhi, lại cùng ngồi với Kiều Viên Viên. Hơn nữa, cậu thanh niên còn có cả hai người như vệ sĩ bên cạnh, hẳn là không tầm thường. Cố Hạo đã có thể khẳng định, người thanh niên này hẳn là thiếu gia ở thủ đô. Người có thể khiến cho hai cô gái đấu khẩu, hẳn cũng không thể là nhân vật bình thường. Dù hắn có là A Đẩu đi chăng nữa, người phụ nữ bên cạnh hắn cũng không phải người Cố Hạo có thể động đến. Lúc này, Cố Hạo hối hận đến mức muốn tự mình đạp chết cái thằng anh họ không biết thiệt hơn này. Quán rượu này là do Cố Hạo mở, bình thường đều giao cho anh họ Chu Vân Lâm quản lý. Người ta nói là rượu giả, vậy hẳn là do chính ông anh họ của mình lòng dạ hiểm độc muốn kiếm chắc chút tiền. Vì vài đồng tiền lẻ mà đắc tội với người có địa vị như thế, thằng ngốc cũng phải phân biệt được nặng nhẹ.
Kiều đại công chúa. Diệp Phàm cố ý nhắc lại, quay đầu về phía Kiều Viên Viên cười nói. Không thể ngờ ở nhà em được gọi là công chúa cơ đấy, hẳn là bố mẹ rất yêu thương em. Lời nói này có phần vang dội, đương nhiên cũng là nói cho Tào Phi Nhi nghe. Diệp Phàm nảy ra ý định, chính là muốn kích cho Tào Phi Nhi nói ra bí mật của Kiều Viên Viên. Đừng nghe Phi Nhi nói bậy, em nào dám xưng công chúa. Kiều Viên Viên mặt đỏ lên, vội phủ nhận. Có gì mà không dám thừa nhận vậy, Diệp Phàm hẳn còn chưa biết gia thế của cô. Đã được gọi là đại công chúa, chắc chắn sau này, cô hẳn sẽ có thêm người hầu. Hi hi, Tào Phi Nhi tùy tiện bật cười. Người hầu, cho đến bây giờ đều là tôi đi theo anh Diệp, có thể sai khiến được anh ấy, xem chừng đến cả Tào đại tiểu thư cũng không được. Kiều Viên Viên lắc lắc đầu, liếc nhìn Tào Phi Nhi. Giọng điệu tuy dịu dàng nhưng trong lời nói vô hình chung đưa Diệp Phàm lên một vị trí rất cao. Giống như chính mình là người hầu, hơn nữa lại có phần rất thân thiết. Làm gì mà làm, căn bản là quấy nhiễu thôi, hình như anh và em Thành. Diệp Phàm trong lòng không phải có ý gì, biết Kiều Viên Viên chính là đang phản kích Tào Phi Nhi, bản thân mình, một người vô can. Diệp Phàm giật mình, lập tức bộ dạng bất bình, nói. Tào Phi Nhi, lời này của cô có phần to tát quá. Gia thế như thế nào mà khiến tôi trở thành người hầu? Gia thế như thế nào? Ha ha! Tào Phi Nhi liếc nhìn Diệp Phàm và Kiều Viên Viên, thản nhiên châm chọc. Các người làm quan không phải thích nhất trên đầu có cái mũ rách sao? Cha của Kiều Viên Viên chính là người quản cái mũ đó. Diệp Phàm nghe xong, trong lòng tự dưng nghĩ ra, quản cái mũ trên đầu, khẳng định chính là ban tổ chức cán bộ. Chính phủ có hai bộ ngành, ủy ban kỷ luật lấy mất mũ, ban tổ chức cán bộ thì cấp mũ cho. Liệu có phải cha của Kiều Viên Viên là người của ban tổ chức cán bộ của thủ đô hay không? Không đúng, trưởng ban tổ chức cán bộ của Bắc Kinh cũng không có quyền quản việc quan chức của tỉnh Nam Phúc. Chẳng lẽ ban tổ chức cán bộ trung ương, cán bộ ban tổ chức trung ương, lại họ Kiều, vậy đáp án đã quá rõ ràng. Diệp Phàm dù đã luyện tập được tâm thế bình tĩnh nhưng cũng không khỏi có chút rối loạn, thiếu chút nữa kêu trời ơi. Trưởng ban tổ chức trung ương không phải là Kiều Viễn Sơn sao? Nghe nói năm nay vừa nhậm chức chưa được bao lâu. Đã biết được đáp án thì Diệp Phàm cũng không muốn kéo dài thời gian để hai cô gái ở cùng nhau nữa. Những tình huống như này, tốt nhất là mau chóng chuồn đi. Hắn chợt đứng dậy nói. Đi thôi, Viên Viên, chúng ta cũng ăn xong rồi, phải về thôi. Ừ, Kiều Viên Viên lúc này lại dịu dàng khiến người khác phải động lòng, giống như tiểu thư khuê ác, gật gật đầu đi phía sau Diệp Phàm. Đánh bị thương người ta rồi muốn đi là xong chuyện sao? Thiếu gia Cố đột nhiên ngẩng đầu, bởi vì anh ta phát hiện Tào Phi Nhi hình như không có qua lại với cậu thanh niên này. Mà quan hệ của Cố gia và Tào gia lại khá tốt, lúc này không tranh thủ thể hiện một chút thì còn chờ đến bao giờ? Đúng vậy, đánh người là phải bắt lại, ha ha. Một chàng cười quen thuộc của Tào Phi Nhi vang lên từ phía sau. Diệp Phàm vừa nghe, đầu chợt căng lên. Trong lòng thầm nghĩ sao lại gặp phải hung ôn thần như vậy. Chương 926, Triệu Tứ lại ra mặt. Hóa ra tối nay Tào Phi Nhi mời khách, có tứ tiểu thư Triệu Gia, Triệu Gia Trinh và một số nhân vật nổi tiếng ở thủ đô khác. Vừa rồi Tào Phi Nhi có việc xuống lầu, vừa đúng lúc nhìn thấy Diệp Phàm cho nên nhất thời tranh luận quên cả khách khứa ở phòng riêng trên lầu. Triệu Gia Trinh có chút không kiên nhẫn. Không ngờ ở trên nghe thấy tiếng Diệp Phàm và Tào Phi Nhi nên cũng xuống góp vui. Vừa thấy Triệu Giai Trinh đến, Cố thiếu gia còn to đầu hơn. Triệu Giai Trinh hình như gia thế còn lớn hơn, là con gái thứ tư của Triệu gia, khó có tiếng trong vòng tròn quyền lực của thủ đô. Cố thiếu gia đương nhiên không có tư cách quen biết cô ấy, cũng là do ở bên cạnh Cố gia nên mới biết được thông tin này. Triệu Giai Trinh, khỉ thật, đúng là ý trời. Lẽ nào lại muốn chúng ta chơi trò nhất long nhị phượng? Có vẻ còn chưa dừng lại ở đó, thêm Kiều Viên Viên nữa, Thành Tam Phượng. Diệp Phàm trong lòng rung động, lén liếc nhìn Kiều Viên Viên, phát hiện ba người so với nhau, từ những nét đẹp tinh tế trên khuôn mặt thì thấy, Kiều Viên Viên đúng là đứng đầu. Kiều Viên Viên xem chừng hiện tại là người đẹp nhất mình từng gặp và có thể sánh với Phượng Khuynh Thành của Phượng gia. Kiều Viên tính tình có khuynh hướng dịu dàng, hiểu biết, tốt tính lại hiểu lòng người. Phượng Khuynh Thành dù chỉ gặp một lần, nhưng lại đem đến cho người ta cảm giác có chút xảo quyệt, coi thường tất cả, căn bản là một cô bé kiêu căng không hiểu biết. Kém hơn Lan Điền Trúc,
Tống Trinh Giao, Ngọc Kiều, Triệu Gia Trinh một chút, nhưng cũng xem như là tương đương. Chỉ là kém một chút, cũng không phải cách xa quá, dù sao thì mỗi cô cũng đẹp một vẻ. Thằng nhóc này thầm nghĩ lại lén liếc nhìn Triệu Gia Trinh có chút chột dạ xem ra chuyện của mình tối hôm đó cô bé Triệu Gia Trinh đã biết được từ bác cô ấy. Hóa ra là Triệu Gia Trinh, lâu lắm rồi không gặp. Em lại đây. Diệp Phàm vẫy cô bé. Làm gì? Triệu Gia Trinh dù miệng bất mãn hừ một tiếng, nhưng lại thấy tò mò nên vẫn bước đến. Em uống thử một ngụm xem, rượu Mao Đài này có phải là có vấn đề không? Diệp Phàm đưa bình rượu qua. Ý gì vậy? Triệu Gia Trinh lắc đầu. Ha ha, ý gì? Cái này phải hỏi ông chủ Cố. Diệp Phàm liếc Cố Hạo. Cố Hạo mặt hơi biến sắc, trừng trừng nhìn anh họ Chu Vân Lâm. Thằng nhãi này lập tức có chút chột dạ. Triệu tiểu thư thấy vậy liền hiểu ra, khẳng định là rượu này có vấn đề, chợt cười nói. Em thử xem. Cầm bình rượu giả bộ rót ra, bất ngờ xoảng một tiếng, bình rượu rơi vỡ tan, vị nhàn nhạt của rượu Mao Đài tan ra. Xin lỗi, em không cầm chắc. Triệu Gia Trinh khẽ liếc Tiểu Diệp, hắn giận đến nỗi mặt tái mét, biết chắc chắn là Triệu Gia Trinh cố ý. Bây giờ không còn bằng chứng, chẳng phải mình đuối lý sao? Cố Thiếu Gia và Chu Vân Lâm nhìn nhau, mặt giãn ra. Biết được Triệu Tiểu Thư đối phó với tên nhóc trước mặt. Bây giờ không còn chứng cứ nữa, tốt quá rồi. Anh Diệp, ở đây còn nửa chén, vừa rồi anh uống không hết. Lúc này Kiều Viên Viên lấy nửa chén rượu bên cạnh đĩa thức ăn. Mặt Cố Thiếu Gia và Chu Vân Lâm lập tức nhăn lại, không thể ngờ vẫn còn cái đuôi này. Triệu Tiểu Thư và Tào Phi Nhi tự nhiên sắc mặt hơi khó coi. Vốn âm mưu muốn chơi trả thù Diệp Phàm chuyên xấu hổ tối hôm đó, đặc biệt là Triệu Gia Trinh, sau khi biết được mình và Tào Phi Nhi hai người cùng ngủ cả đêm, bây giờ lại thấy Kiều Viên Viên thân mật với Diệp Phàm, trong lòng càng thêm bực bội. Tuy nhiên, tính chưa hết, không ngờ bị Kiều Viên Viên phá hoại chuyện tốt. Ông chủ Cố, có cần đem rượu này đi xét nghiệm thử xem? Diệp Phàm thản nhiên hỏi, liếc mắt khen ngợi Kiều Viên Viên. Cô ấy lập tức cười đáp lại. Trong lòng hai người đều thấy rung động, như kiểu tình trong như đã mặt ngoài còn e. Bữa cơm hôm nay xem như Cố Hạo tôi mời. Cố Thiếu Gia vứt bỏ sĩ diện nói, chính là tự nhận mình thua. Ha ha! Diệp Phàm cười hai tiếng, quay đầu thong dong bước xuống lầu. Cố công tử, nếu rượu này uống vào có vấn đề gì, chúng tôi sẽ tìm anh. Hừ! Lưu Bình trừng mắt nhìn Chu Vân Lâm và Cố Thiếu Gia, lớn tiếng hừ nói. Chẳng giữ chút thể diện nào cho bọn họ. Anh là ai mà dám ra vẻ thế, đây là thủ đô. Trưởng phòng Bạch cảm thấy có chút mất mặt, hôm nay phải vì Cố Thiếu Gia mà ra mặt, vậy về sau Cố Thiếu Gia trách tội, việc mình năm nay được đề bạt trưởng phòng sẽ tiêu tan. Cô gái bên cạnh người thanh niên đó mình không thể trêu vào, nhưng hai tên vệ sĩ này cũng dám vênh váo. Kẻ sĩ không thể chịu nhục. Ai vậy, có quan hệ gì với anh? Hừ. Lưu Bình có thể vào cục cảnh vệ trung ương cũng là người khá hoành tráng. Chưa từng gặp phải kiểu chút giận này của cảnh sát, tự nhiên cũng rất hung hăng. Thấy Diệp Phàm phản đối, đương nhiên cũng muốn đòi chút công bằng cho ông chủ tạm thời. Mời đưa ra chứng minh thư, tôi nghi ngờ anh là người lai lịch không rõ ràng. Tôi là Bạch Trường Thủy của phòng công an Triều Dương. Bạch Trường đột nhiên vênh vào tiến tới, là do sự cổ vũ của Cố Thiếu Gia. Bởi vì... anh ta phát hiện không những Cố Thiếu Gia cổ vũ mình mà cả Tào Phi Nhi và Triệu Gia Kỳ mặt trông cũng muốn vậy, thậm chí còn giật giật lên một cách hiềm nghi. Có sự chống đỡ của hai đại tiểu thư rồi còn sợ gì nữa? Muốn kiểm tra chứng minh thư phải không? Anh lại đây. Thường Thanh cười bí hiểm, để Bạch Trường Thủy giơ tay ra, liền nhẹ nhàng đặt giấy chứng nhận của cục cảnh vệ vào tay anh ta, cười nói. Nhìn kỹ, cho rõ ràng, đừng hoa mắt. Lúc nhìn qua mấy chữ đó, tay Bạch Trường Thủy thấy như bị bỏng, cầm không chắc, vội trả lại Thường Thanh. Mặt Bạch Trường Thủy đổi màu tái như gan lợn. Thường Thanh áp mặt vào tay Bạch Trường Thủy nói thầm một câu gì đó, chỉ thấy Bạch Trường Thủy gật đầu liên tục trông như gà mổ thóc. Diệp Phàm thản nhiên cười, biết Thường Thanh hẳn là đang giao phó cho Bạch Trường Thủy giữ bí mật, thong dong xuống lầu, để lại một nhóm người mắt trợn tròn mồm há hốc. Trưởng phòng Bạch, làm gì vậy? Cố Thiếu Gia có chút bất mãn. Không ngờ bác Trường Thủy này lại làm mất mặt mình như vậy, chưa được sự đồng ý của mình đã thả cho đi. Rất xin lỗi Cố Thiếu Gia, tôi phải đi đây. Bạch Trường Thủy không giải thích, cổ co lại tay vung lên,
mang theo nhóm cảnh sát vội vàng đi. Đi ra khỏi quán rượu mới dám lấy giấy ra lau trán, thầm nghĩ, thiếu chút nữa gặp đại họa. Cục cảnh vệ bảo vệ những nhân vật như thế nào chứ? Người này trẻ tuổi như vậy, mình xem chừng cũng không có nhiều mánh lới. Tuy nhiên, gia thế của hắn hẳn là rất có sức ảnh hưởng, có thể điều động cả người của cục cảnh vệ, hẳn là thuộc cấp cao nào chứ? Bạch Trường Thủy càng lo lắng, lắc đầu không dám nghĩ tiếp, thấy cả chân mình cũng nhũn cả ra. Thủ trưởng, người đó làm gì vậy, trông hoành tráng thế. Một cảnh sát đi sau tò mò không nhịn được, hơn nữa bình thường quan hệ với Bạch Trường Thủy cũng tốt nên hỏi. Điều không nên hỏi thì đừng hỏi, hiểu không? Đồ ngu! Bạch Trường Thủy phát hỏa, đá một cái vào mông anh cảnh sát. Bình thường vốn là người đi theo mình nhưng hôm nay thành nơi chút giận. Nghe nói Bạch Trường Thủy sau khi về nhà vội kêu vợ làm bột chân châu để đỡ sợ, thần hồn nát thần tính mãi, qua một tuần không thấy ai đến tính sổ mới bình tĩnh lại. Tuy nhiên, cố thiếu gia có hỏi người thanh niên hôm đó đã nói gì thì anh ta cứ lắc đầu tuyệt đối không hé răng. Sau đó cố Hạo tức giận, gọi bố hắn đến, chính là phó cục trưởng cố của cục công an thành phố Bắc Kinh. Ông ấy là người liên quan đến việc đề bạt Bạch Trường Thủy, tuy nhiên anh ta vẫn không muốn nói. Sau đó vì bị ép quá cuối cùng tên nhãi này dùng cách khác, giơ hai đầu ngón tay cái hướng về phía Trung Nam Hải, phó cục trưởng cố cũng không ngu, mặt lập tức hơi biến sắc. Về phần thằng con cố Hạo, tự nhiên bị bắt đi dạy dỗ cho một bài. Viên Viên, được lắm, mới ít tuổi đã đạt đến tứ đẳng, anh rất ngạc nhiên về sư phụ của em. Hẳn là một đại sư cấp 1. Diệp Phàm nằm trên giường bệnh thuận miệng hỏi. Ôi, thật ra em đâu đã được tứ đẳng, chỉ tam đẳng thôi. Vì sao họ phải định cho em là tứ đẳng, chính bởi vì em có vũ khí bí mật khá lớn. Hơn nữa có vũ khí này em có thể đạt tới tứ đẳng. Kiều Viên Viên thuận miệng nói, nhìn vẻ hơi tò mò của Diệp Phàm biết thằng nhãi này cũng muốn xem vũ khí bí mật đó của mình. Cô ấy chợt hơi tiếc nói. Đồ vật đó gọi là chùy lưu tinh, phía trước là hình một chiếc chuông nhỏ, cũng không lớn, nhỏ như ngón út, có một sợi dây nhỏ nối thành chuỗi. Điểm lạ chính là ở cái dây nhỏ. Bình thường quấn được vài vòng trong tay, nhìn qua không dài không thô, giống vòng tay. Nhưng khi dùng hết sức mạnh có thể tung ra xa tới 70-80 mét. Vậy chẳng phải trong phạm vi 70-80 mét đều là đối tượng tấn công sao, thảo nào, thật sự rất lợi hại. Diệp Phàm giật mình, nếu đem cây phi đao của mình đặt với sợi dây này chẳng phải thu phát tự nhiên sao? Tuy nhiên, lần trước đi đến xã Ưng Đảo, lưu tinh chùy của em hỏng rồi, giống như mất linh. Kiều Viên Viên có chút ủ rũ, chớp chớp hàng lòng mi đẹp, chợt nói thêm. Dù sao cũng không sao cả, bây giờ cũng không dùng đến nữa, tuy nhiên thứ này là sư phụ của em cho. Vậy bảo sư phụ của em sửa cho, nói không chừng có thể thành. Diệp Phàm nói. Sư phụ của em, đã 5 năm nay em không gặp lại, ôi, có lẽ, không nói nữa. Kiều Viên Viên chợt ưu tư. Sư phụ của em chắc không sao đâu. Những cao nhân kiểu như sư phụ em đều thuộc loại ẩn sĩ, họ thích đi đây đó. Sư phụ của anh cũng thế, trông giống đạo sĩ, cũng 2 năm rồi anh chưa gặp lại. Có lẽ ra nước ngoài du lịch rồi. Diệp Phàm nghĩ tới sư phụ phí, cũng trở nên thâm trầm. Có lẽ là vậy, sư phụ của anh hẳn là cao thủ. Kiều Viên Viên rất tự nhiên, đặt tay vào lòng bàn tay của Diệp Phàm. Như tạm thời coi Diệp Phàm là sư phụ, cô ân cần an ủi. Ha ha! Diệp Phàm tự nhiên không nói nữa. Thầm nghĩ mọi người đều cho rằng sư phụ mình là một siêu cao thủ, thực ra ông ấy chỉ là một tay tứ đẳng kém cỏi. Nếu nói ra hẳn phải chấn động đến rơi cả răng hàm. Vì thế cười gượng không đáp, vuốt ve bàn tay trắng nõn nà của Viên Viên. Chương 927, thăng chức rồi. Kỳ thực, khi còn nhỏ tôi cũng không thích luyện công. Khi đó sức khỏe rất yếu, có lần mẹ tôi dẫn tôi đi đến một am ni cô. Một ni cô vừa ý tôi, nói là có thể luyện cho tôi thân thể cường tráng được. Mẹ tôi cứ luôn lo âu, vì vậy cho phép. Không thể ngờ được rằng vừa luyện thì đã 8 năm rồi, cho đến khi 16 tuổi sư phụ tôi nói là muốn đi ra ngoài ngao du, đến bây giờ cũng chưa trở về. Kỳ thực, cấp bậc của sư phụ tôi cũng không cao, khoảng cấp bậc 4, chính sư phụ tôi nói với tôi, nói là xương cốt tôi không tốt, cũng không đạt được bao nhiêu thành tựu. Dù sao thì hiện tại cũng đã nhìn thấu thế tục, cũng không sao cả. Kiều Viên Viên nói chuyện, sắc mặt có chút hơi đỏ hồng lên,
bất động thanh sắc rút vội tay ra từ trong bàn tay heo của tên Diệp Phàm. Tuy nhiên, tôi cảm thấy sư phụ tôi có bí mật. Bí mật? Diệp Phàm bắt đầu có hứng, cái bí mật của người xuất gia vẫn là rất thú vị. Diệp Phàm thầm nghĩ mình có phải là có chút gì đó bói toán rồi, người ta nói đàn bà thích bói toán, xem ra đàn ông cũng chẳng khác là bao. Tôi thường nhìn thấy sư phụ ngẩn ngơ bên một bức chân dung, bên trong bức tranh vẽ là một người đàn ông, trên mình mặc cái áo dài màu xanh, là loại người thời xưa mặc. Khuôn mặt dài ốm, tuy nhiên, nhìn kỹ ra thì cũng rất anh tuấn. Có một lần tôi nghe lén từ sau sư phụ nói. Phương Thành ơi là Phương Thành, ông thật nhẫn tâm. Khẩu khí của Kiều Viên Viên thật giống với sư phụ của cô ta, vẻ mặt ưu oán, sau khi nói xong còn lơ đãng liếc nhìn Diệp Phàm một cái, tên này lập tức cảm thấy sau lưng có chút lạnh cả người, làm sao cảm nhận hình như Kiều Viên Viên mượn đề tài để nói chuyện của mình, giống như là đang gọi mình vậy. Ôi, phỏng chừng cái ông Phương Thành kia là người đó của sư phụ cô. Diệp Phàm thở dài một hơi, nói. Tôi cũng cho là như vậy. Kiều Viên Viên có chút đau lòng. Trong khoang mắt kia như có hơi sương bao quanh. Họ tên ở nhà của sư phụ cô gọi là gì? Diệp Phàm hỏi, nhìn thấy Kiều Viên Viên tỏ vẻ không hài lòng, đi hỏi họ tên ở nhà của người tu hành, quả thực có chút không được phải phép cho lắm, Diệp Phàm vội vàng giải thích. Tôi có ý tốt thôi, nếu như sư phụ cô đã có sự oán hận cái người có tên gọi là Phương Thành gì đó, nói không chừng có khi gặp may gặp được người như thế thì cũng có thể chào hỏi một tiếng. Theo phỏng đoán của tôi, sư phụ cô ắt hẳn là đi tìm Phương Thành kia rồi. Có thể, sư phụ gọi Tô Lưu Phương, kỳ thực sư phụ không xuống tóc, phỏng chừng là để tóc tu hành. Có lẽ bà ấy không quên được người đó. Kiều Viên Viên sau khi nói xong lướt nhìn Diệp Phàm, làm cho hắn cảm thấy luôn không được thoải mái. Tôi nhớ rồi, nếu như có cơ hội tôi sẽ đi điều tra. Diệp Phàm gật gật đầu, vội vàng ngắt lời. Lúc này có tiếng gõ cửa truyền đến. Kiều Viên Viên mở cửa ra, người có thể gõ cửa phòng bệnh Diệp Phàm ngoài bác sĩ y tá ra, những người khác nhất định phải có giấy thông hành đỏ. Khuôn mặt Thiết Chiên Hùng gầy đi rất nhiều, ngồi trên xe lăn, là Lang Phá Thiên đẩy ông ta vào. Liếc nhìn Kiều Viên Viên một cái, đoàn trưởng Thiết cười nói. Vẫn là chú em phóng khoáng, tự nhiên, ở một lầu, chữa bệnh ở đây không những ở biệt thự, còn có tiểu mỹ nữ bầu bạn, ôi, lão Lang, chúng ta không có được sự đãi ngộ như vậy. Đúng là che già măng mọc mà. Ừ, người ta giết người nhiều. Lang Phá Thiên phun ra một câu cứng nhắc như vậy, thiếu chút nữa làm Diệp Phàm mắc nghẹn. Khuôn mặt Kiều Viên Viên suýt chút nữa đỏ hồng lên, hái Diệp Phàm một cái rồi lui đi ra ngoài. Ông em, tiến triển cũng nhanh đấy chứ khi nào thì quyến rũ được với cô y tá này, ha ha ha. Thiết Chiên Hùng thoải mái mỉm cười. Anh Thiết, anh cũng giễu cợt tôi à, biết cô ấy là y tá rồi còn nói. Diệp Phàm dứt khoát giả bộ ngốc nghếch, phỏng chừng việc của Kiều Viên Viên Thiết Chiêm Hùng và Lang Phá Thiên cũng không biết. Nói ra cũng là bình thường thôi, bởi vì Kiều Viên Viên không phải nhân viên tổ đặc nhiệm A, lần này cũng là vì cô biết về y thuật, hơn nữa còn có chút quyền cước công phu mới được tạm thời trọng dụng. Hơn nữa, cho dù là Lang Phá Thiên và Thiết Chiêm Hùng chỉ quản 1/3 việc của mình, các đội viên của tổ khác họ cũng chưa chắc biết được. Muốn biết toàn bộ. Ngoài tổ nhân sự ra các tổ khác đều không có tư liệu đầy đủ của nhân viên. Được rồi, không nói nữa. Chú em, tình trạng vết thương không sao chứ? Thiết Chiêm Hùng vẫy vẫy tay, hỏi một cách thân thiết. Cơ bản là tốt rồi, tôi đã yêu cầu được xuất viện, tuy nhiên chủ tịch thị trấn nói là 3 ngày nữa mới cho tôi xuất viện. Vẻ mặt Diệp Phàm buồn bực, cái này, không có chuyện gì mà ở lại bệnh viện chơi thật quả là việc chẳng có hứng thú gì hết. Tuy rằng có mỹ nhân bầu bạn, nhưng lại chỉ có thể ngắm nhìn không thể, sơi, hơn nữa, phỏng chừng ma xuyên cũng sắp sôi sùng sục lên rồi, mình không ở đó, ai biết những người như Vì Bất Lý, Thiết Đông sẽ làm ra những việc huyễn hoặc gì. Nghỉ ngơi thêm vài ngày đi, người ta thường nói sức khỏe là quan trọng nhất, có tiền mà không có sức khỏe thì có tác dụng gì chứ. Thiết Chiêm Hùng cười nói, Lang Phá Thiên rất ít nói chuyện, nhấc một cái ghế đến ngồi bên làm khán giả, tính cách của anh ta là như vậy. Tôi cũng muốn, tuy nhiên việc của ma xuyên quá nhiều, đợi không được. Diệp Phàm chua xót lắc lắc đầu. Ôi, chú em chính là một sợi dây gân, mặc lên bộ da hổ thì có gì không tốt, thêm tự tại tiêu dao. Cậu xem lão Lang, khoác lên mình chiếc áo khoác ngoài của cục trưởng cục cảnh vệ văn phòng trung ương, ngay cả da hổ cũng không cần khoác lên,
đi ngang dọc ở cái thủ đô này cũng không có ai dám nhảy ra chỉ trích. Thiết Chiêm Hùng lại đem Lang Phá Thiên ra nói chuyện. Lão Thiết, ông đâu phải là con cua. Lang Phá Thiên khó lắm mới lộ ra chút nụ cười, chợt nhăn cứng lại rồi. Ôi, tôi đâu có dám so với lão lang kia chứ, hai vị đứng ngoài cửa kia chắc là thủ hạ của ông ta, bảng hiệu cục cảnh vệ trung ương của người ta vừa sáng lên, rõ ràng đem danh tính một trưởng phòng phân cục công an thủ đô Triều Dương dọa cho đổ mồ hôi đầy người chẳng chơi. Diệp Phàm thuận miệng trêu cười, góp thêm niềm vui vào. Có việc gì thế? Lang Phá Thiên hỏi. Diệp Phàm đem những trò hề ở lầu ảo Vân góp nhặt lại nói ra một lượt. Cái này chính là sở trường của lão lang. Anh muốn à, hai tên cảnh vệ đương nhiên không thể dọa chết người, phỏng chừng cái tên bạch trưởng phòng kia đem ông chủ cậu xưng là ông đại thần gì đó. Thiết Chiêm Hùng nói. Cáo mượn oai hùng một phen, khi nào lại đến thủ đô, hỏi lão lang mượn hai tên lính đi kéo gió một phen. Ha ha ha, xem ai dám đến trêu ghẹo mình. Diệp Phàm đắc ý, cười nói. Không được, chúng tôi có kỷ luật, đâu có thể tùy tiện phái người đi, cái anh này, là thủ trưởng giao phó. Vì vậy, tôi chỉ có thể chấp hành, nếu không, ngay cả tôi cũng không thể tự ý phái người đi, hơn nữa, cũng không có ai có thể phái. Chỉ là mấy tên đội viên của cục nội vệ, có lúc không đủ bố trí, còn phải tăng ca thêm giờ, mệt đến chết được. Lang Phá Thiên nói năng thận trọng, nói thẳng. Anh Thiết, anh có dự định gì không? Diệp Phàm lại bắt đầu quan tâm. Còn có dự tính gì nữa, lần này may mắn nhặt lại cái mạng về, tổ đặc nhiệm A là không thể trơ mặt ra, tuy rằng mọi người không đuổi tôi đi, nhưng tôi biết, không thể kéo dài gây mệt mỏi cho người khác. Sức khỏe này của tôi vẫn không có việc gì, chỉ là cấp bậc phỏng chừng chỉ ở ngưỡng 3. Tổ A chúng ta không nuôi người nhàn rỗi. Thiết Chiêm Hùng cũng nghĩ thoáng chút rồi, một tia sáng chợt lóe lên trong mắt rồi vụt tắt. Thế chuẩn bị đi nơi nào? Diệp Phàm hỏi. Quân khu tỉnh, phó tư lệnh viên của đại quân khu, hoặc là khu phòng bị, an ninh quốc gia cũng được, do tôi chọn, thủ trưởng đối với tôi cũng không tồi chút nào, nhiều phòng ban mạnh như vậy đều do tôi chọn. Thiết Chiêm Hùng cười cười. Đến an ninh quốc gia không bằng đến sở công an, tư lệnh quân khu tỉnh đều là quân cấp, thường đều là ủy viên thường vụ tỉnh ủy. Kỳ thực trên tại địa phương, giám đốc sở công an kiêm bơ chủ nhiệm ủy ban chính trị pháp luật. Quyền lực có thể lớn hơn nhiều so với tư lệnh quân khu. Anh Thiết thử đòi khẩu vị xem sao, khoác lên mình bộ quân phục cảnh sát thử xem. Diệp Phàm cười ha ha đưa ra cái biện pháp tồi. Kỳ thực, thằng nhãi này đương nhiên là có tính toán nhỏ. Sở công an, chủ nhiệm ủy ban chính trị pháp luật, hình như cũng không tồi. Thiết Chiêm Hùng cười cười, liếc Diệp Phàm một cái, dường như sớm đã nhìn thấu rõ được một chút mánh lưới của tên nhóc này rồi, cũng không nói phá. Ừ, đi Nam Phúc được rồi, cũng có thể giúp đỡ được huynh đệ Diệp Phàm một chút. Lang Phá Thiên rất thẳng thắn, không biết lắc léo, nói tống thẳng ra. Hi hi, sự tính toán nhỏ này của thằng nhóc Diệp Phàm đã bị người ta nhìn thấu, đành phải cười gượng không nói để che đậy sự ngượng nghịu. Lão Lang, đem cái chén đến đây, chúng ta làm vài chén, chúc mừng chú em Diệp thăng chức một chút. Thiết Chiêm Hùng không ngờ lại lôi ra một chai Mao Đai từ trong ghế. Đương nhiên là lén lút mang đến. Cái loại người như Thiết Chiêm Hùng, lại thêm Lang Phá Thiên nữa, bọn nội vệ canh cửa đương nhiên là không dám lục soát rồi. Lang Phá Thiên hơi ngạc nhiên, cười cười tự mình rửa ly. Uống vài chén, chỉ là vì sự thăng chức này tôi thật không hiểu lắm. Diệp Phàm thật sự không hiểu những điều này lắm. Ha ha ha, chú em, lần này ông em lập công lớn rồi, giết được 10 tên ngoại quốc hóa, phải biết rằng, bọn họ đều là cao thủ. Tôi với lão lang liều cả mạng, cả người đầy thương tích cũng chỉ giết được 2 tên. Ông em đây lợi hại lắm, lão lang nói vị trí, sát thần, này phải nhường lại cho ông em rồi. Thiết Chiêm Hùng cười nói, đối với việc Diệp Phàm đoạt thiên thạch ngoài bầu trời về phỏng chừng cũng không biết, chiến công nói đến chỉ là việc giết chết những đội viên đặc chiến ngoại quốc. Ha ha, số đỏ thôi, lúc đó cho rằng độc rắn phát tác sẽ phải chết mất, dù sao cũng làm rồi, bắt được người thì giết. Diệp Phàm khiêm tốn nói, ba người rót đầy cạn chung ly. Tam lang kể rất hay, nên giết, mẹ kiếp, chúng tôi mất đi 5 anh em, bị trọng thương rời khỏi tổ đặc nhiệm A cũng có vài người, giết hết mới xả hết hận được. Trong ánh mắt Lang Phá Thiên lộ ra một tia hung dữ, cả căn phòng bệnh đều có chút u ám, hình như trong chốc lát như đi lạc vào điện Diêm La. Tổng bộ sẽ thưởng cho cậu,
lần này được đề lên chức đại tá là không thể thiếu rồi. Vốn dĩ nghe nói thủ trưởng muốn cho cậu lên chức tướng quân, chỉ là tuổi tác của cậu quả thật không thích hợp, tướng quân 21 tuổi, cái này cũng quá chi là nghịch trời rồi. Hơn nữa, tổ đặc nhiệm A trong chốc lát không thể có nhiều tướng quân như vậy được. Đợi qua vài năm, ông em đây nhất định sẽ làm chức tướng quân chắc rồi. Thiết Chiêm Hùng tươi cười nét mặt, rất vui vẻ. Đủ rồi, có được chức đại tá thì tôi đây đã cười banh miệng ra rồi, còn muốn nào là tướng quân gì nữa. Diệp Phàm hiện tại rất vui vẻ, có thể làm đại tá cũng coi như là không tồi chút nào rồi. Nghe nói nhiều cán bộ cấp sư của quân tôi đều là cấp bậc đại tá, sư trưởng thiếu tướng là cấp bậc đặc biệt nhỏ, so sánh với chính phủ, không khác là mấy chính là quan lớn cấp sở. Không thể tưởng được trong chính phủ chỉ là trưởng phòng, chiếc mũ quan trong giới quân ngũ lại chạy ngay đến trước mặt rồi. Hừ, tuy nhiên, đoàn trưởng Thiết vừa đi, trong nội bộ đội báo săn tổ nòng cốt thứ 8 này giống như rắn mất đầu vậy. Chiến đấu lần trước, tổ nòng cốt thứ 8 vì là tổ công kích, cho nên tổn thất rất là thê thảm. Trong phút mấu chốt quan trọng này không có thống soái, thủ trưởng có thể có quyền to rồi. Vẻ mặt Lang Phá Thiên rất là trang nghiêm, nói xong lướt nhìn Diệp Phàm một cái, lại nói. Nếu như ông em Diệp muốn lăn lộn trong quân giới, phỏng chừng xác suất ngồi lên được cái vị trí đó tương đối lớn. Tôi nói lão lang, ông không phải là bị thủ trưởng gạt đến đây làm thuyết khách đó chứ. Diệp Phàm có ý phiếm chỉ, cái sắc mặc màu đen khỏe mạnh kia của Lang Phá Thiên cũng lộ ra hơi ửng hồng lên, phỏng chừng là bị Diệp Phàm đoán trúng mục đích rồi. Thiết Chiêm Hùng cười gượng đệm nói vào. Kỳ thực ông em Diệp, đến tổ nòng cốt thứ 8 làm đại soái thì có gì không tốt, so với cái chủ tịch huyện Ma Xuyên gì đó còn vẻ vang hơn nhiều. Tôi rốt cuộc đã hiểu rồi, hai vị đều là đến đây làm thuyết khách, ha ha. Diệp Phàm cười gượng trả lời. Chương 928, thăng lên chức phó trưởng ban bộ quân vụ. Ôi, tôi không yên tâm lắm về tổ nòng cốt thứ 8, cho dù là chuyên nghiệp, tôi cũng sẽ ở lại Nam Phúc. Tuy nhiên, chú em Diệp không thích cũng không cần phải miễn cưỡng. Con người mà, sống chính là một sự thoải mái, làm những việc không vui vẻ thì không cần thiết rồi. Thiết Chiêm Hùng lại tỏ ra rất chân thành. Kỳ thực Thiết Chiêm Hùng cũng có chút ghét cái kiểu cuộc sống đó, cũng muốn điều chỉnh lại cho thích hợp một chút, hơn nữa tuổi cũng đã ba mấy rồi, cũng nên kết hôn thôi. Bằng không, bạn gái sẽ chạy theo người ta hết. Anh Thiết nói đúng lắm, tôi thích sự thoải mái. Cảm ơn lòng tốt của lão lang, tôi biết là anh muốn nghĩ tốt cho tôi. Diệp Phàm nói. Được rồi, tôi biết không có tác dụng gì, việc của tổ nòng cốt thứ 8, đã làm thủ trưởng phiền chết đi được, chúng ta không quản nữa, uống rượu thôi, ha ha ha. Lang Phá Thiên hiếm khi thấy cười. Cạch, ba ly rượu đụng vào nhau. 25 tháng riêng. Tổng bộ tổ đặc nhiệm A. Trong một căn phòng bí mật, cờ đảng và quốc kỳ đều dán vào trên tường, thẳng đứng, tỏ ra rất trang nghiêm, trách nhiệm. Phó Chủ tịch Quân ủy Triệu Bảo Cương và Thủ trưởng Tổ đặc nhiệm Đông Hải để hai người đứng bên cạnh Diệp Phàm, mỗi người một bên, đeo quân hàm đại tá lên cho Diệp Phàm. Đồng chí Diệp Phàm, Tổng bộ tôn trọng lựa chọn của anh, từ nay về sau, anh sẽ là người thuộc Tổ đặc nhiệm A thừa kế vương bài cuối cùng sau khi Lý tướng quân xuất ngũ. Trấn Đông Hải vỗ mạnh vào vai đồng chí Diệp Phàm đang đứng thẳng băng. Đồng chí Diệp Phàm, ký vào thân phận đặc thù của Tổ đặc nhiệm A không thể tiết lộ bên ngoài. Thông qua sự phê chuẩn của Quân ủy Trung ương, quyết định bổ nhiệm anh làm ủy viên quân sự Trung ương nước Cộng hòa trực thuộc Tổng bộ Tham mưu, Đại tá giám sát phòng giám sát quân vụ trực thuộc Bộ Quân vụ, chức vụ là Phó chủ nhiệm phòng giám sát. Chủ nhiệm chính là do Thiếu tướng Đinh Tam Căng Phó trưởng phòng thường trực Ban quân vụ đảm nhiệm. Cậu còn kiêm nhiệm luôn Phó trưởng Ban quân vụ Tổng bộ Tham mưu. Với thân phận này, ở thời điểm đặc thù có thể sáng giá lên. Vẻ mặt Triệu Bảo Cương rất nghiêm túc. Vừa nói xong lời, phía sau một đại tá tiến lên trước, tiến hành nghi thức chào kiểu nhà binh với Diệp Phàm, trình lên một túi văn kiện, phỏng chừng là những thứ như giấy tờ chứng minh thân phận. Cái chức đại tá giám sát này, còn phó chủ nhiệm phòng giám sát, phó trưởng ban bộ quân vụ, rốt cuộc là làm cái gì đây? Diệp Phàm không nhịn được, hỏi. Cậu chỉ được có cái danh, không có được bố trí công việc cụ thể. Triệu Bảo Cương cười nói. Thì ra là vậy, chỉ cho cái chức xuông. Đem ra để hù dọa người. Trong lòng Diệp Phàm ngầm oán thầm lão Triệu, đầu lại ngầm gật gật đầu. Nhìn thấy dáng vẻ đó của Diệp Phàm, Triệu Bảo Cương đương nhiên là đoán trúng được những suy nghĩ trong đầu thằng nhóc này,
lập tức lại cười nói. Muốn sắp xếp công việc cụ thể cũng được, chỉ cần câu đến, để cho cậu làm phó chủ nhiệm thường vụ cũng đều được. Được rồi, chỉ sợ tôi làm không được, tính tôi lười nhác lắm, ngay cả mình cũng giám sát không xong, còn sao đi giám sát người khác được, làm mất đi hình tượng người quân nhân không nói, có thể còn làm bôi cho trác trấu vào mặt lãnh đạo nữa. Đương nhiên, cái danh hiệu này thỉnh thoảng lấy ra tỏ oai một chút, dọa người khác cũng không tồi chút nào. Cảm ơn sự nâng đỡ của Chủ tịch Triệu. Vẻ mặt Diệp Phàm rất đứng đắn nói, suýt chút nữa chặn ngang họng Phó Chủ tịch Triệu rồi. Cánh cửa quân ủy luôn mở rộng đón cậu, khi nào muốn đến, thì nói một tiếng, chúng ta có thể trực tiếp sắp xếp công việc, việc đặc biệt thì dùng cách đặc biệt để giải quyết. Triệu Bảo Cương thân mật vỗ vào vai Diệp Phàm, cố ý liếc nhìn Trấn Đông Hải đang đứng bên, vẻ mặt của lão Trấn, đương nhiên là như sương bốc lên trên tầng cao. Triệu Bảo Cương vừa đi, Diệp Phàm nhìn Trấn Đông Hải, cái túi văn kiện kia trên tay đưa qua đưa lại. Ha ha, thằng nhóc này, được lợi còn làm núng. Trấn Đông Hải cười nói. Cái này, có cái gì lợi cho tôi đâu chứ, chỉ là một cái chức xuông hù dọa người, e rằng ngay cả tên tiểu cai cũng đều không xem ra cái gì. Diệp Phàm lắc lắc đầu nhẹ, chơ cháo hỏi mà lại còn gõ gõ vào cái túi văn kiện màu xanh đó. Ai nói thế thằng nhóc, cậu thì có gì tốt chứ? Phó Chủ tịch Triệu Đường Đường là một phó chủ tịch quân ủy, không phải là cái chức chủ tịch công đoàn gì đó ở các huyện các cậu đâu. Người ta cất công chạy đến là vì cái gì chứ? Trấn Đông Hải suýt chút nữa cắn cả răng rồi, có cảm giác hận tiếc như là rèn sắt không thành thép vậy. Vì sao? Diệp Phàm nhỏ giọng nói thầm. Vì sao à, có được quyển sách này, thằng nhóc anh sẽ nhìn trộm liền. Trấn Đông Hải nói, lại liếc nhìn Diệp Phàm một cái, nói. Cậu có thể không biết được sự lợi hại của quyển sách này, nói thật cho cậu biết, giống như trong ngành cảnh sát có phải là có cách nói là giám sát đó không? Đương nhiên, bây giờ vẫn chưa chính thức hành nghề, phỏng chừng không lâu sau đâu, Trung ương đã có cái ý nguyện này lâu rồi. Giám sát, nghe nói là người quản lý cảnh sát à? Diệp Phàm cũng hiểu được chút dấu vết gì rồi, bởi vì cảnh sát Hoàng gia Hồng Kông thường sẽ nói ra từ giám sát này, nước ngoài thì sớm đã có bộ môn với thân phận này rồi. Ngược lại mà nói, cái chức phó trưởng phòng bộ quân vụ Tổng cục Tham mưu quân ủy Trung ương của anh, còn kiêm nhiệm chức phó chủ nhiệm phòng giám sát, cũng là suy nghĩ cho anh đến việc cậu không muốn đóng quân lâu dài trong quân đội. Vì vậy phong cho cậu cái chức xuông, thuận tiện cho anh sau này gặp phải ngành quân đội khi xử lý về tranh chấp mà dùng. Nhưng, cậu có bản giấy chứng nhận này rồi, tùy tiện đến bất cứ nơi nào chỉ bộ đội thông thường, người ta không xem cậu là lính để đối đãi. Nếu dựa vào cấp bậc thì chức phó trưởng ban bộ quân vụ này, kiêm luôn chức phó chủ nhiệm phòng giám sát của cậu cũng là cán bộ cấp sư. Theo quy tắc, thì phó trưởng ban bộ quân vụ Tổng cục Tham mưu ít nhất phải là thiếu tướng mới có thể đảm nhận, cấp bậc là cấp quân. Tổng cục Tham mưu là cấp bậc đại quân khu, bộ quân vụ cấp dưới là cấp phó đại quân khu, đối với cậu mà nói, thì đã là một trường hợp đặc biệt rồi, phó chủ tịch Triệu coi như cũng đã tận tâm rồi. Về điểm này mà nói, đối với cậu thì chỉ có lợi chứ không có hại, luận việc mà nói, cậu phải cảm ơn sự đề bạt của Phó Chủ tịch Triệu mới đúng. Hơn nữa, đến từ quân ủy, gặp quan lớn lại to hơn một cấp, cho dù là đơn vị cấp quân, giống như tập đoàn quân thứ hai Thủy Châu, cũng phải cung kính rồi. Cho dù đại quân khu cấp dưới, cũng không dám làm gì với cậu. Nếu như cậu không thấy thoải mái, cậu mở miệng ra, nói vài ba câu đại loại gì đấy, người ta cũng phải nghe lời thôi. Bởi vì, tên tuổi của cậu có chút làm người ta khiếp sợ, sợ cậu không cẩn thận nổi giận truyền đến tai của những người thuộc quân ủy đó, thì cái đầu đó của lãnh đạo quân đội cấp dưới người ta sẽ có chuyện rồi. Vì vậy, thằng nhóc cậu cũng phải cẩn thận, đừng có cả ngày cầm cái lông gà coi như lệnh tiễn, gương bắn khắp nơi, làm cho quân đội địa phương hỗn loạn kinh hoàng. Trấn Đông Hải hình như nói rất nghiêm túc, hình như lại có chút điệu bộ trêu chọc. Diệp Phàm vừa nghe, lập tức thích thú liền. Không ngờ cái hư danh so với cái bảng hiệu của tổ đặc nhiệm A còn được hơn nhiều. Bởi vì một bên không nhìn thấy vinh quang, một bên lại có thể quanh minh chính đại xuất hiện. Phỏng chừng cho dù cậu có sáng ra với tấm biển của tổ đặc nhiệm A, thì đối với những người dân bình thường, cũng không có là cái gì hết, bởi vì, căn bản người ta chưa nghe nói qua cái gì tổ quốc tổ đặc nhiệm A. Cái danh hiệu kia, còn không dễ sử dụng bằng cái danh hiệu của báo săn, tuy nhiên,
cái danh hiệu đó của báo săn tại khu vực mấy tỉnh xung quanh Nam Phúc thuộc quân khu lĩnh Nam dễ sử dụng hơn, ở các nơi khác cũng khiến không được. So sánh như vậy, hay là cái danh tiếng phó chủ nhiệm phòng giám sát gì đó vang lên trong đầu thằng nhãi này, đương nhiên là gật đầu thẳng, đáp lại nói. Trần tướng quân, ngài thấy tôi giống loại người đó sao? Cho đến bây giờ tôi còn chưa bộc lộ ra thân phận quân đội. Nói thật, tôi sợ người khác biết được thân phận này của tôi. Trước đây cũng đã cáo mượn oai hùng trong chốc lát rồi, đều là mượn cái danh bài của anh thiết người ta nhìn mặt mà làm việc. Tuy nhiên, Phó Chủ tịch Triệu làm như vậy, cậu phải chú ý giữ kẽ chút. Trấn Đông Hải vỗ vỗ vào vai Diệp Phàm giống như là một trưởng giả. Lời nói đó, rất sâu sắc. Chú ý giữ kẽ, là ý gì? Diệp Phàm lại muốn trơ tráo hỏi, tuy nhiên Trấn tướng quân lại có chút không vui, sắc mặt cứng lại, hừ nói. Tự mình lĩnh hội đi, đừng có làm nhảm cả ngày. Hừ, đừng tưởng tôi không biết, ông rõ ràng có chút không hợp với Triệu Bảo Cương. Phỏng chừng là nhìn thấy tôi có chút bản lĩnh, lão Triệu cũng muốn chặn ngang một đòn. Mà là một thủ trưởng của tổ đặc nhiệm bên này, ông đương nhiên không muốn làm giống như ông ta rồi. Xem ra, tôi vẫn còn là một cái bánh thơm phức, mọi người đều muốn giành. Trong lòng Diệp Phàm lộ rõ vẻ đắc ý, tuy nhiên ngược lại thằng nhóc này có chút bắt đầu lo lắng. Cái này sau này bị Phó Chủ tịch Triệu nhìn chăm chứ rồi, thế thì quả thật có chút phiền phức rồi. Ngày 1 tháng 3 năm 1997. Diệp Phàm đi vòng quanh Thủy Châu, trực tiếp dẫn theo Chủ tịch Tập đoàn Truyền thông Nam Lĩnh ông Mai Phán Nhi, cùng với bọn người như Vạn Đông Tuyền của Sơn Trang Nghĩ Dưỡng Hào Hưng và Quỷ Thủ La Mại trực tiếp trở về Ngư Dương. Thời gian này không có ở huyện, công việc huyện ủy bên này trong huyện do Vi Bất Lý chủ trì. Tên này vừa lên thì đã nghiện. Chủ trì, không ngờ Diệp Phàm lại trở về, trong lòng đương nhiên là không thoải mái. Chính quyền bên này là do Phó Chủ tịch huyện thường trực Phương Hồng Quốc đang chủ trì, gần đây Phương Hồng Quốc rất tích cực, hình như là bừng lên sức xuân lần thứ hai vậy. Diệp Phàm vừa trở về đến huyện. Các phó chức thường vụ đều đến thăm hỏi qua, bởi vì nghe nói bí thư Diệp thay thế bệnh rồi. Vốn dĩ những cán bộ đó ở huyện nghe nói bí thư Diệp bệnh rồi, nên đều muốn nhân cơ hội đến thăm dò. Tuy nhiên, khi đó Trấn Đông Hải thông qua việc Diệp Phàm xin nghỉ phép, nói là trị bệnh bên nước ngoài, vì vậy, những cán bộ trong huyện cuối cùng cũng dã dập tắc hiểm nghi, cứ than đáng tiếc, bí thư Diệp sao nhất định phải ra nước ngoài trị bệnh thế. Sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Phàm gọi Phương Hồng Quốc trực tiếp vội vàng đi xã Kim Đào. Bí thư Thái Tắc Dân xã Kim Đào là tay sai đắc lực của Diệp Phàm, sớm đã bắt tay vào chuẩn bị rồi. Mà chủ tịch xã Tề Thuận Thủy là người của Phương Hồng Quốc. Bởi vì cũng là do Diệp Phàm đề bạt lên làm, cho nên, bí thư chủ tịch xã giai đoạn trước rất là ăn khớp với nhau. Cây đào bắt đầu đâm chồi rồi, có một vài chồi đã bắt đầu kết nụ ra hoa rồi. Khi vừa nhìn thấy cây đào khắp núi, thì ngay cả bọn người như Mai Phán Nhi và Vạn Đông Tuyền cũng kinh ngạc một chút. Trên mặt đó, lập tức tuôn ra một tràn cười, xem ra ấn tượng bước đầu vô cùng tốt đẹp. Đi một vòng xuống. Thông qua sự điều giải của Diệp Phàm. Kết quả là do Mai Phán Nhi truyền thông Giang Nam và Vạn Đông Tuyền Sơn Trang Nghĩ Dưỡng Hào Hưng cùng với chính quyền huyện đại diện cho xã Kim Đào cùng nhau hợp thành Sơn Trang Điện Ảnh Truyền Hình Bàn Đào. Vì sao lại lấy cái tên này? Cũng là có căn nguyên nhất định, bởi vì núi Thiên Sa là đỉnh cao nhất có độ cao so với mực nước biển là hơn 1.300 mét nên gọi là đỉnh Bàn Đào. Truyền thuyết kể rằng nơi đó còn có một nơi là Giao Trì, vì vậy Diệp Phàm mượn cơ hội khởi thế, tên tuổi của Bàn Đào rất nổi. Như vậy một lần hành động được nhiều việc, Sơn Trang sẽ xây dựng đặc sắc theo kiểu cư dân cổ đời nhà Thanh. Vừa có thể làm nơi quay phim chụp ảnh về các phương diện như quảng cáo điện ảnh truyền hình, bình thường cũng có thể làm nơi nghỉ ngơi giải trí cho các du khách đi nghỉ. Nguồn tài chính truyền thông Giang Nam lớn mạnh, nguồn tài chính đầu tư giai đoạn đầu đạt đến 20 triệu, mà bọn người Vạn Đông Tuyền và La Mại hợp lại đầu tư cũng đạt đến 20 triệu. Người dân xã Kim Đào thì lấy đất đai và cây đào làm nguồn vốn cơ bản. Mỗi hộ làm một đơn vị dựa vào tỷ lệ phân thành những cổ phần nhất định, tiền lời mọi người dựa vào cổ phần để chia hoa hồng. Đối với điểm này người dân rất hưởng ứng, bởi vì, đầu tiên mỗi hộ người ta sẽ lấy hơn 1.000 phí bảo vệ quản lý cây đào từ Tập đoàn Điện ảnh Truyền thông. Chương 929, ý đồ nho nhỏ của Phó Chủ tịch Địa khu Triệu. Lòng nhiệt tình của nông dân trồng đào tăng vọt, lãnh đạo các xã bên cạnh cũng có trồng đào như xã Nguyệt Hồ cũng đứng ra yêu cầu được hùn vốn kinh doanh trung tâm điện ảnh truyền hình cây đào. Thấy tình hình này,
Diệp Phàm và Phương Hồng Quốc sau khi bàn bạc đã quyết định lấy xã Kim Đào làm trung tâm, chủ nhiệm đầu tiên của Ủy ban khai thác phát triển bàn đào do Phương Hồng Quốc đảm nhận, phó chủ nhiệm thường trực đương nhiên là Thái Tắc Dân. Còn bí thư đảng ủy của các xã tham gia liên minh đều được bổ nhiệm làm phó chủ nhiệm, một dự án rất có tiềm năng đã bước đầu thành hình. Do Diệp Phàm có kinh nghiệm thành lập khu kinh tế ở Lâm Tuyền, dưới sự chỉ đạo của hắn, thêm vào sự phối hợp của huyện nên việc hợp nhất cũng rất thuận buồm xuôi gió. Phương Hồng Quốc thấy có hy vọng nên vô cùng nhiệt tình, tối cũng không quay về huyện, trực tiếp đóng quân ở xã Kim Đào, cùng tiến hành họp thảo luận với Thái Tắc Dân, Tề Thuận Thủy. Diệp Phàm tại sao lại không trực tiếp nắm quyền chỉ huy, đương nhiên là có mục đích cả. Đây là một thủ đoạn để lôi kéo Phương Hồng Quốc, khiến ông ta trở nên tích cực, sau này mà có công lao gì, ông ta có một nửa, mình là bí thư kiêm chủ tịch huyện đương nhiên cũng được chia một nửa công lao. Diệp Phàm đương nhiên tập trung chú ý vào quốc lộ Thiên Tường. Muốn thành lập được trung tâm điện ảnh truyền hình bàn đào thì trước hết phải làm được quốc lộ Thiên Tường mới được, nếu không đường mà không mở thì có ai dám liều mạng đến nghỉ ngơi đóng phim chứ. Những việc này vì bất lý đương nhiên là cũng nhìn thấy hết, cũng vô cùng sốt ruột. Đương nhiên ông ta không phải là do không có việc gì làm mà sốt ruột mà bởi vì không được chia công lao gì. Xem khí thế của trung tâm điện ảnh truyền hình ở xã Kim Đào, tổng đầu tư lên đến 6-70 triệu, sau này quốc lộ Thiên Tường mà được mở, tiếng tăm vang xa, nhưng ông ta quản lý bên công tác đảng quần chúng lại chẳng được chia chút lợi lộc gì. Người ta phát triển kinh tế thì liên quan quái gì tới phó bí thư quản lý công tác đảng quần chúng như ông chứ? Cho nên, vì bất lý trong lòng ghen tị, liên tục gọi điện thoại cho phó bí thư địa khu Lôi Minh Hoài, báo cáo tình hình ở đây, ý đồ đương nhiên hy vọng Lôi Minh Hoài sẽ đứng ra liên kết cùng chủ tịch địa khu Vương để tạo áp lực với Trang Thế Thành, sớm xác định bí thư của huyện Ma Xuyên. Nhưng Trang Thế Thành lại không vội, ông ta đương nhiên cũng có tính toán của riêng mình, Diệp Phàm gần đây làm tốt như vậy, ông ta đương nhiên hy vọng hắn có thể làm quyền bí thư càng lâu càng tốt. Tốt nhất là 1 năm 2 năm, đợi đến khi có thành tích rồi, tuổi cũng cứng hơn một chút, có thể ngăn chặn miệng lưỡi thế gian thì đưa lên làm bí thư chính thức cũng là danh chính ngôn thuận. Bây giờ là thời kỳ đặc biệt, Diệp Phàm nắm cả quyền của đảng và chính quyền, có công lao gì đương nhiên đều của Diệp Phàm cả. Chức phó thì chỉ được phân chia chút ít, đây chính là cơ hội tốt nhất cho Diệp Phàm kiếm thành tích. Diệp Phàm đương nhiên cũng hiểu điều này nên trong thời gian này có thể quyết định gì thì đều nhanh chóng quyết định, có thể điều chỉnh gì cũng đều nhanh chóng điều chỉnh, có thể loại bỏ thì lập tức loại bỏ, uy thế cứ thế mà được xác lập. Việc ở xã Kim Đào đã được giải quyết. Bởi vì từ ngày thứ hai, vốn đã được rót xuống, các nhà thiết kế quy hoạch do công ty truyền thông Giang Nam mời đến cũng bắt đầu đo đạc quy hoạch. Mấy ngày sau thì phương án đã được lập ra, lập tức tiến hành khởi công. Đương nhiên là để có thể tạo chút hình hài trước khi mùa hoa đào nở. Trung tâm cũng tiến hành khởi công, chỗ nào cần sửa đường thì cũng tiến hành sửa. Hơn nữa nhân dân xã Kim Đào thấy có hy vọng nên cũng rất nhiệt tình, rất nhiều người tham gia sửa đường không công. Ngoài những người phải nằm trên giường không thể cử động nổi thì ngay cả ông già bà lão cũng tham gia sửa đường. Trung tâm trà thanh vụ ở xã Chức Nữ cũng bắt đầu khởi công, Thượng Thiên Đồ lợi dụng các mối quan hệ cũng lôi kéo được mấy khách hàng góp vốn, khiến số vốn đầu tư ban đầu của trà thanh vụ đã lên tới 20 triệu. Nhà xưởng văn phòng khu ký túc cùng được khởi công. Về chức chủ nhiệm ủy ban khai thác phát triển trà thanh vụ, Diệp Phàm còn đang suy xét thì phó chủ tịch huyện phụ trách nông nghiệp Bao Minh Thanh buổi tối đã tới tìm Diệp Phàm. Bởi gã này cũng đứng ngồi không yên. Thấy phó chủ tịch thường trực Phương Hồng Quốc tiến hành dự án trung tâm điện ảnh và truyền hình Bàn Long rất rầm rộ, người thông minh vừa nhìn đã biết là Phương Hồng Quốc gặp vận may, việc này mà có được thành tích thì việc đề bạt cũng là việc sớm muộn. Cho nên Bao Minh Thanh đích thân tìm gặp Diệp Phàm, trực tiếp biểu lộ tâm nguyện của mình chính là muốn đảm nhận chức chủ nhiệm ủy ban khai thác phát triển trà thanh vụ, đưa nhân dân hai xã Chức Nữ, Ngưu Lang thoát khỏi đói nghèo. Thực ra ông ta cũng đang âm thầm thể hiện thái độ. Sau này nhất định sẽ đứng về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm đương nhiên không bỏ qua cơ hội thu phục lòng người này, hơn nữa Bao Minh Thanh là phó chủ tịch phụ trách nông nghiệp quả thực cũng có chút bản lĩnh, nên liền nêu ra trong cuộc họp thường vụ huyện, cuối cùng tuy vì bất lý và Thiết Đông không đồng tình nhưng cũng chẳng có tác dụng. Cuối cùng vẫn là do Diệp Phàm quyết định, còn chủ tịch xã Chức Nữ Nông Âm Vận cũng được bổ nhiệm làm phó chủ nhiệm thường trực của Ủy ban khai thác phát triển trà thanh vụ. Nhưng như vậy cũng kéo đến chút phiền phức. Việc này vừa tuyên bố thì phó chủ tịch thường trực địa khu Triệu Sa Thành gọi điện đến nói. Bí thư Diệp,
gần đây huyện Ma Xuyên phát triển rất tốt, lãnh đạo địa khu vô cùng hài lòng. Cảm ơn Phó Chủ tịch Triệu đã khen ngợi, huyện Ma Xuyên có thành tích này cũng là nhờ sự lãnh đạo đúng đắn của Phó Chủ tịch Triệu, ha ha ha. Diệp Phàm vừa nghĩ, biết ngay Phó Chủ tịch Triệu gọi điện đến là cũng có ý đồ, nhân cơ hội này cũng nịnh nọt ông ta vài câu, khiến ông ta cũng rất hài lòng. Là Phó Chủ tịch thường trực phụ trách kinh tế, chỉ số kinh tế của cả địa khu tăng lên thì đương nhiên ông ta là Phó Chủ tịch phụ trách kinh tế cũng sẽ được thơm lây. Tiểu Diệp được đấy, rất biết ăn nói. Phó Chủ tịch Triệu trở nên thân mật, nhưng càng như vậy thì Diệp Phàm càng đề phòng, biết rằng phía sau nhất định có chuyện. Quả nhiên, Phó Chủ tịch địa khu Triệu dừng lại một lát rồi nói. Bí thư Diệp, việc lựa chọn người chỉ đạo các dự án vô cùng quan trọng. Xã Kim Đào để đồng chí Hồng Quốc đảm nhiệm là rất tốt, đồng chí Hồng Quốc kinh nghiệm phong phú, lại là Phó Chủ tịch thường trực huyện, để anh ấy đảm nhiệm là hợp lý. Còn đồng chí Tắc Dân làm Phó Chủ nhiệm cũng rất tốt. Đồng chí Hồng Quốc là Phó Chủ tịch thường trực, đương nhiên không thể suốt ngày nằm ở xã Kim Đào được, dù sao vẫn phải phối hợp quản lý kinh tế toàn huyện với anh mà, còn Phó Chủ nhiệm mới là người chủ yếu nắm giữ dự án, giống như đồng chí Thái Tắc Dân. Nói đến đây Triệu Sa Thành ngưng lại. Triệu Sa Thành nói đến xã Kim Đào, lẽ nào là có ý chỉ cái gì? Diệp Phàm thầm nghi hoặc, miệng vội nói. Đúng thế, Phó Chủ tịch Triệu nói rất đúng. Đồng chí Hồng Quốc đương nhiên chỉ nắm phương hướng lớn, công việc cụ thể vẫn phải để đồng chí Thái Tắc Dân chủ trì. Nếu không, việc gì cũng qua tay đồng chí Hồng Quốc thì chẳng phải khiến cán bộ của đảng mệt chết hay sao? Nói đúng lắm. Triệu Sa Thành đột nhiên lớn tiếng khen, nhưng lại khiến Diệp Phàm giật mình kinh hãi. Cảm thấy màng nhĩ có chút ong ong, thầm nghĩ ông Triệu này nói to như vậy, phía sau nhất định còn có ý gì khác, quả nhiên. Thực ra việc khai thác trà thanh vụ ở hai xã chức nữ, Ngưu Lang cũng giống như ở xã Kim Đào, để Phó Chủ tịch Bao làm chủ nhiệm cũng chính xác, đồng chí Bao Minh Thanh quản lý nông nghiệp toàn huyện, nhưng đồng chí Bao Minh Thanh cũng giống như đồng chí Phương Hồng Quốc, không thể suốt ngày ở hai xã chức nữ Ngưu Lang được. Triệu Sa Thành nói đến đây thì dừng lại. Không hề nói đến chủ tịch xã Nông Âm Vận đảm nhận chức phó chủ nhiệm ủy ban khai thác phát triển trà thanh vụ. Diệp Phàm nghe thấy liền hiểu, chắc là ông này có chút ý kiến rồi. Ngẫm nghĩ một lát thì cũng hiểu ra. Phó chủ nhiệm ủy ban khai thác phát triển bàn đào do bí thư xã Kim Đào Thái Tắc Dân đảm nhận, còn phó chủ nhiệm ủy ban khai thác phát triển trà thanh vụ ở hai xã Ngưu Lang chức nữ lại do chủ tịch xã Nông Âm Vận đảm nhận. Bí thư đảng ủy Đường Đại Tông lại bị gạt sang một bên. Có lẽ đây mới chính là nguyên nhân khiến Phó Chủ tịch địa khu Triệu gọi điện tới. Mẹ kiếp, lúc làm việc thì chẳng ai đến làm, lúc đòi chức vụ thì lại kêu rõ to, suýt nữa điếc tai ông rồi. Diệp Phàm thầm chửi trong lòng, nghĩ bụng phải đưa Đường Đại Tông vào trong ủy ban khai thác phát triển trà thanh vụ thì mới được, nếu không khó mà qua được cửa của Triệu Sa Thành. Phó Chủ tịch Triệu, phương án trà thanh vụ vốn do Chủ tịch Nông phụ trách, nên cũng quen việc này. Do vậy mới tạm thời để cô ấy làm phó chủ nhiệm. Còn bí thư xã chức nữ Đường Đại Tông, tôi thấy đồng chí này kinh nghiệm già dặn, làm việc chắc chắn nên định để đồng chí ấy làm phó chủ nhiệm một trung tâm khác của huyện. Diệp Phàm nhanh trí trả lời. Một trung tâm khác, ồ, bí thư Diệp cũng thật là có chí lớn, còn định xây dựng một trung tâm nữa, không biết có thể tiết lộ được không, đương nhiên nếu là việc cơ mật thì không cần phải nói. Triệu Sa Thành lấy lùi để tiến. Diệp Phàm có thể không nói sao? Ha ha, là thế này, huyện định xây dựng một trung tâm nghề đồng ở thị trấn Thanh Sơn, kết hợp khai thác, luyện, chế tác đồng, phát huy ưu thế mỏ đồng ở thị trấn Thanh Sơn. Trước kia chúng ta chỉ biết khai thác quặng đồng mà không biết kết hợp chế luyện, chế tác đồng, tiền đều để người khác kiếm hết. Cho nên tôi định thành lập một ủy ban khai thác phát triển nghề đồng ở thị trấn Thanh Sơn, mà đồng chí Đường Đại Tông là bí thư xã chức nữ rất thích hợp là phó chủ nhiệm ủy ban này. Còn chủ nhiệm sẽ do đồng chí Thiết Đông phụ trách. Diệp Phàm chẳng mấy chốc đã đẩy Đường Đại Tông sang thị trấn Thanh Sơn. Việc này cũng là chủ ý do Diệp Phàm vừa nghĩ ra, nếu Triệu Sa Thành đã trực tiếp gọi điện để nói giúp Đường Đại Tông thì chứng tỏ Đường Đại Tông và Triệu Sa Thành có quan hệ không hề đơn giản. Một khi ông đã tự kéo đến, mà mỏ đồng ở thị trấn Thanh Sơn lại là lãnh địa của Thiết Đông, để cho ông đi gặm khúc xương khó nhằn này vậy. Thằng nhóc này thật là danh ma. Mỏ đồng ở thị trấn Thanh Sơn dễ nhằn vậy sao? Đại Tông mà đi chẳng phải sẽ giao đấu với nhân vật vô cùng bá đạo là Thiết Đông hay sao? Triệu Sa Thành chửi thầm, chuyến này không ngờ lại đẩy em họ Đường Đại Tông vào tình thế khó khăn rồi.
nhưng bây giờ cũng chẳng có lý do gì từ chối. Đường Đại Tông đi thị trấn Thanh Sơn cũng là con dao hai lưỡi, không tốt là khó quan hệ với Thiết Đông, mà Thiết Đông lại có quan hệ rất chặt chẽ với Vi Bất Lý, mà Vi Bất Lý nghe nói là người được Lôi Phó Kinh rất coi trọng. Chương 930, cây gậy và củ cà rốt. Mà mình và Lôi Minh Hoài quan hệ cũng không tồi, lần này là định mượn tay Đại Tông để gây rối, nhưng nếu nói hắn muốn châm ngòi chiến tranh giữa mình và Lôi Minh Hoài thì có lẽ hắn vẫn chưa nghĩ xa đến vậy được. Nhưng mặt tốt là nếu Đại Tông mà có được thành tích thì sẽ rất có cơ hội đề bạt lên một cấp. Nhưng Triệu Sa Thành cũng không phải ngốc, vừa nghĩ đã nắm được chỗ sơ hở, cười nói. Bí thư Diệp, việc này e không ổn. Phó chủ nhiệm ủy ban khai thác phát triển ở Kim Đào do bí thư xã đó là Thái Tắc Dân đảm nhiệm, còn tình hình của thị trấn Thanh Sơn đặc biệt, đồng chí Thiết Đông không những là bí thư đảng ủy mà còn là chủ nhiệm, nhưng phó chủ nhiệm để Đường Đại Tông ở xã chức nữ làm có thích hợp không? Phó chủ nhiệm ủy ban kinh tế thương mại của huyện chúng ta chẳng phải vẫn còn khuyết một người sao, tôi nghĩ đồng chí Đường Đại Tông là đảng viên lão thành rồi, kinh nghiệm công tác phong phú, lại có kinh nghiệm chủ trì công tác ở xã thị trấn. Nhất định có thể đảm nhiệm được chức vụ phó chủ nhiệm ủy ban kinh tế thương mại, kiêm thêm chức phó chủ nhiệm ủy ban khai thác phát triển nghề đồng cũng hợp lý. Diệp Phàm tung thêm một miếng mồi ngon. Bởi xưởng đồng thị trấn Thanh Sơn vốn là một xí nghiệp thuộc quyền quản lý của ủy ban kinh tế thương mại huyện, để phó chủ nhiệm đi phụ trách tuyệt đối hợp lý, danh chính ngôn thuận. Thằng nhóc này lại tung ra một chức vụ hấp dẫn, nhưng Đại Tông cũng nên quay về huyện rồi. Cứ nằm mãi ở xã chức nữ thì không chỉ ảnh hưởng đến tiền đồ mà còn ảnh hưởng đến người nhà nữa. Trước mắt làm phó chủ nhiệm ủy ban kinh tế thương mại, sau này có cơ hội thì ngồi lên ghế chủ nhiệm, sau này có thể ngồi lên ghế phó chủ tịch huyện rồi. Cũng đáng thử lắm, để thằng nhóc này tạm thời chiếm chút lợi lộc vậy. Triệu Sa Thành thầm cắn răng chấp nhận. Buổi tối, trong một quán ăn nhỏ ở thị trấn Lang Hoàng thuộc huyện Giang Tân, cách thị trấn Mã Hồ Tử của huyện Ma Xuyên một con sông. Bí thư Diệp, tôi phát hiện ra một vấn đề nhỏ. Đại ca của Mã Gia Tam Hổ Mã Tiêu liếc Diệp Phàm một cái, nhỏ giọng nói. Ừ, nói đi. Diệp Phàm đội một cái mũ lớn che nửa khuôn mặt, vứt cho Mã Tiêu một điếu hồng tháp sơn, nói, rồi liếc tên này một cái, thấy tên này có dáng vẻ khúm núm, cười nói. Nếu manh mối có giá trị, tôi sẽ có thưởng. Thưởng, thưởng bao nhiêu? Mã Tiêu khóe mắt giật giật, hỏi. Xem ra vừa nghe đến tiền thì tên này cũng ngồi không yên. Cho dù người của Mã gia quản lý cả mỏ Silic Mã Hồ Tử, nhưng người của Mã gia quả thực quá nhiều, không tới 1.000 thì cũng phải tới 500-600 người. Nhưng người này đều được phân chia tiền của mỏ Silic Mã Hồ Tử. Cho dù chị của Mã Tiêu là Mã Diễm Xuân quản lý mỏ Silic, nhưng trên thực tế Mã Tiêu một năm cũng không được chia bao nhiêu tiền. Tên này tiêu tiền lại như nước. Một năm được chia 20-30 nghìn đối với người dân thường ở Ma Xuyên thì thực sự rất nhiều. Tương đương với 7-8 năm tiền lương của công chức nhà nước ở đây, nhưng Mã Tiêu lại lắm bạn bè, vừa nuôi đàn em lại vừa chơi gái, ăn chơi đều cần tiền, chưa đến nửa năm thì đã tiêu xài hết. Nửa năm còn lại mà vác mặt đi xin bà chị Mã Diễm Xuân thì lại bị bà chị chửi mắng một trận. Mã Tiêu cảm thấy rất mất mặt, chẳng thèm đi xin nữa, nhưng không đi thì lại không có tiền. Nên cuối cùng đành đi làm trò trộm gà trộm chó. Nhưng Ma Xuyên vốn là huyện nghèo, làm những việc như vậy cũng chẳng được bao nhiêu tiền, mà lại không có nhanh. Diệp Phàm giơ hai ngón tay ra. 2.000. Mã Tiêu thấp giọng nói, ánh mắt không hào hứng lắm. Biết tên này tham lam, không thèm tới 2.000, Diệp Phàm lắc đầu. 20.000. Mã Tiêu khẽ run lên, 20.000 cũng không phải ít, ít nhất thì cũng đủ ăn tiêu trong nửa năm. À không, cuối năm vừa được chia 30.000, bây giờ mới hết tháng 3 thì đã vứt 20.000 vào sòng bạc rồi, đang cảm thấy túng thiếu thì lại có người mang tiền đến. 200.000. Diệp Phàm nhỏ giọng đáp, tuy giọng của Diệp Phàm rất khẽ, nhưng Mã Tiêu lại có cảm giác như sét đánh ngang tai. Thực sự là 200.000. Mã Tiêu mặt biến sắc, ngay cả nói cũng không rõ ràng được nữa. Điều kiện đầu tiên là phải xem manh mối của cậu có đáng giá không đã. Chính quyền huyện thưởng 200.000 cho những đồng chí có công là rất bình thường, cậu nghĩ tôi nói đùa hay sao? Nếu manh mối cậu cung cấp có giá hơn 10 triệu thì thưởng cho cậu 300.000 cũng được. Diệp Phàm thản nhiên liếc tên này một cái, biết cá đã cắn câu. Được. 7-8 phút trôi qua, Mã Tiêu đột nhiên đập bàn đáp. Nói đi, phát hiện ra điều gì? Rất kỳ lạ,
vốn dĩ cách thành phố Đức Bình của chúng ta không xa có một nhà máy luyện đồng, hình như tên là công ty trách nhiệm hữu hạn nghề đồng Hồng Tinh Thủy Châu. Quặng đồng khai thác được ở huyện Ma Xuyên của chúng ta có một bộ phận nhỏ được chế luyện ở nhà máy luyện đồng do thị trấn Thanh Sơn tự xây dựng, nhưng đoán chừng một năm cũng chẳng thể luyện nổi 1/30 số quặng khai thác được. Tính theo đường đi thì số quặng đồng còn lại phải vận chuyển tới công ty trách nhiệm hữu hạn nghề đồng Hồng Tinh Thủy Châu ở cách đó không xa mới phải. Nhưng kỳ lạ là hình như quặng đồng ở thị trấn Thanh Sơn lại chia thành hai đợt đóng lên xe, một phần vận chuyển đến công ty nghề đồng Hồng Tinh Thủy Châu, còn một phần lại chuyển đến một công ty có tên là công ty nghề đồng Tinh Mậu ở thành phố Đông Hà của tỉnh Giang Đô. Những lời nói của Mã Tiêu rất có logic, xem ra để hoàn thành nhiệm vụ cũng bỏ ra không ít công sức. Có lẽ là công ty nghề đồng Tinh Mậu ở thành phố Đông Hà cách thị trấn Thanh Sơn gần thì sao? Diệp Phàm cố ý hỏi, đương nhiên là dụ Mã Tiêu nói ra toàn bộ sự việc. Không, tôi đã hỏi tài xế, bảo là đi công ty nghề đồng Hồng Tinh ở Thủy Châu còn gần hơn, có lẽ gần được nửa tiếng đi xe. Mã Tiêu ra sức lắc đầu, không đồng ý với ý kiến của Diệp Phàm. Lẽ nào là đường ở núi Thiên Sa của huyện Ma Xuyên của chúng ta khó đi quá, xe chở quặng đều là xe lớn, không đi được. Diệp Phàm nói. Không, đường đi thành phố Đông Hà cũng như vậy, kỳ lạ là quặng chở trên hai con đường này cũng khác nhau. Mã Tiêu lại nói ra một điểm càng đáng chú ý hơn. Khác nhau thế nào? Diệp Phàm cảm thấy đã sắp đi vào cốt lõi vấn đề rồi. Tôi có người em họ ở trong đội vận chuyển quặng. Cậu ta nói quặng chở đi Đông Hà hàm lượng đồng cao hơn, bọn họ gọi là loại 1, còn quặng chở đến Thủy Châu là loại 2, thậm chí là loại 3. Mã Tiêu nói. Diệp Phàm trong lòng kinh ngạc, bên trong nhất định có vấn đề, một phát hiện rất lớn. Lẽ nào công ty nghề đồng Hồng Tinh không có ý kiến, chưa hề nhìn thấy quặng loại 1 hay sao? Diệp Phàm bề ngoài vẫn rất bình tĩnh, nói. Nói gì? Mỏ đồng của thị trấn Thanh Sơn bề ngoài là chính quyền thị trấn Thanh Sơn quản lý, nhưng thực tế do anh họ của Thiết Đông là Thiết Tâm Hải quản lý, chính quyền cũng chẳng làm được gì. Phó chủ tịch thị trấn Thanh Sơn Lý Mậu Hoa được giao quản lý mỏ đồng, nhưng thực ra lại chẳng quản lý cái gì cả. Mã Tiêu bĩu môi, hiển nhiên có chút bất mãn. Không quản gì là sao? Diệp Phàm thấy rất có hứng thú. Không quản người, không quản tiền, không quản việc. Mã Tiêu nói. Rồi chợt cười nói. Nhưng phó chủ tịch Lý cũng quản vài thứ, chính là ăn uống chơi gái. Không được nói bừa. Diệp Phàm nghiêm mặt, Mã Tiêu cũng có chút sợ hãi, ngây ra một chút, nói. Tôi toàn nói sự thực, không hề lừa bí thư Diệp. Nghe nói Thiết Tâm Hải mỗi năm cấp cho Lý Mậu Hoa 200.000 tiền chi phí tiếp khách, có 200.000 này ăn chơi thế nào cũng vẫn đủ. Mẹ kiếp, Thiết Tâm Hải đối xử rất tốt với Lý Mậu Tài. Nghe nói là Lý Mậu Tài còn ngủ với cháu gái Thiết Nguyệt muội mà Thiết Đông và Thiết Tâm Hải cũng không nói gì. Mã Tiêu văng tục, bị Diệp Phàm trừng mắt một cái vội câm miệng lại. Ừ, còn gì đáng nghi không? Diệp Phàm hừ nói. Nói đến việc quặng đồng chuyển đến thành phố Đông Hà của tỉnh Giang Đô, vốn dĩ là phải đi đến bến đò Hồng Môn đi đò rồi qua thị trấn Lang Hoàng để đến thành phố Đông Hà, nhưng bọn họ lại không đi đường đấy. Đi thêm gần 10 cây số lên bến đò Phong Diệp rồi đi đò sang quốc lộ của tỉnh Giang Đô. Việc này không những phí sức mà con đường đó cũng không hề dễ đi. Mã Tiêu nói. Đầu đất, việc này rất đơn giản, bến đò Hồng Môn ở ngay trước mắt chính quyền huyện chúng ta, đi con đường này chẳng phải lại ông tôi ở bụi này hay sao? Diệp Phàm thầm mắng trong lòng, nói. Tôi biết rồi, cậu tiếp tục nghe ngóng. Bí thư, Diệp, anh xem. Tin tức tôi cung cấp quan trọng như vậy, ba anh em chúng tôi ngày đêm nằm ở thị trấn Thanh Sơn mới biết được, có thể cho chút tiền thưởng không? Việc này dù sao cũng cần phải chi tiêu. Mặt Mã Tiêu lộ rõ vẻ tham lam. Cầm đi, viết cái biên nhận, việc này sau khi điều tra ra còn phải vào sổ sách, sẽ trừ vào tổng tiền thưởng của các cậu. Diệp Phàm vứt phong bì 10.000 ra. Mã Tiêu cầm lấy, mở ra xem, mặt lập tức tươi như hoa. Không cần nhìn biên lại Diệp Phàm đưa cho liền ký ngay vào. Nhưng rồi tên này có chút chần chừ nhìn Diệp Phàm. Còn chuyện gì sao? Diệp Phàm hừ giọng nói. Bí thư, Diệp, mỏ silic của Mã gia chúng tôi ông có thể. Mã Tiêu không dám nói ra, xem ra là định xin xỏ. Muốn ra điều kiện với tôi có phải không, các anh không sợ ngồi tù sao? Diệp Phàm gõ nhẹ mặt bàn, Mã Tiêu đột nhiên lạnh xương sống.
nhớ tới chứng cứ mưu sát chủ tịch huyện vẫn còn trong tay Diệp Phàm, nếu mà nộp lên trên, e rằng cả ba sẽ phải đi ngồi nhà đá. Nhưng cậu có thể khuyên bà chị Mã Diễm Hương của cậu, tiền thuế mà mỏ Silic Mã Hồ Tử phải nộp thì nộp đi, tiền bồi thường đất đai cho nông dân trước khi chính quyền huyện tra ra thì cũng bồi thường đi, tới lúc đó không có ai gây chuyện nữa, chính quyền huyện cũng dễ xử lý. Diệp Phàm vẻ mặt nghiêm túc liếc Mã Tiêu một cái. Chương 931, một sự giúp đỡ đắc lực. Diệp Phàm ngẫm nghĩ một chút nói. Chuyện này cậu nói với Mã Tổng một chút, cô ấy có thể nói chuyện riêng với tôi sẽ cho mọi người cơ hội. Nói thật, bí thư trước đây như thế nào, các người đều rõ. Mã Vân Tiền đã nói rồi, các người cứ nghĩ thử xem, không đến tìm tôi cũng được, đến lúc đó đừng trách tôi lòng lang dạ sói. Các người cũng đừng nghĩ đến đường ngang ngõ tắt gì, tôi thế nào thì các người cũng biết rồi đấy. Đừng có giả vờ ngớ ngẩn ở đây. Bí thư tỉnh Quỷ Quách yêu cầu chúng ta điều tra đến cùng, mày hãy nghĩ cho chị mày đi, có thẳng thắn hay không tự các người quyết định. Hơn nữa, Mã gia có lớn hơn nữa, nhưng có thể to hơn chính quyền của đảng hay không? Hừ, chuyện tìm mỏ đồng tuyệt đối không được tiết lộ cho bất kỳ ai, kể cả mẹ cậu, chị cậu cũng không được kể, biết chưa? Tôi tuyệt đối không nói đâu. Mã Tiêu đếm sấp tiền trong tay, gật đầu nói. Xem ra tiền tài có thể khiến người ta phải động lòng, dùng cho ai cũng thích hợp. Diệp Phàm đương nhiên áp dụng biện pháp phân hóa, trọng điểm lúc này đặt ở mỏ đồng thị trấn Thanh Sơn, quy mô mỏ silicon của tập đoàn Mã Hồ Tử nhỏ đi nhiều. Nếu Mã Diễm Xuân biết thì còn dễ làm, còn nếu không biết thì cũng tuyệt đối không được mềm tay nữa. Việc gì cũng phải tiến hành từng bước một, đồng thời lúc xuống tay chỉ sợ hai nhà liên câu kết với nhau thì không dễ làm. Anh Hạ, làm một trận không? Diệp Phàm điện thoại trực tiếp cho Hạ Hải Vĩ ở Đức Bình. Tình hình trước mắt, vấn đề mỏ đồng thị trấn Thanh Sơn tương đối lớn, khoản tiền phải chi phỏng chừng lên đến vài chục triệu. Nếu Mã Vân Tiền đã động vào bí thư tỉnh ủy Quách, mà Hạ Hải Vĩ lại là người mà bí thư trang điểm tướng trước mặt Quách Phác Dương, gần đây lãnh đạo công kiểm pháp, ngoài ra còn thêm ủy ban kỷ luật Ma Xuyên hợp lực ở điều tra việc này. Tại sao không mượn ngọn gió đông này, nắm lấy mỏ đồng thị trấn Thanh Sơn? Tin tưởng mỏ đồng thị trấn Thanh Sơn nhất định có lợi ích của chủ nhiệm ủy ban chính trị pháp luật, bằng không, lão Mã không đỏ mắt mới là chuyện lạ. Phải biết rằng khoản mà Mã Vân Tiền để chơi gái cũng không phải là ít. Có cái gì đáng để đánh cuộc không? Hạ Hải Vĩ liền nổi hứng. Việc bị Cục trưởng Cục Công an địa khu Lâm Thiên câu kết với lãnh đạo Viện Kiểm sát và Tòa án địa khu áp chế cũng không phải là chuyện. Gần đây Diệp Phàm lại lôi ra kẻ đứng đằng sau Trang Thế Thành, cũng chính là Phó Chủ tịch Phượng đã nghỉ hưu. Lần trước lão Hạ tiếp xúc bước đầu với Trang Thế Thành, ngọn hùng phong của Hạ Hải Vĩ lại được thổi lên. Mỏ đồng thị trấn Thanh Sơn. Diệp Phàm đem chuyện mình nắm rõ nói cho Hạ Hải Vĩ. Tuyệt đối là một con cá lớn, người anh em, cậu lại gặp may mắn rồi. Tính sơ sơ, tài chính mỏ đồng kia cũng phải đến mấy chục triệu, nếu có thể lần ra được cái gì nữa thì huyện Ma Xuyên của các cậu ăn đủ, việc gì phải đi hóa duyên. Hạ Hải Vĩ nói, thế chuyện này hai chúng ta liên thủ, nắm lấy nó, thế nào? Diệp Phàm cười nói, được, tôi sẽ cử người bí mật điều tra Hồng Tinh Thủy Châu và Tinh Mậu Đồng Nghiệp ở tỉnh Giang Đô. Phỏng chừng thủ đoạn nằm ở Tinh Mậu Đồng Nghiệp, nếu như tập đoàn Đồng Thanh Sơn đều vận chuyển số lượng lớn khoáng thạch hảo hạng sang bên kia, thì dòng chảy của tài chính lại có vấn đề rồi. Phỏng chừng trong này còn nhiều điều lắm, liên quan đến hàng loạt những giao dịch ngầm, nhổ được củ cải, này sẽ lôi ra cả đống bùn. Hạ Hải Vĩ dù sao cũng xuất thân từ cảnh sát, đối với việc phá án cũng là một hảo thủ. Phương diện này làm sao tôi làm được nữa, anh Hạ tổ chức nhân viên làm đi. Còn nữa chủ nhiệm ủy ban kỷ luật huyện Ma Xuyên Phương Viên hoàn toàn có thể tin tưởng được. Anh có việc cứ gọi một tiếng là được. Diệp Phàm nói cả Phương Viên ra. Phương Viên, chú em lợi hại thật. Hạ Hải Vĩ có vẻ kinh ngạc, thầm khâm phục đồng chí Diệp Phàm, trầm ngâm một lát, nói. Tôi nói sao lại thế này? Bí thư Trang hình như cố ý nâng cấp bậc trong đảng của Phương Viên lên thêm một bậc. Đây là chuyện tốt của chú em phải không? Ha ha! Lần trước bí thư Trang đến Ma Xuyên, tôi thuận miệng để cho cậu ta lên một chút. Nếu Phương Viên có thể làm phó bí thư kiêm chủ nhiệm ủy ban kỷ luật, thì về sau sẽ thuận lợi cho tôi khi làm việc. Thời gian của tôi không còn nhiều nữa, nếu bí thư huyện ủy tân nhiệm đến, tôi muốn nắm trong tay hội nghị thường vụ như bây giờ cũng khó. Lãnh đạo địa khu rất thích chơi trò cân bằng,
chứ nghiêng về một bên thì họ không muốn nhìn thấy. Hơn nữa bí thư huyện ủy có biến động nhân sự gì lớn, thông thường đầu tiên đều họp hội ý bí thư, giải quyết trong phạm vi nhỏ, hội nghị thường vụ chỉ là hình thức thôi. Trước mắt huyện Ma Xuyên, mang danh hiệu bí thư có hai người, một là tôi, một là Vi Bất Lý. Nếu bí thư huyện ủy mới đến muốn họp hội ý bí thư, thì có ba, một chính và hai phó. Vi Bất Lý không qua lại với tôi nữa, sắp thành kẻ thù không đội trời chung rồi. Trong cuộc họp bí thư rất khả năng sẽ hình thành thế cục hai đấu một. Diệp Phàm hơi có vẻ sầu lo. Ừ, ý tưởng này của cậu tốt lắm. Nếu cấp bậc trong đảng của Phương Viên có thể thăng lên chức phó bí thư, tuy chỉ là cái danh hão, nhưng cái danh hão này lại có tư cách tham gia cuộc họp bí thư. Đến lúc đó chú em ít nhất cũng là cục diện hai đấu hai, đã lập thủ thế bất bại rồi. Đến lúc đó, bí thư huyện ủy mới tới sẽ chẳng còn tác dụng lớn gì nữa. Chú em lợi hại thật, phòng ngừa thật chu đáo. Hạ Hải Vĩ khâm phục, nhưng trong lòng cũng âm thầm chua xót, nếu bản thân mình, lấy, được chức phó bí thư kia thì phân lượng của mình cũng tăng lên rất nhiều. Tôi cũng nghĩ như vậy, trước hết phá hỏng cuộc họp bí thư, sau đó nghĩ cách nắm lấy. Diệp Phàm cười nói, Hạ Hải Vĩ toát mồ hôi lạnh, cười nói. Lợi hại, đến lúc đó tân bí thư không phải sẽ trở thành con rối, mất hết quyền lực hay sao? Chú em thủ đoạn được lắm. Anh Hạ chẳng lẽ không muốn hay sao? Diệp Phàm đột nhiên hỏi lại. Ha ha! Hạ Hải Vĩ cười khổ đáp lại, một lúc sau mới nói. Muốn, đương nhiên là muốn rồi, anh còn giấu chú em làm gì, chúng ta là anh em. Chỉ có điều địa ủy Đức Bình chúng ta đã có bốn bí thư, là bí thư Trang, chủ tịch địa khu Vương, phó Lôi, giờ thêm phó Tôn nữa, tứ đại thiên vương, tôi có thể chen vào không? Cái này, chắc chẳng có trò để diễn rồi. Chuyện là do con người làm ra. Diệp Phàm cười nói, sau đó bỗng nhiên nói thêm. Không chừng việc này bí thư Trang đã có chủ ý trong đầu rồi. Lúc nào tôi thử thăm dò trước được không? Cái này, chỉ sợ không ổn lắm. Hạ Hải Vĩ nói. Dù thế nào thì anh cũng phải khiến bí thư Trang biết được thành ý của anh mới được. Thành ý này, không phải chỉ dựa vào mồm mép là được, mà phải thành thực để bí thư Trang nhìn thấy. Mặt khác, nếu đề lên phó bí thư thì phải có lãnh đạo tỉnh gật đầu mới được, bí thư Trang chỉ có thể đề cử mà thôi. Diệp Phàm nói. Ừ, việc này có chút khó giải quyết. Hạ Hải Vĩ rốt cục cũng nói ra. Có gì khó đâu, không phải anh giúp bí thư Quách phá án hay sao? Đến lúc án xử lý ổn rồi, ông ấy cao hứng, thì cái chuyện phó bí thư kia không phải là dễ dàng hay sao? Diệp Phàm hắng giọng cười nói, dù sao chính là muốn đem lão Hạ gắn vào mỏ đồng thị trấn Thanh Sơn. Được. Hạ Hải Vĩ giống như hạ quyết tâm, từ đầu dây bên kia truyền đến một tiếng đập bàn. Sau đó lại hừ nói. Cái này. Này cái con khỉ. Diệp Phàm đến những câu thô tục cũng nói ra, gần giọng quát. Anh Hạ, anh giúp tôi điều tra rõ mỏ đồng thị trấn Thanh Sơn, còn chuyện lên tỉnh thì để tôi. Được, ha ha, hảo huynh đệ. Hạ Hải Vĩ đột nhiên phá lên cười, Diệp Phàm trong lòng chợt lạnh, biết đã trúng kế rồi. Thầm nhủ, lão Hạ này còn gian xảo lắm, đến anh em còn dở trò này. Phỏng chừng điệu bộ vừa rồi cũng là giả vờ, buộc mình phải tung ra quân bài ở tỉnh kia. Chắc anh ta cho rằng mình ở tỉnh có Tống Sơ Kiệt, trưởng ban tổ chức cán bộ nâng đỡ. Anh ta đâu biết rằng mình chẳng có quan hệ quái gì với nhà họ Tống cả. Nếu biết chắc lão Hạ đau lắm. Tuy nhiên may mà bên này còn có Tề Chấn Đào, hoặc nếu không mặt dày đến tìm Lưu Vĩ, nhờ cô cậu ta là trưởng ban thư ký ra mặt thì chuyện này cũng có thể được giải quyết. Chẳng qua chỉ được đề bạt cấp nhỏ hơn mà thôi. Tuy nhiên, quân cờ Mai Thiên Kiệt này cũng đến lúc phải đi rồi. Để cho y đi thị trấn Thanh Sơn trước, thu hút sự chú ý của Thiết Đông, Hạ Hải Vĩ mới dễ bố trí người âm thầm điều tra. Mai Thiên Kiệt đã đến phòng đất đai huyện nhậm chức trưởng phòng rồi. Tay này lúc đến nghe nói rất hoành tráng. Trưởng phòng giống như y, tuy nói là từ văn phòng tỉnh ủy xuống tạm giữ chức. Nhiều nhất ban tổ chức cán bộ thành ủy cử một trưởng phòng nhỏ xuống tiếp là đã tốt lắm rồi. Nhưng, nhà họ Mai của y thì không hề bình thường. Phỏng chừng là Mai Phán Nhi dùng quan hệ của mình, tạp thanh thế cho Mai Thiên Kiệt trước, để tránh việc ở Ma Xuyên bị người khác ức hiếp. Lần này y xuống, không chỉ có văn phòng tỉnh ủy phái cán bộ cấp cục trưởng đi cùng, mà đến ban tổ chức cán bộ thành ủy cũng phái phó trưởng ban Thái Hồng Ngẫu cùng đi. Giống như bí thư huyện ủy hay chủ tịch huyện nhậm chức vậy.
Lúc bắt đầu nhân dân Ma Xuyên không biết, còn tưởng huyện Ma Xuyên có bí thư huyện ủy mới. Sau khi nghe ngóng mới biết chỉ là trưởng phòng đất đai huyện nhậm chức. Việc bổ nhiệm chức trưởng phòng này chẳng có liên quan gì đến ban tổ chức cán bộ địa ủy, chỉ cần ban tổ chức cán bộ huyện ủy đề danh, hội nghị thường vụ huyện thông qua là được rồi, có khi ban tổ chức cán bộ địa ủy cũng không lập hồ sơ ấy chứ. Tuy nhiên, việc Mai Thiên Kiệt lên giọng nhậm chức cũng là một chủ đề bàn tán của một số cán bộ huyện Ma Xuyên lúc trà dư tửu hậu, ai cũng nhận ra rằng đằng sau Mai Thiên Kiệt chắc chắn là một thế lực không tầm thường. Loại công tử này tốt nhất là chiêu tôn y, bằng không sẽ gặp phiền phức to. Mai Thiên Kiệt chuyển đến ở cùng Diệp Phàm. Thế nào Thiên Kiệt, mấy chiêu này nhuần nhuyễn chưa? Diệp Phàm vừa sửa chữa kỹ năng, vừa nói. Được rồi, em luyện mấy ngày, cảm giác có một nền khí lực thật sự. Cảm ơn, sư phụ. Khi không có ai thì Mai Thiên Kiệt đều kêu Diệp Phàm là sư phụ, hơn nữa, có vẻ khá là cung kính. Như thể sắp biến thành, lính, Diệp Phàm rồi vậy. Bưng trà, rót nước, lau nhà đều do y làm, hơn nữa, lúc Diệp Phàm chỉ đạo, y đều pha cho Diệp Phàm một ấm trà, rút điếu Trung Hoa ra nhẹ nhàng đặt trên bàn. Có lúc, còn bày ra món nhắm, rồi thêm chai Mao Đài. Đương nhiên, nếu Mai Thiên Kiệt đã hiếu kính, như vậy thì Diệp Phàm cũng cứ yên tâm mà hưởng thụ. Chương 932, Hoàng tử. Hơn nữa, loại thuốc Trung Hoa của Mai Thiên Kiệt, tuy nói là loại chất lượng thấp nhất, nhưng Diệp Phàm vẫn vui vẻ, hưởng thụ. Phỏng chừng là y lấy được của người nhà đến. Thiên Kiệt, loại thuốc này của cậu hình như là loại đặc biệt đúng không? Diệp Phàm bắt đầu, gây sự, rồi, ngồi trên ghế rung đùi, gợi ý, Mai Thiên Kiệt. Vâng, chất lượng không được tốt lắm, ha ha. Mai Thiên Kiệt sờ sờ đầu ngượng ngùng nói. Như thế là được rồi. Tuy nhiên, cậu lấy đồ tốt của người nhà đi như vậy, ông già cậu có ý kiến gì không? Diệp Phàm cố ý cười nói. Không, bọn họ cho em mà, còn bảo em nhất định phải tôn kính với sư phụ, giống như tôn kính cha mẹ mình. Mai Thiên Kiệt thật thà nói, thằng nhãi này thật sự khâm phục Diệp Phàm. Nhìn Diệp Phàm một lát, nói. Sư phụ, có thể lộ hai tay ra cho đệ tử nhìn một chút được không? Lộ hai tay, sao hả? Không tin tưởng còn đến đây học tôi làm gì? Diệp Phàm mặt nghiêm lại, có chút mất hứng. Không phải, sư phụ, em không có ý đó, em biết là sư phụ có bản lĩnh lớn. Chị em rất ít khi tôn sùng người khác, nhưng chị ấy rất khâm phục sư phụ. Chỉ có điều trong lòng có chút khó chịu thôi. Mai Thiên Kiệt thành thật nói. Chị cậu, là Diệp Thu phải không? Diệp Phàm lên mặt, liếc Mai Thiên Kiệt một cái. Vâng, nghe nói bây giờ chị ấy lại thăng rồi. Mai Thiên Kiệt có vẻ đắc ý nói. Thăng, nghe nói cô ấy trước kia ở báo săn là tiểu đoàn trưởng, lại thăng nữa không phải là phó trung đoàn trưởng hay sao? Chức phó trung đoàn trưởng ở báo săn người bình thường có thể ngồi được vào sao? Bởi vì, đó là một binh đoàn chứ không phải là trung đoàn bình thường. Theo cấp bậc thì là một đơn vị cấp phó quân đoàn, đương nhiên, cái này là chỉ tổ nòng cốt thứ 8, nghe nói tổng bộ chuẩn bị thăng tổ nòng cốt thứ 8 lên cấp quân đoàn rồi. Trong lòng Diệp Phàm cũng hơi ngạc nhiên, nhưng cũng rất nhanh đã bình thường trở lại, dù sao mình cũng chẳng cần phải quản những chuyện đó mà làm gì. Vâng, ngày đó nghe ông già nói đã qua quân ủy trung ương phê chuẩn, quân khu lĩnh Nam đã đồng ý. Binh đoàn báo săn năm nay sẽ thăng lên thêm một cấp. Mai Thiên Kiệt nói, tay này phỏng chừng cũng muốn vào báo săn, chỉ có điều vẫn chưa đủ bản lĩnh, đẳng cấp còn rất thấp, người ta sao để ý đến y được. Đương nhiên, nếu người nhà họ Mai thực sự đồng ý, dựa vào ông nội y là chủ nhiệm tổng bộ chính trị quân ủy và cha là phó tư lệnh viên quân khu lĩnh Nam, thì việc y vào báo săn không phải là khó. Bởi vì báo săn chỉ là tốt chức bên ngoài tổ đặc nhiệm thứ 8. Tuy nhiên, cho dù lãnh đạo báo xa đồng ý để y vào thì y cũng chẳng vui vẻ gì, hơn nữa vào báo săn cũng tương đối nguy hiểm. Nếu lúc làm nhiệm vụ có gì bất chắc, thì Mai gia sẽ đau lòng chết mất. Nhà đã có Mai Diệp Thu vào rồi, giờ lại thêm Mai Thiên Kiệt muốn vào nữa thì trong nhà chắc chắn sẽ không đồng ý. Thăng lên một cấp, chẳng lẽ thăng lên cấp sư đoàn hay sao? Diệp Phàm chỉ thuận miệng hỏi, chứ không suy nghĩ nhiều lắm. Việc này... dù sao bản thân mình cũng chẳng muốn tham dự vào. Vâng, cái này cũng chẳng phải bí mật lớn gì. Gió đã sớm thổi rồi, nếu báo săn lên cấp sư đoàn, thì chị em cũng được thuyền lên theo sóng, thăng lên chức trung đoàn trưởng. Hơn nữa,
quân hàm chắc cũng lên cấp trung tá, ít nhất thì chức phó trung đoàn trưởng là chắc chắn. Tuy nhiên, nghe nói báo săn tất cả được thăng, số lượng nhân viên lại tăng chẳng đáng bao nhiêu. Lúc này các quân quan binh ở các quân khu đều chú ý đến báo săn. Mai Thiên Kiệt vẻ mặt thần bí nói. Ờ, như vậy, phỏng chừng mọi người thất vọng rồi, vào chẳng được bao nhiêu người, người ta điều đi thì điều đi, có liên quan gì đến bọn họ đâu. Diệp Phàm cười nói, rồi tiện tay châm điếu Trung Hoa. Liếc nhìn Mai Thiên Kiệt một cái, nói. Muốn thấy sư phụ lộ thủ cũng được, nhưng cậu phải làm một chuyện, nếu làm tốt thì tôi sẽ dạy cậu cả hai tay. Diệp Phàm ném ra một chiếc bánh to đùng, Mai Thiên Kiệt tự nhiên trúng kế, thiếu chút nữa thì nhảy dựng lên, vội vã nói. Sư phụ, chuyện gì vậy? Gần đây ở huyện thu được rất nhiều tin tức về chuyện loạn khai thác mỏ đồng thị trấn Thanh Sơn, không trả tiền bồi thường, rất nhiều vấn đề. Cậu là trưởng phòng đất đai huyện, cũng nên xuống điều tra một chút. Diệp Phàm bộ dạng tự nhiên, nói. Sư phụ nói ra những lời này, bảo em điều tra thế nào thì em sẽ điều tra thế đó. Mai Thiên Kiệt xoa tay nói. Chẳng lẽ cậu còn phải để tôi dạy hay sao? Ở văn phòng tỉnh ủy không học được cái này à? Diệp Phàm có chút bực mình nói. Em biết rồi, sư phụ cứ yên tâm, nhất định sư phụ sẽ hài lòng. Mai Thiên Kiệt giơ tay lên, giống như một tướng quân. Bỗng chốc, y lại nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Đi lấy một chiếc gậy đến đây. Diệp Phàm biết thằng nhãi này có tâm tư, chắc chắn là muốn mình thể hiện một chút. Thì đương nhiên mình cũng phải biểu diễn một chút, nếu không, người ta sẽ nghi ngờ, tưởng mình là sư phụ gà mờ, làm bại hoại thanh danh của mình. Vâng, Mai Thiên Kiệt không biết Diệp Phàm có ý gì, cũng không hỏi, liền chạy ra sân nhặt một chiếc gậy gỗ đến, đưa cho Diệp Phàm. Chiếc gậy bằng gỗ tạp này dùng để đốt, khá rắn chắc. Có lẽ cũng gần bằng một chiếc gậy thép dẻo. Diệp Phàm duỗi tay ra vận khí, đột nhiên hít một hơi, chỉ một cái là đã cắm xuống. Sau đó thu tay lại, ném cho Mai Thiên Kiệt, nói. Thế nào? Ôi dào, không phải sư phụ chỉ tay một chút thôi sao? Giả bộ như vậy ai chẳng làm được chứ? Mai Thiên Kiệt trong lòng, khinh bỉ, sư phụ Diệp Phàm, ánh mắt có chút thất vọng nhìn về phía cây gậy, trong chốc lát thằng nhóc này bỗng như hóa đá. Cả người ngơ ngác, há hốc miệng nói chẳng nên lời. Một lúc sau, thằng nhóc này mới thốt lên. Lợi hại, không ngờ lại thành một cái lỗ, trời ơi, nếu mà chỉ vào người mình mà thành lỗ như vậy thì. Thằng nhóc này hứng thú hẳn lên, nói nhỏ. Sư phụ, đây không phải là nhị chỉ thần công của Hòa Thượng Thiếu Lâm tự sao? Truyền thuyết nếu luyện đến mức đỉnh điểm, có thể dùng hai ngón tay mà có thể chống ngược cả cơ thể dậy, đâm gạch dễ dàng như đâm đậu phụ. Nhị chỉ thiện, cậu nghĩ cái gì vậy? Sư phụ cậu đâu phải là hòa thượng chứ? Diệp Phàm có chút tức giận nói, thấy gương mặt Mai Thiên Kiệt hứng thú, liền nói. Nhị chỉ thiện công là một loại công pháp bí truyền, thông qua quá trình luyện tập lâu dài, sẽ đem toàn bộ khí và lực tập trung vào hai ngón tay. Đây là loại phương pháp rèn luyện để cường thân ngự địch. Nó là do luyện ý, luyện khí và luyện lực hợp thành, nhấn mạnh ở tiền đề đãi thủ nhập tính, áp dụng phối hợp giữa động tác quán viên hoạt và hô hấp. Thúc đẩy gân cốt khỏe mạnh. Sau khi thành công, ngón tay sẽ cứng rắn như thép, khi chỉ sẽ vô hình vô tích, là một tuyệt kỹ để phòng thân và là một pháp bảo để chế khống chế kẻ thù, nó từng được gọi là tuyệt thế kỳ công, võ bồi bí chiêu. Thực ra, cái này của sư phụ đương nhiên không phải là nhị chỉ thiện công, chỉ cần cậu kiên trì luyện khí, công lực đạt đến trình độ nhất định thì tự nhiên, nước sẽ chảy thành sông. Thằng nhãi này trong lòng cũng oán thầm nói, Tiểu Mai ơi là Tiểu Mai. Phỏng chừng đời này cô không còn gì để diễn nữa rồi. Muốn đạt đến công lực như vậy, không phải là thất đẳng thì đừng mơ. Cao thủ lục đẳng tuy nói cũng có thể thành lỗ, nhưng phải từ từ mới được, còn muốn làm, gọn gàng, như tôi đây thì còn lâu. Đương nhiên những lời này Diệp Phàm không nói ra miệng rồi, như vậy thì đã kích Mai Thiên Kiệt quá. Ngày hôm sau, Mai Thiên Kiệt tự đi sắp xếp tuần tra mỏ đồng thị trấn Thanh Sơn. Mà âm thầm, Hạ Hải Vĩ và Phương Viên. Cùng với Ngô Đồng, thêm cả Mã Tiêu, ba người đã sớm hành động. Như vậy, một âm thầm, một công khai, giống như răng thiên la địa võng điều tra mỏ đồng thị trấn Thanh Sơn vậy. Bởi vì Ma Xuyên là nơi khá cao so với mặt nước biển, hơn nữa điều kiện địa lý có chút đặc biệt, cho nên hoa đào nở khá muộn. Thông thường đều phải từ trung tuần tháng 4, đến sau trung tuần tháng 5 khi vùng Duyên Hải có đào ra thị trường rồi thì ở đây mới bắt đầu kết quả.
thời gian đưa ra thị trường phải chậm đến khoảng một tháng. Cho nên Diệp Phàm sau khi biết được điều này thì thầm mừng, có thể cho kéo dài thời gian đưa đào ra thị trường và ngắm hoa đào, có lẽ sẽ tạo được hiệu quả kinh tế tốt. Hơn nữa, hắn đã ra lệnh cho phòng nông nghiệp huyện là phải nghĩ cách để kéo dài thời gian nở hoa, cho chậm thời kỳ kết quả lại, chính là vì tránh thời kỳ cao điểm đưa đào ra thị trường. Tuy nói, tháng 9 tháng 10, trên phố vẫn còn hoa đào để cung ứng, nhưng số lượng không còn nhiều nữa rồi, áp dụng một số phương pháp đặc biệt để cất giữ, đương nhiên trong sẽ không còn ngon được như đào tươi. Chuyên gia cũng nói, trước mắt kỹ thuật vẫn chưa thành thục, muốn kéo thời gian quá dài là điều không thể, dùng các loại thuốc và phương pháp đặc thù thì nhiều nhất cũng chỉ hoãn được một tuần mà thôi. Nghe nói Viện Khoa học Nông nghiệp tỉnh có một phòng chuyên nghiên cứu phương diện này. Sau khi nghe xong liền quyết định vài ngày nữa đi sở nông nghiệp làm hạng mục sẽ nói với bạn học cũ là Vệ Thiết Trách. Không chừng, địa hình khí hậu đặc biệt của Ma Xuyên có thể thu hút được các chuyên gia ở Viện Khoa học Nông nghiệp tỉnh đến làm thí nghiệm gì đó. Nếu đã còn gần 2 tháng nữa là bàn đào ảnh thị Sơn Trang toàn diện thi công. Mới mấy ngày đã làm ra phương án thiết kế có tính khả thi. Bước tiếp theo, vào giai đoạn thi công xây dựng, mà đoạn quốc lộ từ cổng thành đến xã Kim Đào, dưới sự đốc thúc của Phó Chủ tịch Thường trực huyện Phương Hồng Quốc, xã Kim Đào và những vùng lân cận có trồng đào đã ra công toàn lực rồi. Mà bàn đào ảnh thị Sơn Trang bỏ tiền bán thuốc nổ, toàn dân nhiệt tình kiến thiết mở rộng quốc lộ chưa từng có. Trải qua một thời gian sửa sang lại, hiện tại đoạn quốc lộ từ cổng thanh đến xã Kim Đào đã được mở rộng khoảng 4 mét, tuy nói có nơi không được như ý nhưng về sau quốc lộ ở xã Kim Đào có thể biến thành đường đá vụn rộng khoảng 9 mét. Bởi vì, quy hoạch của Diệp Phàm là như vậy, tuy nói hiện tại rất nhiều địa phương vì núi đá ngăn trở chỉ có thể đạt được 8 mét, nhưng tin rằng sau khi cho nổ để mở rộng, thêm nửa năm tu sửa nữa là được 9 mét. Đương nhiên, người bận rộn như Mai Phán Nhi không rảnh mà đến đây, việc này liền giao cho Vạn Đông Tuyền phụ trách. Y lại biến thành người phụ trách thiết kế chính cho Sơn Trang. Đương nhiên, vị trí chủ tịch hội đồng quản trị do Mai Phán Nhi cử người đến đảm nhận. Vạn Đông Tuyền là phó chủ tịch hội đồng quản trị kiêm phó giám đốc.